Giới thiệu, Vũ Trọng Phụng là một nhà văn tài năng nhưng bạc mệnh. Ông xuất hiện trên văn đàn rất sớm, khi mới 18 tuổi, nhưng cũng từ biệt văn đàn quá sớm, 27 tuổi. Chỉ trong 10 năm mang nghiệp văn chương, nhưng những đóng góp của ông đối với nền văn học nước nhà quả là lớn lao, không một tiếng vang bi kịch ba hồi, 1931, cạp bẫy người phóng sự, 1933, kỹ nghệ lấy tây phóng sự, 1934. Dứt tình tiểu thuyết, 1934, Dông tố chuyện dài, 1936, Số đỏ tiểu thuyết, 1936, Vỡ đề tiểu thuyết, 1936, Làm đĩ tiểu thuyết, 1936, Dân biểu và dân biểu phóng sự, 1935, Trung số độc đắc chuyện dài, 1938, Một chuyện ăn Tết phóng sự, 1938, Lấy nhau vì tình, quý phái, cơm thầy cơm cô, giết mẹ, người tù được tha di cào. Là cây bút tiểu thuyết và phóng sự có một phong cách độc đáo, Vũ Trọng Phụng có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của văn xuôi Việt Nam hiện đại đương thời. Ông đã làm tròn bổn phận một người thư ký của thời đại. Dứt tình là cuốn tiểu thuyết mang tư tưởng định mệnh siêu hình, được sáng tác năm 1934. Chương một Ánh trời tà đã hết ngượm vàng bãi bể, bên trên dãy núi tím, vàng xanh xám mấy màu pha lộn nhau như nét bay miết dài của nhà họa sĩ mây lồng thành hình vạn vật cỏ cây giữa khoảng vô cùng đó là một đàn voi dần dần dồn nhau lên một cái cánh phượng rồi sau hết lại bị gió rãi ra tản mạn thành chỗ này thì eo bể vịnh bán đảo chỗ kia củ lao sông núi một bức địa đồ bức tranh vân cầu tuy lạ mắt nhưng không để cho người có đủ thời giờ ngắm nghía cứ thay đổi hoài vì từ phía bể gió đã bắt đầu rít lên. Thoạt đầu, chân trời chỉ thấy chấm đen, mới một lúc đã không biết bao nhiêu là mây đen ở đâu kéo về, nhanh chóng lạ thường, hình như ở bể đùn lên nặng nề bao phủ, đè ép cả mặt đất. Bể, mới lúc nãy còn lăn tăn sóng gợn, vô nghĩa lý như cô gái buồn tiêu nhiều thì bây giờ có bộ mặt của một bà mẹ chồng hành nàng dâu. Những làn sóng dởn nhau, đuổi nhau vào bờ, làm lùi cả bãi cát, làm những tảng đá như khóc lướt mướt. Phía kia, Tây phương dãy núi đều mất mặt trời, mất cả những áng mây lồng đã hiện nguyên hình đá đen, cỏ xác hết khoe khoang. đám người đương nô đùa dưới nước mặn hoặc đương ung dung dạo chơi trên cát, lúc đó cũng tất cả rủ nhau ra về. một vài hạt mưa ném xuống lác đác, vài cơn gió, thế là cả vòng trời là một thác nước dữ dội, đổ sơn giữa mùa hạ và buổi bão rớt này đã hóa vắng vẻ chẳng khác gì ở cảnh chiều đông. đấy nhé tôi đã biết mà nếu tắm hôm nay thì có phải khổ chạy mưa không? Ngồi nhà nghỉ ngơi trò chuyện với nhau thế này vẫn hơn chứ? Tiết Hằng nói xong lim dim mắt nhìn Yvonne mỉm cười một cách đắc chí, đoạn ngửa cổ kê đầu vào thành chiếc ghế mây. Hấp tấp Yvonne thêm, phải lắm, chị ạ, à, có phải ở nhà ngồi nói chuyện hơn là đi tắm không? Me nhỉ? Đường ngửa cổ uống bia, me, bỗng cau mặt, đặt mạnh cốc xuống bàn. Đồ hỗn láo, sao mày dám gọi bà ấy là chị? Hở, ai cho phép mày thế? bà ấy ngang hàng với tao, nghĩa là với mẹ mày, biết không? Tức khắc tiết hằng ngồi ngay ngắn lên, nghiêm trang trách. Ồ, sao lại thế, bà năm, vẫn hay là tôi được cái hân hạnh ngang hàng với bà, nhưng bà 40 mà tôi mới hai tôi kém bà những 15 tuổi. Tôi chả thích được ngang hàng với bà vì tôi chỉ hơn Yvonne có 6 năm. Tôi mong bà để Yvonne và tôi, coi nhau như chị em, hạng trẻ chung với nhau, chúng tôi phải tự do mới được rồi nàng quay lại, ái ngại nhìn Yvonne, lúc đó mặt cúi gằm. Bà Năm không đáp, lại điềm nhiên tu nốt cốc bia khiến Hằng cứ ngồi chờ, tay gõ cái quạt xuống bàn và đủ thời giờ nhìn bà ta một cách tinh quái. Đó là một người đàn bà to béo, có tướng đàn ông. Phấn không xóa nhòa những đường răn reo ở mặt, sáp đáng lẽ phải tăng vẻ tươi cho cặp môi, lại chỉ khiến nó thêm có vẻ khôi hài. Đã thế, lúc nào cũng kèm bên mình một cái ví da nho nhỏ, một cái dù nhật sặc sỡ và xinh xinh. Những cái tô điểm lặt vặt bé nhỏ đó khiến bà Năm đã to nhớn lại đẫy đà thêm độ 10 phần. Trông đến bà rồi so sánh những đồ, phụ tòng, thiên hạ phải tưởng tượng đến một con voi đeo nhạc của miêu con. Mẹ thế nhưng con khác hẳn. Yvonne có trong huyết quản 3 phần máu Pháp và 7 phần máu Việt Nam, bộ mặt xinh đẹp một cách ngây thơ, cử chỉ ngôn ngữ rất ôn tồn. Không hỗn hởm, không đầm, một tí nào cả. Trong nàng, tạo hóa đã dung nạp cái đẹp phương Tây với cái đẹp phương Đông để kết nên cái đẹp hoàn mỹ. Mũi nàng là mũi dọc dừa, không tệt, cũng không nhọn. Tóc màu hạt rẻ và cặp mắt phương phớt xanh lúc sáng sớm, đen đen lúc chiều. Khi bà năm đẻ Yvonne được vài tháng thì ông chồng, đại tá đơ. Ết, phải về nước cầm quân, chết trận, đại tá cũng đã để lại cho vợ con ở đây một chục nóc nhà. Sẵn tiền cho thuê nhà, lại thêm được tiền tuất quả rất hậu bà năm đã thủ tiết nuôi con mấy phen đem bạc vạn góp vốn vào việc khai mỏ xuất cảng gạo với đào quân chồng tiết hằng bà đã thành giàu lớn tháng trước bà mời vợ chồng đào quân lên nghỉ tại biệt thự của bà tại Chapa. nay tiết hằng cũng dùng cái biệt thự của mình tại đồ sơn để trả cái nợ lịch thiệp đó trời mưa bão nhưng vì hiên rộng cả bọn vẫn ngồi ở hành lang tiết hằng gặng một lần nữa thế nào bà năm bà có ưng cho chúng tôi tự do với nhau không, thưa bà? Nghĩ hồi lâu bà năm đáp, bà tuy trẻ nhưng cái trẻ của bà là trẻ của người lớn. Nó cũng trẻ nhưng cái trẻ của nó là cái trẻ của trẻ con. Bà dễ dãi qua thế, nếu Yvonne nó hư là tại bà, tôi chả biết đâu cả. Nước đã muốn ngập lụt mặt đường, những cây thông bị gió lay như tốt cả về một chiều, hiện thành hình những cái roi tiên cầm ngược. Từ những biệt thự chung quanh đó, thỉnh thoảng lại có chiếc xe hơi mui buông kín mít chui ra, chạy hộp tốc về Hải Phòng, bốn bánh phun tóe nước ra hai bên đường đi. Tiết Hằng để quạt lên mồm, ngáp và hỏi Yvonne xem hộ xe mấy giờ rồi, 6 giờ 5, bữa cơm chiều, ta ăn vào 8 giờ tối thì vừa vặn. Sáng sớm tôi đã đánh dây thép cho nhà tôi ở cảng ra cho vui. Có lẽ có cả mấy ông bạn ở Hà Nội xuống nữa. Thế thì vui lắm nhỉ. Cô rất thích được giao thiệp với nhiều người an nam. Thích vì, Yvonne ngẩn ngơ, lúng túng, thích vì, Hằng cười tinh quái và nói luôn, vì thích, Yvonne cũng cười khanh khách mà rằng, vì thích, phải rồi, thế lại gọn, thích vì thích, thốt nhiên bà năm nhăn mặt, đứng lên, ta vào chứ, trời mưa thế này mà cứ ngồi mãi đây làm gì, muốn chừng bà say, bà năm bưng một tay lên chán, lắc đầu, không, tôi có say đâu, gió lạnh quá, tôi chóng mặt một tí, Hằng vồn vã, mời bà lên phòng nghỉ tạm. 8 giờ tôi xin đánh thức dậy sơi cơm. Bà mẹ vào rồi, Yvonne xem ra có phần được dễ chịu hơn, mặt nàng nhẹ nhàng khác trước. Nàng kể hết cho hàng nghe cái lối giáo dục không có phương pháp của mẹ nàng. Năm tôi đã 17, mẹ tôi vẫn không quên đánh tôi như đánh đứa trẻ con. Buổi chiều hôm ấy đi học về, ăn cơm xong tôi toan lên phòng riêng học bài thi thì mẹ tôi bắt tôi quét điện thờ để các bà ấy đồng bóng. Tôi còn ngần ngừ chứ cũng chưa phản đối thì bà ấy đã vội làm một thôi một hồi thế này này. a à, con này mày cậy mày là Tây, mày gan với bà, không muốn bà cúng vái gì nữa chứ. Thế là mẹ tôi tiện tay cốc luôn vào chán tôi hàng chục cái, trước mặt một đám đông người. Gớm nghĩ rõ bực quá, tiết hằng cả cười, cho rằng bất cứ vào trường hợp nào cách cười cũng vẫn an ủi được người ta. Yvonne thêm, đến ngay bây giờ, tôi đã có vô số những ông danh giá hẳn hoi định lấy tôi rồi mà mẹ tôi cũng vẫn mắng tôi như mắng một đứa trẻ lắm lúc lại thiêu dệt ra những là, cái quân lai like chúng nó bảo Có đứa cầm búa đánh trả lại mẹ, có đứa đuổi mẹ đi ăn mày, mắt tao trông thấy luôn. Tử tế ôn tồn với chúng bay cũng vô ích, chị bảo phải một người mẹ vô lý áp chế đến thế có tức không? Lắm lúc nghĩ ra tôi tìm cách gì lôi phăng bà ấy về Tây thì hay quá. Khốn nỗi, ở bên này như me tôi đã là giàu, nhưng mà về Pháp thì rồi ăn hết vốn, sẽ chết đói mất chị xem xét cái xã hội Việt Nam này thấy nó hay giờ thế nào? Tôi có xem xét bao giờ? Tôi sinh trưởng ở đây, việc gì cũng quen mắt quen tai rồi. Làm gì còn có con mắt quan sát của một người ngoại quốc mới đến đây? Lúc nãy chị bảo thích được giao thiệp với người Nam. Vâng, sự đó đối với một người lai like là sự thường. Nghĩ đến đồng bào của bố được thì nghĩ đến đồng bào của mẹ cũng được. Có gì là lạ đâu? Tôi còn thích mặc quần áo ta nữa. Lưỡng thưởng Yvonne đến gần hàng hằng ngửa cổ, say đắm nhìn lên, rồi đứng dậy khoác lấy vai Yvonne. Hôm nào tốt trời, ta sẽ cùng đi chụp ảnh, thế còn gì bằng, được chụp ảnh chung với tiết hằng là người đàn bà xinh đẹp nhất nước Nam. Ngỡm, cư chế nhạo mãi, hằng đỏ bừng hai má chữa thẹn nhưng chưa chi Yvonne đã nghiêm nghị mà rằng, thật đó chị ạ, à, tôi chưa thấy người đàn bà nào đẹp như chị đâu. Chị hơn người ở chỗ không phấn sáp bao giờ, chị không phấn sáp bao giờ mà bất cứ bao giờ, bất cứ ở đâu chị cũng là người đẹp nhất. Trong phòng khách, đồng hồ từ từ đánh 7 tiếng, Tiết Hằng kéo Yvonne vào, cả hai vừa chạy vừa nhảy, tung tăng như đôi trẻ ngây thơ. Đoạn hàng ngồi phịch xuống, gọi, bếp, bếp, giả, sắp xong chưa, con đương dọn bàn rồi, đúng như lời tôi dặn anh đấy chứ, có đến nỗi thiếu món nào không, bẩm, không thiếu món nào cả, tôm tươi, cua, sò, cá xong, cá chim, mực tươi, con đã về cảng mua được hết. Mấy món đồ hộp với rượu cũng dư giật cả. Yvonne nói len vào, nhiều đồ bể quá, Tiết Hằng cười, ở bể thì phải ăn đồ bể chứ. Tôi chả như Yvonne, mời tôi lên núi mà không thết tôi bằng đồ rừng. Chị bảo gì, đồ rừng, nghĩa là thịt những giống vật trên rừng. Sao khi ở Chapa không mời tôi những món thịt nai, thịt vượn, thịt rắn, thịt hổ, vân vân, vân vân. Cả hai cười khanh khách. Vừa lúc đó, bà Năm cũng lưỡng thững từ phòng rửa mặt đi sang. Bà dừng chân ngắm kỹ gian phòng có cái bài trí nên thơ, những đồ gỗ tối tân, mấy bức tranh vẽ sơn to lồng vào khung kim nhũ, mấy bức tượng và chỗ này mấy cái lọ nhật, góc kia cái đôn, vừa đưa mắt quan sát vừa gật đầu. Bà Hằng hiểu mỹ thuật lắm, bầy sơ sài mà trông đẹp làm sao, còi ô tô rúc vang lên, cả bọn nhìn qua cửa trước. Giữa khoảng đất trời đen kịt, hai đường ánh sáng trói lọi chiếu qua những dây hạt mưa lóng lánh như kim cương, từ cổng biệt thự tiến vào thềm một câu nói oang oang như giọng lệnh, bon soa lê ami, rồi hai người phủ áo tơi từ xe nhảy ra. Một người béo lùn với một người cao lênh khênh, cả hai lên đến hành lang thì cái xe hòm cũng vòng cây sân, vào nằm nhà chứa xe nhắm mắt, hết thở hồng hộc, nhẹ nhàng. Tiết Hằng đã để tay vào khuy bấm điện khiến cho khi hai người vừa kịp để mũi giày lên tấm thảm thì ở cả tám góc phòng khác, tám chùm bóng điện đều bật sáng quắc lên. Đảo quân bắt tay một lượt, Hôn vào chán vợ một cái, đoạn quay lại giới thiệu người cao cao với mọi người. Madame de S, Mademoiselle Yvonne de S, The vous Presang Le Director du Journal Pendon, Monsieur Phan Việt Anh, Mon Ami. Đảo quân nói xong đứng nghiêm trang hưởng cái hân hạnh được dịp khoe với bà vợ Tây và cô đầm lai một ông bạn thân của mình làm chủ báo, mà lại một tờ báo viết tiếng Pháp. Những câu khách sáo đã dùng rồi, mọi người ngồi xuống ghế. Rồi câu chuyện bằng tiếng Pháp bắt đầu câu có vị giữa Yvonne và Việt Anh. Tôi thích đọc tờ báo của ngài, chủ trương lắm, cũng đôi khi báo có giọng công kích một cách quá đáng thật, nhưng cũng lắm khi có những lời bàn rất có lý. Ngài có nhớ một bài xã thuyết đề mục là hai thái độ ký tên Chiêu Quân không? Có, đó là thiên đại luận rất có giá trị của người đọc báo gửi đến tặng chúng tôi. Văn hay, ý sâu sắc lắm mà lại ký hiệu là Chiêu Quân không rõ người viết ấy là người pháp hay người nam đàn ông hay đàn bà chiêu quân là tôi đó a à, việt anh rộ một tiếng rồi ngơ ngác nhìn cô đầm lai ẻo là đẹp nõn dịu dàng một người có văn tài thì tài sẽ hợp với việc làm thơ chớ không hợp với việc bàn chính trị đối lại yvonne cũng chăm chú nhìn chàng một người đứng tuổi mặt xương xương mắt đeo kính tóc để bù dáng điệu mạnh bạo quá có cái tinh thần một nhà làm báo du côn. Nếu quả vậy thì hạnh phúc cho tôi biết bao. Mong rằng những lúc thư nhàn, cô nên nghĩ đến độc giả của báo đó. Trước kia, chưa biết đến người giám đốc tờ báo mà tôi còn sẵn cảm tình với báo. Nữa là bây giờ. Tôi xin có lời cảm ơn trước. Nói xong, Việt Anh trượt sờ lên cổ, rồi ngượng nhịu, nhìn đào quân. Quân bô bô, không đeo ca vát rồi. Đáng kiếp lắm, ai bảo anh cái gì cũng coi thường. Tiết hàng chữa, được, không hề gì. Nội nhà này có mấy người đây thì đã là bà con cả. Giữa cái phòng khách sáng trưng mà tường hoa, mọi đồ mỹ thuật phô ra cảnh nghìn tía muôn hồng, hằng với cái áo lam, bà năm với cái áo đỏ thấm, y vốn với cái áo da trời, ba người đều như ba con chim lông cánh khác màu trong một bụi hoa. Ồ, quên khuấy đi mất. Thưa các ngài, tôi có làm quà cho bà đầm tôi một con vật rất ngộ, biết làm siếc và thích trang điểm như một người đàn bà. Con gì thế, con khỉ? một con khỉ thông minh y như người. Ta ra xem đi, cả bọn hí hởn theo đảo quân ra hành lang. Việt Anh và Tiết Hằng ngồi lại, thấy vợ không theo, quân quay lại dục thì Hằng cau mày. Mẹ con bà Năm đã bước ra rồi, quân so vai, mà phải ra theo, thấy Việt Anh cứ đăm đăm nhìn mình, Hằng đưa mắt mơ màng ra phía khác. Anh sẽ gọi, hàng, em hàng. Hằng, em Hằng, Hằng nguẩy đầu một cái, lườm anh rồi lại quay đi. Việt Anh đứng lên thở dài rồi hỏi, Hằng có vẻ khó chịu lắm nhỉ? Hay bởi lẽ có mặt tôi tại đây? Có lẽ, Hằng không bao giờ muốn nhìn mặt tôi nữa chăng? Hằng gật đầu, tức khắc anh đến gần nàng trừng mắt thất thanh mắng, khốn nạn, đồ khốn nạn. Hằng cũng đứng lên, lạnh lùng, ô, ngài nói ai? Chương 2, buổi sáng thấy tiết Hằng ngủ ly bì trên cái giường mà những nếp xô lệch ở tấm vải phủ nệm đã nói rõ tới một đêm trằn trọc, nghĩ ngợi ủ ê, xiên qua lần màn phủ cửa kính những tia nắng dịu soi lộng lẫy cái phòng ngủ quét vôi xanh, tăng vẻ đẹp cho hết thảy những đồ bầy trong phòng. Nàng nằm nghiêng mình, mảnh chăn đơn phủ đến ngực, tay bắc ngang chán, đôi môi mím chặt, lông mày cau. Đủ hiểu dù đã ngủ nàng cũng vẫn không được tĩnh trí và còn phải chiến đấu với cả những giấc chiêm bao, có lẽ vẫn dày vò nàng. Việt Anh cầm tay nàng và nhìn nàng trừng trừng, ai oán, giận dữ, đoạn vù lấy hai vai nàng mà lay đó là một người mà lòng trông đợi, sự thất vọng đã khiến cho hóa ra rồ dại. Thoạt đầu, nàng còn nhìn trộm cái mặt gân guốc, nhưng đau đớn đó một cách sợ hãi. Nhưng dần dần, lòng thương đến thắng được lòng cương quyết, nàng cúi đầu nhắm nhìn mắt, rồi ngả đầu vào ngực Việt Anh. Ái tình đã một lần đắc thắng, mà đó là lần đầu tiết hàng xa và tội lỗi, đã chịu nhận sự âu yếm ở miệng một kẻ không là chồng. Cả hai đều xa ngã nhưng đều sung sướng cực điểm. Thốt nhiên, một tiếng gót dày nện mạnh, cánh cửa phòng bật tung ra. Cặp nhân tình vội buông nhau, quay lại nhìn thì, đó là đảo quân. Đó là người chồng đứng trước cái tang chứng là vợ ngoại tình, nhưng mà chỉ đứng thờ người ra, mặt dần dần tái đi chứ không nói gì cả, trời ơi. Tiết hàng tung chăn, chống tay ngồi dậy nhìn quanh, bàng hoàng. Nàng không tin cái phòng vắng vẻ, bình tĩnh, dụi mắt hai ba lần, vẫn còn hốt hoảng, vẫn còn ngơ ngác tìm cái tôi ở lúc nằm mê. Sau cùng, đã định thần rồi, nàng uể oải bước xuống dép. Mớ tóc môn xóa xuống kín lưng, nàng thong thả vấn thành búi trên đầu, rồi đẩy cửa và tươi cười, lấy đôi hàm răng ngà ngọc ra đón chào buổi bình minh. Hạnh phúc, mãi đến nay nàng mới hiểu nghĩa nó, nàng sung sướng quá, vì như người đã để xuống đất được một gánh nặng. Chứ gì, trận bão qua, một đêm, bây giờ là cảnh trời yên tĩnh là cảnh lòng lâng lâng không hối hận đến tiếng thông reo lúc đó cũng hết đem sự muốn hưng đến cho nàng một người vốn vẫn giàu cảm tình tiết hàng tươi cười ngắm vạn cỏ cây những cảnh chung quanh xưa vẫn quen mắt nàng mà bữa nay lại cảm nàng như những cảnh nàng chưa hề bao giờ thấy trước cả mặt trời còn đỏ trên không gian sán lạn không một tí mây nào vần màu xanh gió mát thổi từng cơn làm bay quần bay áo làm tung tóc dễ chịu như một sự trêu đùa và sóng bể dập dờn cũng như khe khẽ ngâm cái bài thơ của những kẻ chân mây góc biển. Thưa bà, Tiết Hằng quay vào, mặc vội cái áo dài rồi mở cửa ra. Người bếp kính cần thưa, mờ nguy bữa nay thế nào ạ? À? Sao không hỏi ông? Ông con vặn xe đi với bà Năm từ nãy, đi từ nãy. Thế bây giờ mấy giờ? bẩm gần 6 giờ, thế còn những ai ở nhà? Không còn ai cả. Cô Yvonne với ông Việt anh cũng vừa đi chơi, không kịp điểm tâm, thôi không phải về cảng mua bán nữa. Liệu mua ngay tại đây rồi làm những món ăn xoàng, tùy ý anh. Rồi nàng đẩy cửa, lại quay vào ngồi thừ trên giường. Tối hôm qua, khi nàng gắt với Việt Anh câu, Ồ, ngài nói ai, thì chàng ngẩn người ra, không hiểu, tuy không dám nói gì nữa nhưng bụng phân vân như kẻ giữ lái một chiếc tàu bể đã mất địa bàn. Việt Anh là người si tình nhưng si tình một cách khác đời, nghĩa là có cái tâm hồn của một bạo chúa với lòng yêu một cách gắt gỏng chứ không chịu ăn mày lòng yêu. Cho nên cử chỉ bất phục ngẫu nhiên đó đã bịt miệng chàng. Đến bữa cơm, Yvonne lại càng như xoắn lấy Việt Anh, mỗi phút ngồi gần nhau lại như đem cho cả hai bên thêm ít nhiều cảm tình về sự tâm đầu ý hợp. Cơm xong, trò chuyện ít lâu đến cuộc khiêu vũ mà Tiết Hằng chỉ ngồi nhìn một cách bàng quan. Vì không rõ chuyện chi cả, Yvonne khiêu vũ một cách có hứng thú khi làm nữ kỵ binh của đảo quân cũng như khi của Việt Anh, lúc nào nàng cũng vừa nhảy vừa ngửa cổ ra cười. Nhưng Việt Anh có một thái độ khác hẳn, muốn trêu gan hằng, chàng đã đóng vai cái người say đắm Yvonne. Thản nhiên, hằng ngồi vặn kèn, giữ nhịp cầm cung trong buổi khiêu vũ. Nàng đã muốn tránh mặt ái tình thì còn vạ gì mà ghen ai? Hai nữa, những cử chỉ trương mắt của việt anh bên cạnh yvonne chỉ khiến nàng cười thầm và tự nhủ rằng không khi nào lại mắc mưu sự trả thù của một anh hề nàng chỉ thương chớ không hề giận nhưng việc đó là việc trước mắt còn hai người đi chơi mát buổi sáng lại là việc sau lưng hằng còn ngủ thì họ đã đi cũng không thèm lên đánh thức nàng không thèm bảo qua cho nàng biết cử chỉ đó có nghĩa na ná với một sự rủ nhau cùng đi trốn chẳng biết nàng có cần để tâm Tiết Hằng chợt nghĩ đến cơn ác mộng vừa rồi. Nàng cười, nhìn lên ảnh mình rồi tự nhủ, may thật, chỉ là một giấc mê. Nhưng đàn chim sẻ trên hiên cứ ồn ào cãi nhau, chiêm chiếp luôn hồi khiến nàng đã bâng khuâng lại càng thêm sốt ruột. Trong 10 phút, nàng cứ ngồi ngây người ra nghĩ ngợi quẩn quanh. Thốt nhiên đứng lên như cái máy có người vặn, hấp tấp vào buồng rửa mặt, thay quần áo, đoạn xuống nhà vớ lấy một cái dù nhật mở cửa ra đi một mạch, không ngừng đồng sau một đêm bão, mặt đường nhựa sạch như lau, bóng nhoáng đến có thể soi gương được, cỏ cây mơn mờn tốt tươi như sau một buổi tắm gội. Những mái ngói, tường vôi, lá cây đám củi, hết thảy mọi vật đều sạch sẽ, ướt át, lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Chỗ nào cũng là trăm nghìn mảnh gương, lưỡng thững hàng đi, có ý tìm kiếm khắp nơi đều không gặp. Trên bãi bể, trên núi, trên các mỏm đá đều không thấy bóng dáng hai người. Những chỗ đẹp, đáng ngồi hóng gió với hứng thi vị của tạo vật mà không ngồi hưởng, vậy họ đi đâu? Chót vót đứng trên mũi bể, hằng để một tay lên mặt tre, quay khắp bốn phương tìm những mỏm đá trước đền bà đế cũng vắng tanh vắng ngắt. Hằng quay về, cũng đã nhọc mệt, lử thử đi. Nàng đi những con đường nhỏ quanh co bao bọc ruộng làng, đi tắt. Đến một gốc đề bèn cục dù, ngồi xuống nghỉ chân. Gió bể hây hây, những cây dâu tốt lá, cao chấm đầu người. Hằng ngồi ít lâu, tầm mắt bỗng đặt tới một vật tròn tròn, xám xám. Lấy dù hề một cái, vật đó lật ngửa, vô ra màu trắng hiếu, bụng một con chim sâu. Con vật khốn nạn chắc chết vì bão, bởi lẽ mình nó chỉ đết đi chớ không có tí thương tích nào. Hai chân quặp chặt, đôi mắt nhắm nghiền, còn mỏ há rồng. Tức khắc hằng buồn rầu ngay, nàng dùng mình nghĩ đến mọi sự tang thương biến cải của đời. Đẹp, trẻ, khỏe mạnh, lấy chồng dầu sống một cuộc đời mà người ta cho là sung sướng tột bực, cái địa vị nàng bao nhiêu kẻ mầy mò không xong. Nhưng nói cho cùng ra, hỏi nàng có sướng, dù sướng thật đi nữa, ngày nay đã vậy ai biết ngày mai thế nào. Đó là sự bất chắc của hạnh phúc, tiết hàng liên miên hồi tưởng lại quãng đời từ thuở còn là cô học trò ngây thơ. Cái tuổi chứa chan hy vọng, cái tuổi sung sướng vô cùng, nhưng thời gian chỉ đi chứ không trở lại. Nàng chợt nhớ một buổi tan học, từ trường trung học xa lộ ra về, nàng ngồi xe nhà ở giữa cho việt anh với đào quân đạp xe đạp kèm hai bên. hồi đó nàng còn có tên tây mà tít tít hằng mà tít. tôi sẽ đem đến biếu mình một bộ sách rất đẹp, mà tít cứ lấy máy ảnh của tôi mà dùng. trong ba khối óc còn ngây thơ, óc của đào quân là của kẻ trưởng giả hợp đời và óc việt anh là của hạng si tình quá sớm. trong khi đào quân chỉ biết nói tới câu, tôi cho tài xế đánh xe đến đón mình nhé thì Việt Anh đã khai chiến, Hằng sau này tất chúng mình phải lấy được nhau. Một hôm, Tiết Hằng đỏ mặt ngỏ ý riêng với mẹ trong một phút điên rồ. Tức thì bà mẹ tỉ tê nói, con nhầm, khi nào thầy con lại có thể thuận gà con cho Việt Anh được. Vẫn biết hai bên xưa kia có đi lại với nhau, ông bà ấy cũng dòng dõi thế gia quý tộc, nhưng phải cái tội nghèo. Thời buổi này mà không có tiền thì làm gì được, hai nữa, ba mày lại đang là người góp vốn với ba anh quân nhân tiện con đã động đến nên mẹ bảo con biết trước ba con ngỏ ý với mẹ định gả con cho anh quân đã lâu rồi về phần bên ấy ai cũng ưng nhưng vì chúng bay còn đi học nên bảo nhau giấu cả hai chưa cho đứa nào biết vội đó là vết thương thứ nhất có thể làm ngừng đập trái tim cô gái ngây thơ hằng nghe xong tái mặt không nói gì cả đêm hôm ấy ngồi thức để khóc lóc vật vã không thể lấy việt anh được vì lẽ bố đào quân là một nhà tư bản doanh nghiệp chủ mấy cái mỏ kẽm và cái gia tài đó sẽ về phần đào quân. Nàng thấy nàng là một thứ hàng hóa, trong cuộc nhân duyên sắp bén đó. Một hôm, Hằng nói với bố rằng khinh bỉ sự làm giàu. Người bố hiểu ngay, biết rằng con gái muốn phản đối việc trăm năm, bẻ nói lưỡng, tao hiểu mày rồi. Con không màng tưởng sự lấy chồng giàu phải không? Được, để tao liệu, một cô gái trẻ tuổi, còn dại dột nữa, liệu có thể thấu rõ được tâm địa một người cha? mà lại một người cha đã lăn lóc việc đời. Hằng được lời nói đó thì vội tin ngay, nàng nói qua cho anh rõ, để chàng liệu mà sửa soạn. Ồ, mà việc anh sửa soạn cuộc tóc tơ kia ra làm sao thì có trời biết. Đối lại mấy cái mỏ, mấy sửa máy phần gia tài của đào quân là những khí giới lợi hại trong việc đi chinh phục tiết hằng, thì chàng hình như đã vững tâm ở số mệnh, cứ mặc lòng mê mệt về một ý tưởng riêng. Ít lâu, xảy ra sự chủ trương việc bãi khóa sau cái tang Phan Chu Trinh. Rồi đến thôi học, vào năm kỳ làm báo, một năm tờ báo bị đóng mà ông chủ bị 6 tháng tù án treo, đuổi ra Bắc Kỳ. Những tai biến ấy hằng phải trông thấy một cách đau lòng trong khoảng 2 năm. Trong khi đó, phụ thân của đào quân lập thêm được một nhà máy chai, tậu thêm được một cái mỏ than nữa. Trước sự thay đổi lớn, hằng còn biết nói thế nào. Cả nhà đều thì thầm một cách sợ hãi mỗi khi nhắc đến một hành tung của việt anh giữa thời kỳ này mà ai lại đà động tới việc trăm năm giữa hàng với anh thì đích xác rồi đó là một người hóa giải lẽ tất nhiên ít lâu đào quân cưới được tiết hằng đó là sự nảy nở thịnh vượng của một gia đình này bên cạnh sự sụp đổ của một gia đình kia lấy tư cách là bạn cũ cả vợ lẫn chồng việt anh năng tới lui cái tiểu gia đình mới lập người vợ hơi e ngại sự thân mật trong tình bạn hữu đó nhưng người chồng lại coi là việc rất tự nhiên lại thêm đào quân cho việt anh là kẻ có cái số phận ngang tàng sinh ra đời không phải để hưởng mọi hạnh phúc êm đềm mà chỉ để tự hoại mọi đường công danh bởi một chí hướng riêng nên cũng không đề phòng cho lắm việc đề phòng là việc riêng của hằng đã bao lâu nay người chồng thì vô tình không biết người vợ thì giữ gìn cự tuyệt để người tình thân cứ việc chạy theo cái duyên đã đi thì không trở lại ơ ừ, hay chị hằng ngồi đây đấy à tiết hằng giật mình quay lại Yvonne và việt anh cả hai đứng rừng ngạc nhiên không hiểu sao mới tinh xương hằng đã ra ngồi làm gì đấy anh hỏi sao bà lại ngồi đây à tôi tôi đang đi tìm hai người đấy mà tìm chúng tôi ấy à phải tìm chúng tôi ở một gốc cây chưa thấy đã mỏi chân cấm không cho người ta ngồi à thế khỏi mỏi chân chưa thì đứng lên đi chơi một thể hằng đứng dậy oàn mình mấy cái rồi cầm lấy dù khỏi mỏi rồi nhưng chả đi chơi ta quay về ừ về thì về cả ba lưỡng thưởng quay về tình cờ hằng lại đi giữa dân quê tò mò đều dừng gánh đứng ngắm cái đám kỳ lạ một người đầm đẹp khoác tay một thiếu nữ đẹp đi với một người đàn ông mặc tây cả ba có ý thân thiết với nhau quá chừng tiết hằng hỏi yvonne nhà tôi đã cùng với bà đi đâu từ sáng a à, đi về hải phòng hình như về để ký giấy tờ quan hệ gì đó có bảo đến chiều lại ra ăn cơm chứ buổi trưa thì thôi có lẽ tự nhiên việt anh kêu mai tôi cũng về hà thành hằng chỉ nhìn nhưng không hỏi còn yvonne có ý tiếc sao ông lại về ngay thế thế mà dám gọi là nghỉ hè ấy làm nghề viết báo thì chỉ có quyền được nghỉ độ một vài ngày đã là nhiều thôi được ông cứ về hà nội rồi khi về nếu có dịp tôi sẽ đến thăm tỏa báo của ông tới nhà vào phòng khách ba người uống trà mạn sen. Tiết hàng lướt qua mặt anh, dơ cho chàng một mảnh giấy. Chàng bỏ vội vào túi áo, lại ngồi nghiêm trang một lúc lâu. Nửa giờ sau đó, Việt Anh làm ra bộ vô tình mà bước ra hành lang. Đứng nấp bên một cái cột tròn to hai ôm, chàng nhìn trước nhìn sau rồi dở mẩu giấy ra đọc, anh, nếu mai mình đã về Hà Nội thật thì tôi có một chuyện nói ngay hôm nay. Ta để Yvonne ngủ chưa, ta lẻn đi Pagodon, sẽ tiện nhất nên khéo cho đến bữa trưa nay. Chương 3, con đường đi hòn đâu lúc đó vắng vẻ, mặc lòng trời tạnh mây quang. Kể từ khách sạn Pagodon đi, dần dần chỉ thấy dân quê, vì du khách mỗi lúc một ít bớt. Lúc đó mới quá 12 giờ, nếu không có nhiều tầng mây do thỉnh thoảng bay qua che lấp mặt trời thì Việt Anh và Tiết Hằng đã chẳng lưỡng thưởng đấy, đã vào ngồi một bàn trong khách sạn Pagodon. Hai người lưỡng thưởng đi cạnh nhau như một cặp vợ chồng, nhưng không năng chuyện trò với nhau mấy. Vì rằng Tiết Hằng chưa biết nên nói ra sao cả, còn Việt Anh thì, vào cái trường hợp cần phải suy nghĩ ấy, chàng cũng phải rè rặt chứ chẳng dại gì mà cứ mãi coi thường cái bụng đàn bà như xưa. Đã mang mãi sự thất vọng trong lòng, hôm nay chàng lại còn phải lo vơ vân. Mấy dòng trong mảnh thư trao vụng ban nãy tới tay chàng sẽ dắt đến sự cự tuyệt giữa hai người cùng đau đớn hay sẽ là sự hẹn hò của một cuộc ái ân. Khó đoán. Hằng đã bất mãn vì mọi cử chỉ gai mắt của anh chăng? Điều đó rất có thể, đối với bụng dạ đàn bà. Nhưng nếu nó thật thì nó là một sự vô lý, rất vô lý. Việt Anh chất vấn ký ức, gợi đống do tàn, hồi tưởng lại cái ngày đau khổ nhất đời của chàng là ngày chàng đem sự chúc mừng đến cho cặp vợ chồng mới cưới, đào quân, tiết hằng. Sau hôm đó trở đi, đến mấy tháng trời chàng không hề quay lại nhà bạn và đó là đào quân phải đến tìm chàng một cách thành thực để giúp đỡ chàng ra khỏi cái cảnh túng thiếu, do sự từ Nam Kỳ bị đuổi ra đây. Một lần, anh nói với Hằng một cách chua cay, không? Tôi chẳng phải là hạng giận thân giận đời. Việt Anh có đâu lại hèn như vậy? Yêu ai thì cầu cho người ấy được hưởng hạnh phúc trên đời còn bao nhiêu điều đắng cay, điều bất hạnh, điều vô phúc, thì cứ việc đổ vào đầu tôi. Lần ấy, Hằng ngồi nhịn thở nghe câu nói đó một cách căm tức chớ không đáp lời. Hai người yêu chẳng được, dần dần hầu như ghét nhau. Nhưng cả hai đều thấy thi vị trong cái sự căm hờn chung đó, bởi lẽ chính đó là một bộ mặt của ái tình. Không yêu còn đâu ghen, không ghen còn đâu oán hận. Một hôm, Hằng nói, thôi chẳng qua chúng ta không chung duyên kiếp. Sự xảy ra rồi, đã không còn cách gì chữa lại được nữa, mình chỉ nên coi tôi là một người bạn gái trung thành là hơn." mình đã nói với tôi một cách chua cay rằng tôi là người được hưởng hạnh phúc tôi đã cam lòng nhận lời mai mỉ ấy thì tôi cũng có phận sự tìm hạnh phúc giúp mình việt anh nên nhận tôi là một người bạn gái trung thành có một không hai hằng xin nguyện với quỷ thần như vậy tôi xin tìm hộ một người bạn trăm năm rất đáng hưởng cái lòng yêu của mình Và lại hằng cũng thường vấn tâm và rất lấy làm lạ rằng một người như hằng thì không biết có phương diện nào đáng để cho một người như việt anh dành cho một chỗ trong tâm chàng đã nghe câu nói đó rất kỹ lưỡng, nhưng cũng không đáp. Mà về phần hằng, nàng cũng cho sự lặng im đó có nghĩa của một cái gật đầu. Thế là nàng nhầm mất một lần, vì rằng muốn người yêu mình đương đau khổ vì mình hay không còn phải đau khổ nữa thì nghĩa là không còn chịu nhận cái ái tình vô hy vọng kia. Việt Anh đã là người sinh ra đời để đau khổ chàng cần được người ta để mặc chàng cứ đau khổ. Vậy thì, sau những lời Hằng đã nói, liệu nàng còn có thể bực mình vì những cử chỉ của chàng khi gần Yvonne không? Nàng lại có thể vô lý đến bậc ấy nữa kia hả? Việt Anh cứ đi gần tiết hằng mà nghĩ ngợi liên miên. Chàng đoán lời lẽ trong thư, kết luận đến cái lòng ghen của hằng rồi nghĩ thầm, vô lý. Nếu thế thì vô lý quá, nhưng đó là Việt Anh, trong một phút rối loạn, đã tự lừa dối mình. Chính thực ra, chàng vẫn muốn tiết hằng nổi ghen, cứ việc vô lý thì chàng mới được hà giả đường vừa đến chỗ chấm tròn ở hòn đông, phía dưới đường là những tảng đá nhỏ to lởm chởm, rồi thì bề. Vài người quần áo rách ngồi kiên nhẫn, giải rác thả câu. Trước mặt là một ngọn đồi con, cũng có ít nhiều cây, hao hao giống núi nùng. Xa xa ngọn đèn pha chơ vơ trên một cái đảo con như đứng quảng cáo cho sự hưu quạnh, ta ngồi xuống, phải đấy. Hằng và anh bảo nhau ngồi xuống một ghế dưới một bóng me. Điêu diêu diêu diêu, tiếng ve sầu như du ngủ, đằng xa, thấp thoáng, mấy cánh buồm nâu to không hơn mấy cái chấm, phân biệt cảnh ánh nước lồng trời. Hai người ngồi im lặng trong một lúc đã khá lâu, không phải im để ngắm cảnh nhưng để ngẫm nghĩ cẩn thận, để liệu đường khởi thế công, thế thủ với nhau cho khôn khéo. Sau cùng đó là hàng phải nói trước, thật mai mình về Hà Thanh, phải. Cứ ở đây mãi, có ích gì cho ai, mà lại còn nguy hiểm cho tôi nữa. Việt Anh nhìn Tiết Hằng một cách nhỉa mai, đoạn vay gắt giọng, "Thưa bà, nguy hiểm là nghĩa lý gì ạ? À? Tôi đây, tôi sở dĩ đem lòng kính yêu bà là vì bà đã tỏ ra là người đàn bà trinh tiết nhất đời, chỉ vì thế thôi. Nếu tôi lại được hân hạnh là nguy hiểm cho bà thì còn nói gì nữa?" Tiết Hằng cười nhạt, "Phải, mình về ngay Hà Nội là rất phải." lắm lúc tôi cũng lấy làm lạ rằng sao tôi lại nhu nhược đến nỗi để cho một người chẳng là chồng tôi mà cứ mỉa mai gắt gỏng luôn luôn với tôi, y như một người chồng. Mà có phần lại tệ hơn một người chồng nữa. Anh cúi đầu ngẫm nghĩ, hối hận lắm, hồi lâu chàng ngừng lên ôn tồn nói, vâng, tôi đã nói tôi về là tôi về. Thật đúng như lời hàng nói, tôi đã là một kẻ khó chịu, vô nghĩa lý. Nhưng làm thế nào được? đã đau khổ trong lòng mà bắt cũng cứ vui như mọi người thì vui làm sao tôi phải xa hằng phải quên hằng mới được nếu không cứ gần gũi mãi hằng thì lòng yêu kính đến thành ra sự thù hằn oán ghét mà thôi mình thật là một người điên anh không để ý đến câu nói của hằng cứ nói luôn như không cần cho ai nghe cả bây giờ tôi đã tỉnh ngộ nhiều lắm mình vẫn khuyên tôi mãi rằng ở đời này chỉ nên cầu lấy sự hạnh phúc tương đối mà thôi Tiết Hằng không là vợ Việt Anh nhưng là một người bạn gái trung thành có một không hai của Việt Anh. Thật không khác gì mình bảo ngay vào mặt tôi rằng, tôi không lấy anh nhưng vẫn là người giúp đỡ anh, tưởng cũng đã phúc cho anh lắm. Còn nói thế, tôi mới biết rõ rằng tôi là một kẻ nghèo. Đến đây Việt Anh đứng lên, mặt biến sắc, chàng tì một tay vào thành ghế, còn tay kia rút khăn ra lau chán, cái chán đã lâm tấm mồ hôi. Tiết Hằng ngước nhìn một cách sợ hãi, xót thương nhưng chưa kịp tìm lời cãi cho mình thì việt anh lại là một thôi thẳng nữa mà sao tôi lại cứ điên rồ chạy theo hằng như bóng theo người thế này nhỉ thật vậy người ta bảo rằng dục vọng làm cho người ta mất trí khôn cũng đúng lắm thế mình dắt tôi ra làm gì ở đây tôi rất muốn rằng để mình cự tuyệt tôi cho tôi có can đảm lánh mặt mình đi hơn là lại cứ an ủi tôi hoặc dày vò tôi bằng những lời hứa tôi bây giờ có hy vọng gì nữa đâu người ta hy vọng đến sự thực còn tôi hằng chỉ cho tôi hy vọng đến hy vọng thôi còn nói gì nữa muộn cả rồi tôi bị hỏng một nửa phần hồn rồi việt anh lắc đầu thở dài rồi lại ngồi xuống ghế như một cái cây đổ hằng cầm lấy hai tay chàng mà thỏ thẻ bên tai anh anh tôi van mình mình làm ra đau khổ quá tôi càng thêm bối rối không biết tính sao nữa mình khổ là tôi khổ mình có yêu tôi thì nên kiên nhẫn nên vui vẻ cho tôi đỡ lo tiết Hằng bao giờ cũng yêu quý Việt Anh hơn hết mọi kẻ mà Hằng có bổn phận yêu quý trên mặt đất này, mình. Việt Anh vẫn thế, lại vẫn những giọng cũ xích. Tôi tưởng nếu chỉ có thế thì cần gì Hằng bắt tôi theo Hằng ra đến tận đây. Tiết Hằng cũng gắt lại, thế thì anh muốn gì nữa nào? Việt Anh lúng túng đáp, muốn gì à? Nào tôi có muốn gì nữa đâu? Ồ, giá mình mắng ngay vào mặt tôi đại thể rằng, đồ khốn nạn. Bước ngay, tao không muốn bẩn mắt nhìn mày, chẳng hạn nếu thế tôi lại có can đảm cầm mũ đi ngay mà thế tôi mới có thể quên được chứ không thì giời ơi tôi quên làm sao hằng lại dịu dàng anh mình quên cái bổn phận của mình rồi mình vẫn nói cho tôi rõ cái chi hướng khác đời của mình nói rằng đời mình phải là đời hoạt động có ích cho người khác chớ có phải sẽ chỉ là cái đời của một kẻ yếu hèn lăn lóc trên giường tình đâu lần này là lần đầu tôi dám đả động đến mình vì mình đã có phần trình màng nghĩa vụ tức khắc ánh mắt lời nàng hằng nói đúng lắm nhưng mà tôi bây giờ có những tư tưởng khác xưa rồi nghĩa vụ của đất nước này có nghĩa lý gì tôi cần gì đến nghĩa vụ nữa vì nghĩa vụ tôi đã bị đời lánh mặt vì khinh bỉ cũng có vì ghê sợ cũng có nào ai thèm biết đến những điều tôi rất có thể được hưởng mà vì nghĩa vụ tôi đã phải hy sinh đi thôi nhưng cái đó là chuyện để mà đùa đây này nếu tôi không vì nghĩa vụ thì dù tôi chẳng là con một nhà đại tư bản đi nữa dễ mấy lúc đã để tiết hằng thành ra bà đào quân những lời hằn học đó rất cảm tiết hằng nàng chợt nhớ lại những ngày còn là bọn học trò trẻ cả hồi đó việt anh là một trò thông minh giỏi nhất lớp đào quân chỉ cắp sách đến trường học để ngủ gật với để bị phạt vì không thuộc bài người ta thay đổi địa vị chóng thật mới ngày nào cậu học trò hy vọng của cả một trường đã như hứa với mọi người một cuộc tương lai rực rỡ nhất thì bây giờ lại là một người lỡ sở nhất về công danh. Anh học trò ngu đần lại chủ trương những công cuộc doanh thương hiển hách. Hằng nghĩ rồi mà càng đem lòng kính trọng Việt Anh, nếu đã nghĩ như mọi người, thì địa vị chàng cũng đã thừa sự bình yên như mọi người. Nàng ra vẻ kể lể, thôi, ta chả nên nhắc lại chuyện cũ. Không cần thế, mình cứ biết rằng Hằng bao giờ cũng yêu quý mình, đau khổ vì mình, thế thôi việc gì cứ phải lấy nhau mới là yêu nhau được anh dương tròn đôi mắt hỏi hằng nói là yêu tôi được lắm nhưng nào có sự gì để tỏ rõ lòng yêu tôi xin lấy danh dự cam đoan lòng yêu với mình ở đời này tiết hằng nguyện chỉ yêu mình việt anh mình hứa sẽ chỉ yêu tôi sẽ về tay tôi tiết hằng ngật gù có thể lắm nếu được tự do tôi sẽ lấy mình việt anh hấp tấp sao mình lại không được tự do lúc nào muốn tự do mà trả được mình muốn Hằng phải ly dị chồng ư. Không nên nói đến sự ấy một tí nào cả, nhất là khi Hằng còn bố mẹ đây kia, thế thì bao giờ mình được tự do, biết thế nào mà nói trước được, hai chữ tự do ấy, mình có y nói chẳng may khi nào quá chăng. Chờ khi đào quân chết à, mình bắt tôi mong đào quân sớm chầy bất hạnh chết đi à. Tiết Hằng đứng dậy tái mặt, ồ, Việt Anh, thế thì mình bảo tôi hy vọng cách nào. Chồng mong vào đâu, ly dị mình đã không muốn, tôi không đời nào xin ly dị đã đành vậy nhưng quân rất có thể xin ly dị được kia mà việc gì tự nhiên đào quân lại xin ly dị vợ nó có là một thằng biên đông vợ nó là người cho nó tự do muốn bắt nhân tình với ai thì cứ việc chớ không có ghen tuông gì lại là một người đẹp vì cớ gì nó có thể ly dị vợ nó Ồ hằng mình thật là vô nghĩa lý mình đã mất trí khôn này hằng Tôi yêu cầu mình chỉ nên thốt ra những lời tâm sự đã không yêu thì không cần cớ phải nói dối là yêu. Mình không yêu tôi, mình là người đàn bà con nết, không thể trái lời cha mẹ, cũng không thể lừa dối chồng. Mình không dám yêu tôi, mình chỉ có thể thương hại tôi mà thôi. Đừng cho rằng thương với yêu cũng là một. Tiết Hằng ngồi xuống, lặng im, nàng thấy hình như Việt Anh nói đúng. Nàng đã thương nhiều hơn đã yêu mà nếu có yêu việt anh thì cũng là do vì thương mà nên, chứ sự gìn giữ, sự dè dặt xưa nay vẫn không phụng sự ái tình. Việt anh năn nỉ, "Hằng, Hằng, nếu mình không ly dị thì không xong." Tiết Hằng nghiêm trang, "Xin đừng ai buộc Tiết Hằng phải là đứa con bất hiếu." Việt anh thở dài, đứng lên, chàng lấy thuốc ra hút, khoanh tay đi đi lại lại trước ghế, rồi chàng cất cái giọng sang sảng của một giáo sư dạy học trò hôn nhân không phải là một kế đáng dùng vào sự thương mại nó là một điều tốt đẹp vô cùng vì nó dắt đến hạnh phúc khi người ta lấy chồng như tậu một cái nhà gạch để rồi cho thuê lấy lãi thì người ta nên hối hận nếu người ta không là người hèn hằng cứ ngồi nghe những điều châm chọc ấy một cách điềm nhiên như không thấy không công hiệu gì anh lại quay về giọng năn nỉ ồ nếu mình yêu tôi sao mình lại không ly gì mình có sướng gì đâu quân là đứa chơi bời có người vợ như mình mà không biết yêu một cách xứng đáng nó cứ mỗi tuần lễ lại phải thay một người nhân tình y như mình thay áo sơ mi tiết hằng mình đau khổ vì trong cuộc trăm năm mình không thấy hạnh phúc cho nên mình phải sống cái cuộc đời xã giao lịch thiệp một cách vô nghĩa người ngoài phải tưởng là sung sướng như tiên nhưng chính ra mình không thấy sướng bao giờ người hằng yêu thì hằng không có quyền yêu mà người có quyền yêu hằng thì lại không yêu hằng đào quân lấy được mình làm vợ tức như lấy được sự kiêu ngạo. Hắn có cây nhẫn quý giá trong tay, thế thôi, có bao giờ người ta lại đem lòng yêu một cây nhẫn ngọc quý giá? Hàng, mình có muốn biết tên tuổi những nhân ngãi của quân không? Tiết Hàng lắc đầu uể oải, biết để làm gì nhỉ? Mình muốn tôi phải ghen quân à? Việt Anh lại ngồi xuống ghế nhìn ra phía bể, chẳng nói một mình, thế thì tôi chỉ còn hy vọng có một điều, là đào quân bất hạnh chết mà thôi. Phải, hằng thành quả phụ, chúng mình sẽ công nhiên lấy nhau, bấy giờ ta sẽ tha hồ sung sướng. Nhưng biết bao giờ mình sẽ quá chồng, đảo quân béo tốt, khỏe mạnh, vững trái như một tảng đá, nó sẽ sông mãi, sông mãi cho đến bao giờ thành yêu thành tinh. Thế là nó mà sống trăm năm thì cái ái tình của chúng ta cũng trong trăm năm phải vô hy vọng. Hằng đứng dậy, mặt vẫn bình tĩnh quả quyết, thôi ta về. Rồi mình cũng về Hà Thành với quân. Anh trước cái thái độ ấy, tuy ngạc nhiên nhưng cũng phải cầm mũ đứng lên đi theo, không dám căn vặn lời nào. chương 4, bông rua cherry, kìa bà Hằng và ông anh đây rồi, đi chơi đâu về thế, sao bảo tối mới ra, xong việc thì ra ngay chứ ở lại càng làm gì. Trong một phút, người nào cũng nóng hỏi chứ không ai nghĩ đến sự đáp dành mạch cho ai. Hằng và anh lạ rằng sao bà Năm với quân đã về, còn quân cũng không hiểu vì lẽ gì hai người lại để Yvonne nằm nhà mà ra đi như vậy nhưng sự đó chỉ thoáng qua thôi, quân vừa tính được mấy việc lớn với bà Năm tại cảng nên cả hai đều tươi bưởi khác thường. Trời chiều, nắng xiên khoai khó chịu. Mấy vạn con ve sầu vẫn không quên biểu đồng tình với sự gieo hò dầu dĩ của những cây phi lao. Chỉ có một ít gió, cái không khí ấy đem sự uể oải, sự muốn nghỉ ngơi đến cho mọi người. Ai cũng ngoặt nghẹo trên ghế, không ai còn sức mùi cho nghiêm trình. Sau khi người bồi đem đồ giải khát vào, cái phòng khách hóa ra tĩnh mịch, vì người ta vừa ngáp ngủ vừa hỏi chuyện nhau. Đào quân khoe với vợ, này mình, tôi đã thu xếp xong hai việc rất có lợi. Phái chủ mỏ An Nam ta đã ký kết với nhau một tờ hợp đồng về việc giữ giá than. Thế là từ nạch trở đi, không lo làm lỗ vốn pha giá lẫn nhau nữa. Đó là một, còn việc nữa thì là việc ép lão Đức để lại cái mỏ của hắn cho tôi. Rẻ quá, có ba nghìn bạc một cái mỏ đã khai được sáu cửa lò mà than cũng khá, hằng hỏi, sao lại có thể như thế được, thêm mới kỳ. Mình cứ hỏi lại Madame Năm mà xem, điều đỉnh mãi, hết ngọt đến sẵn lão ta mới chịu ký đấy. Bà Năm đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế trường, bỗng ngồi phát lên, hấp tấp, lão ta để thế còn được ba nghìn, chứ nếu cưỡng bọn này mà đi kiện thì lão phải sạt nghiệp. Ai bảo địa phận của mình không đào lại đào lấn sang địa phận của mò người ta. Đào quân cắt nghĩa kỹ hơn. Không phải thằng cha ấy dại thế đâu. Nó đã tay trắng làm nên thì nó còn lép gì. Ấy là người làm của nó hại nó đấy. Mà vì tôi cũng khôn, nó mới mắc bẫy. Nguyên hai mỏ sát gần nhau. Mạch than ăn cả hai mỏ. Cả hai cùng làm hầm về một phía. Vừa lúc bên ấy có người báo tôi rõ là họ đào lấn sang đây mà không biết thì tức khắc tôi bảo phu bỏ giờ hầm đó. Quay về đào phía khác cho khỏi gặp nhau. Đến khi bên kia ngập mất hơn ba mươi thước, tôi mới đến xin thưa chuyện, với ông chủ. Bây giờ mà không bằng lòng để lại cho tôi giá rẻ thì, chỉ còn việc ra tòa. Tiết Hằng chép miệng than thay người gặp rủi kia, sao có người đã làm việc mà lại không cẩn thận để đến nỗi thế? Đắc chí, quân tu một hơi dài rượu rồi xoa tay nói, một ngày hôm nay, tôi làm được một việc lãi năm nghìn. Bà Năm ạ, à, khai sáu cái cửa lò cũng sắp xỉ số vốn ấy đấy. Bây giờ mình chỉ còn việc đào than mà bán thôi. Một ngày, năm nghìn. Việt Anh đùa nhà bạn bằng tiếng Pháp, một việc ăn không? Đào quân cãi lại, thì đã đành. Nhưng mà đời nó thế, làm thế nào được? Ai vạ gì lại như anh, học hành như thế mà, bỏ phí một đời như thế? Nghề báo nuôi nổi sao được người? Anh so vai không đáp lời, sợ bạn giận. Quân vội nói với vợ, này mình hả? À, mình nên cảm ơn anh vì đã chỉ cho tôi rõ cái ích lợi của một hội ái hữu ở xứ ta nó có mục đích giống một nghiệp đoàn hôm nay tôi đã lập xong một hội ái hữu các chủ mò chúng tôi đã ký kết với nhau để binh vực quyền lợi cho nhau dù bao giờ ta có quyền được lập nghiệp đoàn thì mới thật được yên trí nhưng bây giờ hãy cứ nên cảm ơn việt anh rồi quân giơ tay đón bạn anh bắt tay nhưng không quên dọa bao giờ tôi làm cho dân phu mỏ lập nổi nghiệp đoàn đương đầu với phái chủ mò của anh lúc đó tôi mới cho là việc đáng kể còn xui các anh lập một hội ái hữu đã có nghĩa gì gian phòng khách mỗi lúc một lặng lẽ hơn. Sau cùng, người nào cũng tơ tưởng đến việc riêng của mình thành ra gần như không ai chuyện với ai nữa. Gión rén, Yvonne tiến đến cái đàn, nàng ngồi xuống ghế, mở nắp vừa liếc nhìn mọi người vừa dạo thử vài tiếng. Mọi người dùng sự im lặng để tỏ ý hoan nghênh. Thế là bài Rever de Vatis nổi lên, rồi đến bài Villa ơ mò kế tiếp. Điệu đàn cầm dắt mọi người, đáng cảm như một lời hứa tha thiết như những tiếng gọi ái ân, tê mê như lớp sóng của một cặp mắt đa tình. Hết bài, Yvonne ngừng tay, đôi mắt chứa chan hy vọng được khen, nàng quay nhìn lần lượt từng người. Nhưng cái phản động lực mạnh đến nỗi, ai cũng phải ngây người ra mơ màng nghĩ ngợi và không còn biết đến người đánh đàn là ai. Một lúc lâu hàng nói, từ xưa tới nay, cái đàn mới được một người biết đánh ngồi vào lần này là lần đầu. Rồi nàng cũng ra ngồi với kỳ đàn thập lục mấy tiếng dạo nghe đã tê mê, trên 16 sợi tơ đồng đó là 10 cái búp măng mềm mại, thoăn thoát. Cao hứng quá, Yvonne đi lại rún rẩy, miệng khẽ hát, đêm đông đêm đông gió thổi, một cách vụng về. Chợt Việt Anh khẽ vỗ vai đảo quân khiến quân đang mê man phải giật mình một cách khôi hài lạ. Anh ra hiệu cho quân theo mình ra hành lang, chiều nhà tư bản đánh xe hầu ông chủ báo về Hà Nội nhé. Quân dương tròn cặp mắt, về Hà Nội, mày nói thật hay nói đùa sao lại nói đùa thế mày điên à chơi vài hôm nữa đã nào không thể được có nhiều việc lắm cái thằng này mới kỳ chứ thế thì mày ra đây làm gì mày cứ bắt tao ra đây chứ tao có yêu cầu mày đâu mày nhầm khỉ lắm nữa quân gắt xong đứng tần ngần một lúc rồi bỗng lại hí hởn khẽ nói ra vẻ bí mật à cũng được để cho tài xế ở lại đây chính tao cầm lái cho mày về thế tao lại có cớ về hà nội thăm con lai của tao một đêm thế bao giờ sẽ lên xe, ta chờ họ tắm, rồi về chén, rồi độ 9 giờ thì đi. Đôi bạn đương xì xào, bỗng từ giản lý có cái gì rơi đúng ngay sau lưng quân đánh huyệt một cái. Quân giật mình, rú một tiếng rồi hốt hoảng, chết. Cái gì thế mày, Việt, anh cả cười, rồi nói đùa, gì đâu, bạn thân của vợ mày đấy, mày chóng quên thế ư. Quân nhìn kỹ, thì là con khỉ đương ngồi dưới đất gãi đầu gãi tay nhìn lên như một kẻ luồn lụy trông cũng khỉ thật hai người đương đứng trên con vật thì hàng ló đầu ra gọi với này hay là đi tắm chứ các ngài quân hất hàm hỏi bạn mày nghĩ thế nào có tắm thì đi thay quần áo đi mau lên anh đáp thôi đi xem người khác tắm cũng đủ quân ra vẻ bất mãn phải cái lối mày vẫn thế chỉ bao giờ cũng bàng quan thôi khả ố thật đường thế mà lại nhí nhảnh thì thào với bạn ngay được Quân làm ra vẻ bí mật, để rồi xem cách thể mỹ của Yvonne thế nào. Rồi hấp tấp chạy vào, lên phòng riêng thay quần áo. Khi xe hơi đổ trước thềm, bà Năm, Yvonne và Hằng mỗi người một áo khoác phủ ngoài áo tắm, bước lên xe, cho xe ra trước để quân và anh lưỡng thưởng đi bộ ra bãi sau. Chiều hôm đó nhằm ngày nghỉ lễ nên bãi bể đông đúc khác thường. Trong bọn đi tắm, Hằng nhận thấy một cách sung sướng rằng phái phụ nữ đã thắng số hơn xưa nàng trỏ tay hỏi bà Năm, bà trông xem, đã tiến bộ lắm đấy chứ, bà Năm nói bô bô, phải phải, đã khá lắm rồi, nhưng cử chỉ của ba người đàn bà này, không ngờ hình như lại gai mắt phái người ra tắm ở chung quanh. Nếu họ không cười, ấy là sự rộng lượng về cái đẫy đà của bà Năm thì họ cau mặt bực tức cái vẻ sang trọng của Yvonne là đầm lai, với của hàng mà họ coi là hạng người gần quên trùng tộc. Sắc đẹp bữa ấy, đối với sự yêu ghét không ăn thua gì mà phái phụ nữ lại còn ra vẻ giận hơn vì thua thắm kém xanh thấy sự ghẻ lạnh bọn đàn bà chờ lúc quân và anh khoác tay nhau đã ra đến nơi liền tìm một chỗ vắng ngồi xuống trò chuyện chờ ngọn nước chiều về phần việt anh chàng tung tăng dạo khắp nơi chốc chốc mới lại quay về chỗ mà các bạn nô đùa nó xa lánh cách biệt hẳn đám đông người nó lại có giải rác mấy mỏm đá chàng thấy mọi sự tiện lợi cả đi ngắm một lúc rồi về ngồi đấy mà bình phẩm to tiếng với bạn bè thì không còn gì khoái hơn cho nên bốn người cứ thấy chàng chợt ngồi đấy chợt lại biến đâu mất nước thủy triều bắt đầu dâng lên mới thoáng một lúc chỗ bãi cát mà bốn người nằm ngồi lả lơi đã đầy một thước nước rồi sóng cứ nhịp nhàng đuổi nhau vào bờ bể đã điểm cây lệnh nô đùa cho người ta tức thì suốt một dọc vòng vòng chạy ngót một cây số tiếng reo hò sự nhảy múa bơi lội bắt đầu họa theo cái sự mừng vui hơi cuốn quýt của bề. Bà Năm vì không biết bơi nên tắm một cách có vẻ khôi hài. Khi thấy sóng ùa vào thì bà quay ngay lưng ra và rụt cổ đỡ, mấy bận ngã rúi xuống cát. Có vẻ bực mình, sau cùng bà cũng lên ngồi mỏm đá gần với Việt Anh. Chàng mặc cái áo lót xanh ngắn, cái quần giả, đôi giày vải gót thừng, cứ nhảy từ mỏm đá này sang mỏm đá kia, đi lại thoăn thoắt, nhanh nhẹn lạ. Bà Năm trò hàng với chàng, kia ông thử nhìn có ai ngờ bà ấy ẻo là thế mà khỏe đến thế không anh đáp ấy chính những người ẻo là mới ít bị sóng làm nhọc mịt còn mát ra mắt thịt như hạng bà thì chàng bật cười khiến bà năm cũng cười yvonne vừa bơi vừa nhổ nước nền cổ hỏi với bà mẹ ây biên paer coi tu pa côm yêu ma lời nói bị sóng bể át tiếng bà năm không nghe rõ phải hỏi anh con cháu nó bảo gì tôi thế ông À, hỏi bà sao lại không bơi lội cho thỏa thích. Tức thì bà năm để tay lên miệng thành loa, quát lớn, vừa vừa chứ. Yvonne. Khéo không rồi mà lại phát ốm, anh chêm, bà tưởng vậy chứ có ai đi tắm bể mà ốm bao giờ. Bà năm so vai, ông không biết chứ tôi tắm bể là rất hay ốm. Vả lại ông trông xem, thế kia, gió to, sóng lớn, sức người quần quật sao lại được. Đi tắm mà nô đùa quá sức thì cũng nhọc mệt như đi kéo xe tay. Gớm, ông trông ông quân nữa kia Hai người cùng nhìn ra. Quân bơi ngang bơi dọc vùng vẫy chán rồi giờ trò hụt. Chàng đương đứng chỗ này để nhìn Yvonne với vợ mà cười rồi lại ngục xuống nước. Biến hẳn một lúc lâu, mãi mới nhô lên ở chỗ khác cách đấy năm, bảy thước, vừa vuốt tóc đắc chí lại cười. Sóng đánh vào đá rào rào, nước bắn tóe rất cao. Không tắm, anh thấy quần mình cũng ướt át qua đầu gối. Đôi giày vải, nước cũng đầy cả bà Năm hỏi một cách lo ngại, này, ông anh nhỉ? Hình như nước chiều nay to khác mọi ngày, phải thế không ông anh? Dạ. Tôi cũng không được biết, tôi không kinh nghiệm điều đó bao giờ. Bơi lội mãi, thấy tẻ, quân bàn cuộc bơi thi. Chàng cho chàng là giỏi nhất nên bảo hằng và Yvonne bơi trước. Ai được sẽ đến giật giải chung kết với chàng, nhưng mà thi thế nào? Yvonne hỏi, quân đáp, ta thi lấy bơi nhanh, từ đâu đến đâu mới được chứ? từ đây đến chỗ gần mỏm đá mai cua ở giáp bờ phía kia rồi lại bơi về được lắm yvonne reo rồi quay lại hỏi tiết hằng nào chỉ có dám thi không tiết hằng ngửa cổ cả cười thì thi chứ sao gớm tưởng tôi hèn chắc cả hai đứng gần nhau quay nhìn quân ra hiệu a à lê hấp thế là cả hai người ngoài mình ra bơi lúc bơi nghiêng khi bơi ngửa tùy theo sự nhọc mệt phải thay chiều lưng đỡ sóng hoặc tránh khỏi sóng nhưng mà bơi ngang đà sóng nên cũng vất vả khó khăn nếu không giữ vững được dòng để sóng lôi ra một ít hay đẩy vào một ít thế cũng hại bởi lẽ xa thêm mất đường từ chỗ đào quân đến mỏm đá hình mai cua ít ra cũng hơn 10 thước Cây lòng sốt sắng của bà năm và anh đứng trên bờ lộ ra mạnh lắm hai người cũng gieo hò tỏ ý hoan nghênh hai người thi bơi lượt ra chỗ mỏm đá thì hai người bằng nhau đến lượt về vì hết sức cố Yvonne hơn được hàng hai sải, hàng thua, lần vào bờ, chân vẫn ngâm dưới nước, chống tay vào một phiến đá đứng xem. Chờ khi Yvonne thật hồi sức đủ đua cuộc nữa, hàng đứng trong giơ tay ra hiệu. Thấy hiệu, Yvonne bơi liền, trong khi quân còn đứng lại chờ nàng bơi đã được mấy thước mới ngoài mình đuổi theo, tỏ ý chấp. Bấy giờ Việt anh không để ý đến cuộc bơi nữa. Có lẽ vì hàng đứng gần đó nên chàng chợt nhớ tới cuộc ly biệt chỉ trong vài giờ đồng hồ tay đốt túi quần anh đi đi lại lại tìm những chỗ bước được trên dãy đá vài giờ nữa chàng sẽ về hà nội phải từ giã cái bộ mặt đẹp đẽ thân yêu việt anh thấy lòng mình man mác vì cuộc đời của mình trống trải chàng tự căn vặn tại sao chàng lại không thể có cái lòng cao thượng mà nghĩ rằng yêu ai chỉ cốt cho người ấy được hết sức sung sướng là đã đủ mãn nguyện rồi hằng sung sướng đấy nhưng chàng không tiết hằng được hưởng hạnh phúc với chồng nàng tức là Việt Anh cũng hưởng hạnh phúc. Ồ, sao lại như thế được? Việt Anh lầm bầm, phải, đời nào? Sao lại của người này mà lại đi bảo là của người kia? Vô lý, vô lý lĩnh, bể vẫn không ngớt tiếng gieo hò, cứ ầm ầm đem các sóng bạc vào khiêu khích những tảng đá vô tri giác. Vô ích thay, Việt Anh ngắm cái sự hờn giận khiêu chiến vô ích của bể. Thật cũng vậy, những ngọn trào của lòng chàng, quả tim chàng vẫn hàng đập dữ dội một cách vô ích như thế. Nếu vì hạnh phúc kẻ khác mà phải ngày đêm ngây ngất tâm thần thì, ô hay. Việt Anh cứ nhảy nhót trên dãy đá gập ghềnh như người cuồng chân, như một con hổ trong củi sắt. Chợt chẳng thấy bà Năm thất thanh kêu, chết chửa Kìa, ông anh đâu rồi? Anh giật mình, chạy lại thấy hàng một tay để gần miệng. Mặt cũng đã tái, lầm bầm, chưa, chưa việc gì. May ra thì không làm sao, ngực nàng phập phồng dữ dội, đủ đoán hơi thở ì ạch lo lắng đến đâu ngoài bể khơi yvonne với quân đã đương bơi về nhưng bị một làn sóng lớn lôi ra ngoài mất mấy chục dài nhưng cả hai đương lần mò vào có lẽ còn sức có lẽ may mà không làm sao cả hai đương lần vào một làn sóng lớn cũng đuổi theo sóng vỗ ầm ầm vào bờ đẩy cả hai vào rồi đến khi rút ra tiện thể kéo luôn cả hai ra xa bờ hơn trước nữa và yvonne xem ra đã đuối sức phải giơ tay vẫy vẫy thôi chết nguy đến nơi rồi, Việt Anh kêu vậy, đoạn tháo giày, cởi quần ngoài, lột nốt cả cái áo lót mình, đâm bổ xuống nước bơi một mạch ra khơi. Chàng dìu Yvonne vào, khi gặp sóng quay ra thì lặn xuống nước và đồng thời dìm cả Yvonne xuống. Thế mãi mới vào đến bờ đá, Yvonne nhổ bao nhiêu nước gượng ngồi lên áy náy xem nốt tính mệnh của đảo quân. Bà Năm thở hồng hộc, hay là cầu cứu, hằng nghĩ một lát đoạn gắt, không nên vội, hấp tấp quá người ta cười cho để xem thế nào đã, chả nhẽ hai tay bơi thạo với nhau lại đến nỗi. Anh ra đến chỗ đào quân, cũng dìu chàng vào, mặt ba người đàn bà trên bờ cứ luôn luôn thay đổi, hy vọng rồi lo sợ, rồi lại hy vọng, rồi lại lo sợ. Là vì sóng đã to lại mau, khi dìu đào quân vào được một quãng, chợt anh không kịp tránh một làn sóng quạt nên cả hai lại ra khơi xa hơn trước một ít. Mãi mới vào chưa quá chỗ cũ, thì, một làn sóng nữa. Anh bắn về đằng này, quân bắn về phía kia, anh lại đến dìu quân, bơi, hết sức bơi, nhưng, một làn sóng qua, bỗng chìm lìm cả. Rồi một lúc thấy chỉ có một cái mặt của anh nhô lên rồi hai tay vẫy báo sự thất vọng và cầu cứu người trên bờ. Đến lúc đó, Hằng, Yvonne, bà năm mới cắm đầu chạy về xe hơi. Hằng lên xe, bóp còi vang trời, rồi đánh đến chỗ đông cầu cứu, kêu la ầm ĩ người ta xuống lại hỏi rồi bảo thủy thủ và bảo Hằng đưa đến chỗ xảy ra. Hằng phải đánh xe xuống bãi biển mới quay được đầu xe. Khi xe phóng về chỗ cũ, chung quanh bám đầy những người. Đến nơi, vừa thấy anh để chân lên tảng đá, giơ hai tay cho bà Năm và Yvonne. Chàng hồn hền hỏi, có thủy thủ chưa? Trên bờ đồng thanh, có rồi, đã bơi thuyền ra kia rồi. Việt anh không nói ra hơi, tuyệt vọng, không khéo thì hỏng cả tôi đuối sức quá, đành phải bơi vào bờ, sợ không khéo chết cả đôi. mặt biển sóng cồn không thấy báo tâm hơi gì nữa. bọn người đứng trông trên bờ, sao một giờ nó dài bằng một thế kỷ, đã đổi cái hy vọng vớt người ra vớt xác. người ta quên mất cả tiết hằng, đến khi việt anh chạy quanh tìm nàng thì thấy nàng chỉ còn thoi thóp thở trong cái áo khoác ngoài với bộ y phục đi tắm. nàng nằm gục mặt xuống cái đệm chiếc xe hơi, là hẳn đi như một kẻ đã nhịn đói bảy ngày. Chương 5, một tòa nhà ba tầng ở cách biệt hẳn đường hòa xa và đường thuộc địa đến nửa cây số. Trung quanh tòa nhà là khu vườn rộng bốn mẫu, có trồng nhãn, muỗng, mận, ổi, cau, mai. Bốn dãy găng ôm tùm ba bọc cả hai dinh cơ đẹp mắt ấy. Đó, chỗ ở dưỡng lão của hai thân tiết hằng, ông cụ bây giờ về nơi này sống như người ẩn giật. Cái tài kinh doanh hiền hách thuở trước, nay ông cụ đem dùng vào việc hớt bọ gậy cho mấy con cá vàng xén vài cây lá hồng, hoặc thay lồng cho vài con chim sơn ca. Cuộc đời yên tĩnh của một người đã được đầy đủ bổn phận, được toại trí về đủ phương diện, sức khỏe, danh vọng, tiền tài. Từ sau ngày có cái tai nạn nó làm cho nàng thành quá chồng, Tiết Hằng cũng bỏ cuộc đời xã ra hoạt động mà về hầu hạ dưới gối hai thân. Nàng đã tâm tâm niệm niệm quyết sau khi đoạn tang sẽ dâng cho Việt Anh cái hạnh phúc là chồng. Đào quân bất hạnh lâm nạn, cái chết không có chúc thư đi sau xưa kia món hồi môn của hằng đem góp về cái cơ nghiệp của quân cũng chẳng nhỏ đã của vợ cũng như của chồng thì nay của chồng là của vợ hằng định đề cả cho anh mai sau được tự ý muốn làm gì thì làm nàng đã để hỏng mất gần nửa đời người lẽ nào bây giờ lại chẳng hết lòng phụng sự ái tình để cuộc nhân duyên sắp bén có thể chữa được hết những vết thương trầm trọng về tinh thần thuở xưa dù sao việc của anh và hằng đến lần thứ hai cũng không thoát qua một trở lực quân mất việc giao quyền trông nom những công cuộc đang theo đuổi tình cờ về tay một người anh họ của hàng là huỳnh đức ở huế vừa ra ngoài này kinh doanh đức là con một quan thượng đã về hưu cũng có tài doanh nghiệp lại cũng quá vợ cho nên cho nên ông thân gia hàng những giáp muốn để Huỳnh Đức chiếm cái địa vị quy tế chớ chẳng muốn con mình về tay một người ngang tàng và bị các nhà cầm quyền ghét, là Việt Anh. Nàng đã đem hết bao nỗi phần uất của một người đàn bà, của một cô con gái trẻ trung ra phấn đấu với ý định của bố. Nàng vẫn tự nhủ một cách có nghị lực, không, không đời nào. Đã một lần rồi, Việt Anh đã chịu thiệt, không đời nào ta lại chịu để anh phải khốn khổ vì ta lần thứ nhì. Trái lời cha mẹ là bất hiếu, nàng vẫn biết thế. Nhưng nàng đã có lần cúi đầu trước lệnh xong đường thì không thể bảo nàng là kẻ chỉ vị kỳ và không có dạ hy sinh. Thôi, đừng ai nên quá tay, hy sinh nàng đã hy sinh cả cái xuân lộng lẫy nghĩa là cả tuổi trẻ. Mà nàng còn hối hận bởi lẽ chỉ còn có thể đem cho kẻ tình chung một chút hương thừa, con nên nghĩ cho chín. Hàng, Việt Anh là người có nhiều nét khác thường, bị chính phủ ghét. Cơ nghiệp của con ta sợ rồi sẽ đổ sụp, nếu mai sau vào tay y, không, con sẽ có cách làm cho anh sẽ đi con đường khác. Chàng đã chẳng là kẻ thất phu vô học thì rồi cũng dễ vừa lòng được cha. Huỳnh Đức đã có lần ngỏ ý với cha, con nghĩ xem, Đức là người hiền hậu, tài giỏi, lại sẵn vốn. Ông cụ ấy là ông anh họ mẹ mày, còn nghĩ xem, cân nhắc xem, vợ một cậu ấm, con dâu cụ thượng nhất phẩm triều đình, rời ơi, nếu sống ở đời chỉ vì thế, hai nữa, anh với quân vốn là đôi bạn thân. Lấy vợ bản, hẳn lẽ nào không sợ lời dị nghị, mà con, lẽ nào con không sợ thiên hạ, thế con sống cho con hay sống cho thiên hạ? Giữa hàng với cha nàng, sự xung đột về tư tưởng đại khái như vậy mà thôi. Ý muốn của một người bố không phải sự có thể coi thường. Việc chưa ngã ngũ ra sao, hằng vì lo mà lâm bệnh. Nhưng hai tháng ốm kịch liệt đã cứu khỏi tiết hằng, may thay. Vì rằng trước lời phán của bác sĩ, bệnh này thuộc về tâm bệnh, phải tránh mọi sự ưu phiền, thất vọng cho bệnh nhân thì cha nàng đã cho nàng toàn quyền cải giá. Người ta chẳng thể để chết mất cô con gái quý khi người ta không có mống con trai nào. Sao 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 từ ngày đảo quân bất hạnh, tính đến nay đã hơn một năm trời mà mãi đến nay, Hằng mới khỏi phải lo âu, đau khổ. Là vì mãi đến hôm nay, nàng mới được phép đánh cho Việt Anh mấy dòng điện tin báo cho nhau cuộc tương lai với hẹn tình quân phải về ra mắt cha nàng. Tiện thể, nàng cũng mời cả mẹ con bà Năm. Thế là những ai đã được mục kích cái tai hỏa của Hằng tại Đồ Sơn hôm ấy cũng có về chứng kiến cho nàng khi nàng cần phải báo hai tin mừng. Đã bình phục, sắp bước đi một bước nữa. Bà năm Đương đứng xem ông cụ tỉa hoa dưới vườn. Yvonne lên phòng riêng của Hằng. Mách, này chị, lúc nãy tôi đã được nghe hết cả bao nhiêu chuyện về chị giữa ông cụ với mẹ tôi. Thế nào, nguyên mẹ tôi đứng xem ông cụ tỉa hoa, có đả động đến lẽ vì sao có thư mời về chơi? Thì ông cụ nói, mời về để nói đến việc tôi cho nó tái giá. Mẹ tôi hỏi ai thì ông cụ bảo chị sẽ lấy Việt Anh. Thật thế không, chị Hằng? Chính thế, Yvonne có điều gì phê phán vào việc này không? Tôi ấy à? Tôi hoan nghênh lắm, Việt Anh kể mới xứng đáng là chồng tiết Hằng. Hằng mỉm cười, cảm ơn, Yvonne thêm. Nhưng chị phải biết, ông cụ bất đắc dĩ mà phải ưng thuận việc ấy đấy. Cái đó thì đã hẳn, ông cụ phải bằng lòng là vì sợ chị chết mất. Rồi ông cụ phàn nàn với mẹ tôi, thời buổi ngày nay người ta chỉ biết có ái tình ông cụ lại lấy làm lạ rằng sao bọn trẻ chung chúng ta hình như không có ái tình thì không sống được, chúng mình chỉ biết có ái tình, thế là phạm một tội ác ư. Ừ. Yvonne cười, chị hỏi tôi, không, đầu tôi lại nghĩ như vậy, Yvonne xem hộ mấy giờ, 5 giờ hơn. Việt Anh sắp đến, thế thì chị phải dậy sửa soạn tiếp anh ấy đi chứ, được. Có gì mà phải vội, chị đã được mạnh khỏe hẳn chưa, cũng có thể gọi là khỏi. Hằng nói rồi bỏ chăn, ngồi lên bắt đầu lập đông, tiết trời đã lạnh, nên ngày nào có mặt trời là ngày người ta hầu như thấy sự an ủi. Hôm nay cũng có mặt trời, hằng ra bàn rửa mặt trải đầu, xoa một ít phấn để che đậy màu da hơi xanh. Nàng khoác thêm cái áo phủ ngoài rồi bảo Yvonne, ta xuống vườn một lát. Khi trông thấy con gái, ông cụ bèn ngắt câu chuyện đang nói với bà Năm. Bà này quay lại đon đà hỏi, bà đã bình phục hẳn, bẩm vâng, bà cho gọi mẹ con tôi về chơi có tin mừng mừng gì thế hàng đỏ mặt còn lúng túng thì bà năm đã nói một cách tinh quái vậy tôi xin ngỏ lời trân trọng mừng bà xin đa tạ thế còn bao lâu nữa nhỉ còn hai tháng nữa thôi ạ à? bà năm ngơ ngác hỏi sao lại chỉ còn hai tháng nhỉ vâng chính thế tôi để tang theo người ông bà năm gật gù ừ thế cũng tiện chứ mà ba năm đúng lối an nam mình còn gì là xuân chợt có tiếng máy chạy của xe hơi ba người vừa kịp quay nhìn ra thì việt anh đã từ cái xe con hai chỗ ngồi bước xuống chàng đóng cửa xe ngả mũ thoăn thoát bước vào lời chào hỏi và vấn an đâu đấy xong Hàng ra hiệu cho anh chỗ ông cụ đã bỏ kéo xuống đất đứng dậy thầy cứ lên phòng khách tôi cũng lên ngay đây việt anh còn lúng túng thì ông cụ lại giơ tay ra bắt yvonne quay mặt mỉm cười vì một ông cụ đầu dâu tóc bạc bắt tay một thanh niên lúng túng là một sự ít thấy xưa nay một cách bất ngờ ông cụ vừa dẫn anh lên vừa vỗ vào vai chàng một cách thân yêu và nói dễ ba năm nay con không đến thăm bác đấy nhỉ việt anh đỏ mặt ấp úng vâng chàng chưa biết nên thưa gửi với ông cụ thế nào nhưng ông cụ đã tự nhận là bác trước khi nhận là nhạc phụ đã nhắc tới tình đi lại thuở xưa thì việc gì chàng chẳng lợi dụng ngay lối xưng hô đó bẩm bác cũng tha cho con vì sinh kế phải bôn tàu con cũng không được dành lúc nào ông cụ chép miệng khốn nạn, nếu chỉ vì sinh kế mà anh phải lao đao vất vả. Thấy ông bố vợ muốn than trách cho chi hướng với số phận của mình, chàng cũng đã liệu lời đối đáp, phải đề phòng ngay. Nhưng vừa tới phòng khách, sự người nọ mời kẻ kia ngồi đã đánh lảng mất ý trên và khiến chàng không phải đáp nữa. Người bồi mang khay trà ra rồi, ông cụ lại hỏi anh, bà vẫn được vô sự đấy chứ, cảm ơn bác, mẹ con vẫn được như thường, nghe nói bây giờ bà lại kém mắt lắm, bẩm vâng bây giờ lóa không trông rõ cái gì cả ông cụ chép miệng thở dài hồi lâu lại nói tiếp ấy ông nghè nhà mất đi là bà ở vậy nuôi con đấy thế mà chỉ có một anh anh chớ nên làm những việc đến nỗi khiến bà phải mang lo vào lòng thì hơn anh chưa biết đáp ra sao ông già đã nói bác mong rằng nay mai anh sẽ đổi chi hướng may quá chàng vội đáp bẩm vâng người ta đổi chi hướng cũng dễ ạ à, miễn là địa vị và cảnh ngộ thay đổi được xin bác cứ an lòng, từ trước còn là vấn an với câu chuyện ngoài đầu đề nên ông cụ nói khẽ, bây giờ đã là vào việc hẳn hoi, rồi ông cụ đổi ra giọng đài các gióng giặc hơn. Hôm nay, anh về chơi, bác lấy làm đẹp lòng lắm. Vì rằng bác tiện dịp nói anh biết cái tin về việc trăm năm của anh với em Hằng. Bên nhà bà có lòng thương đến em nó, kể là may cho em nó lắm, tôi và mẹ nó xin ký cả hai tay. Còn việc bà nghề nhà ta vì mắt kém không tiện đi thì đã có anh anh cứ về thưa chuyện với bà là bà cứ an tâm bên này chúng tôi không dám trách lấy nửa lời đừng ngại gì cả con xin thay mẹ con cảm tạ bác mà việc này tôi cũng muốn chóng thành không nên để lâu tôi đã cho phép em hàng nó để tang có một năm thôi phải theo lối tây chứ không thì em nó là đàn bà tôi già cả mọi việc không ai trông nom cả bẩm để con về thưa chuyện với mẹ con xem sao rồi chúng con xin lịnh ý đến đây ông cụ đứng dậy nhìn bà năm tới Yvonne bà với cô sẵn lòng bỏ thời giờ về chơi tôi xin đa tạ ấy chỉ có bà với cô là thân thiết với em nó hơn cả mà ngày xưa lại biết cả anh Quân nên tôi mới dám mời chứ thật ra mấy việc thì tôi đã kể và sắp kể đây tôi không báo tin cho ai biết nữa nhân tiện em hàng nó vừa bình phục tôi muốn bàn tới việc tái giá của nó mà ngày mai lại là ngày sinh nhật của tôi vậy thì bắt đầu từ hôm nay gọi là xin có chén rượu bà năm đón lời bẩm được ạ à? cái gì chứ cái cụ gọi đến để cho trẻ chén thì con rất hoan nghênh ông cụ nhìn yvonne cười khà khà còn cô nữa bao giờ mới tính cuộc trăm năm bà năm cau mày bẩm đã mấy đám danh giá hỏi mà nó không ưng đấy ạ à? con cháu nó cứ kêu rằng mẹ không còn con dai nay con lại lấy chồng pháp thì không tiện cho mẹ về sau ngộ chúng con bắt buộc phải về Tây thì me ở với ai bên này, mà sang Tây thế nào? Còn nghĩ nó nói cũng phải, nhưng tìm một người chồng An Nam có pháp tịch và xứng đáng cho nó cũng không dễ ạ, à, chả khó lắm, bà à, để tôi mách mối cho. Tôi biết mấy ông đốc tờ, mấy ông luật khoa, bác sĩ. Kìa bà đấy là tôi tưởng bà cha thuốc nên không bảo nó lên mời. Sao bà không vào đây lại đứng giòm, lầm cầm thế? Tiết Hằng vội đứng dậy đi ra trừ ông cụ, cả bọn đều đứng lên, đó là mẫu thân tiết hằng. Bà cụ vịn vai con gái lọm khọm bước vào, hỏi, thế cậu nào là Việt Anh? Việt Anh nghiêng mình cúi chào, mọi người lại an vị, bà cụ hỏi ông cụ, thế nào? Đã chuyện trò gì về việc ấy chưa? Đã, bà cụ ngồi yên một lúc rồi đột ngột hỏi anh, độ này cậu làm ăn có phát tài không? Nghe nói hình như lôi thôi lắm phòng, mỗi chuyến phải tòa phạt hàng mấy trăm bạc thế. Con gì là lãi nữa. Tôi tưởng chả nên làm cái nghề báo chí ấy nữa, ăn thua gì. Có bẩn cùng mới phải làm thế, chưa giá có vốn, chả thiếu gì những việc lợi hơn. Anh nghiêng đầu nhìn xuống mũi giày không đáp, thì lại vẫn cái ý buộc chàng, nếu muốn làm con gì sẽ phải cúi đầu trước những lệnh của bố mẹ vợ giàu chứ gì. Được, thế nào cũng được, miễn hằng sẽ về tay chàng thì thôi. Rồi sau có sao sẽ liệu, Việt Anh vừa ngừng đầu thì gặp tầm mắt của Yvonne. Đôi mắt xanh đen chăm chú nhìn chàng, nhìn lâu một cách khó chịu. Anh không thể đoán nổi đó là đôi mắt tỏ ý công phẫn hay mỉa mai chàng. Từ từ, đồng hồ điểm 7 tiếng, mọi người sang phòng ăn. Giữa bữa tiệc, Hằng ngỏ ý với cha muốn về Hà Thành điều dưỡng tại bệnh viện ST bôn cho chóng lại sức, chứ cứ ở nơi xa lánh này, hai ngày lại một lần bác sĩ về, tiền cũng tốn mà kết quả rất chậm. Bữa tiệc tan thì vừa 9 giờ, Việt Anh nhắc nhỏm hai ba lần đến việc xin ra đi. Ông cụ và bà cụ đã cáo lui rồi, nhưng bà Năm còn ngồi nói huyên thuyên chuyện, tam quốc, mãi. Cũng may Yvonne tinh ý đã dục bà mẹ đi nghỉ để cặp vợ chồng sắp cưới có dịp đôi lời tâm sự với nhau. Hằng hỏi anh, có xe hơi, làm gì mà mình vội vàng thế? Anh cười, mình tối tăm quá, tôi chỉ nóng được tâm sự với mình. Hằng, đêm hôm nay là đêm gì nhỉ? mà vầng trăng bạc kia là của vợ chồng nhà ai đích là của đôi ta vầng trăng đương tò mò nhòm chúng mình hằng cười say sưa khẽ nói chị hằng nhìn hằng không có gì đáng thẹn việt anh đến ngồi vào thành ghế của bạn cúi xuống hằng nói đi em nói lại bao nhiêu cơn đau khổ ta đã qua cho cái hạnh phúc bây giờ tăng lên chút nữa không chả nói không nên gợi đống cho tàn sự đã qua là sự đã qua thì nói những lời ái ân vậy hằng có ai dám ngờ lại có ngày nay tội gì ta chẳng gầy cho nhau những tiếng đàn của tâm hồn mà xưa kia ta không dám màng tưởng đến hằng để ngón tay trỏ lên miệng nên để hạnh phúc được tĩnh trong sự im lặng thì hơn nhưng tôi yêu mình biết rồi biết đã tự bao giờ rồi à mình về đi chứ mình điên à giữa lúc này mà đuổi tôi thế nhưng lúc nãy sôi sùng sục lên đòi đi mà lại ở lại lâu sao không sợ người ta cười chết ừ nhỉ thôi thế tôi xin đi mình nên mau về hà nội nhé thôi không phải tiễn đừng xuống nữa mà sương lạnh anh nói rồi rào bước qua sân mãi tới đến chỗ cái xe hơi đỗ gần cổng chàng vừa lên xe chợt có tiếng hỏi đã đi đấy à nhìn lại thì yvonne việt anh hỏi bằng tiếng pháp tôi tưởng cô đã đi nghỉ không tôi còn đi bách bộ và ngắm trăng sao độ này cô không cho tờ độc lập bài nào làm gì nhỉ Ông chủ tờ độc lập liệu rồi có độc lập chăng? Người ta ở đời, giả dối cả. Đáng chán, Việt Anh ngạc nhiên quá. Đoán ngay cặp mắt đã mỉa mai chàng. Xin cô đừng để ý đến việc tư của tôi thì hơn. Tôi mừng cho ông lắm. Đối với kẻ đã cứu cô khỏi một cái nạn. Thế tôi tưởng là vô ơn. Yvonne so vai, tôi chưa quên đâu. Ông đã cứu tôi, nhưng người ta không phải chỉ có xác thịt còn có linh hồn. Ông chỉ mới vớt được cái, xác. Việt Anh cúi đầu lặng im, chàng đã hiểu. Chàng ngây người ra một lúc rồi quay lại, giọng khổ não, tôi biết làm thế nào. Chậm mất rồi, trong tối lẻ hai đường ánh sáng, chiếc xe hơi giật lùi rồi vòng ra. Tiếng động cơ cứ khẽ dần, sau cùng thì lại là sự im lặng. chương 6, mấy hôm sau, tại Hà Thành, trên con đường ngăn đôi phù toàn quyền và trường Sa Rót. Hàng với anh lưỡng thưởng đi, hàng mặc áo nhung đen quấn khăn quàng màu hồ thủy, mặt nàng đã hồng hào, mặc lòng trời rét nghĩa là sự được gần gũi việt anh đã mạnh hơn những mũi tiêm thuốc bổ nhiều cứ chiều chiều anh đến đón nàng tại bệnh viện st paul rồi cả hai ra đi quan thầy thuốc cho nàng mỗi ngày một giờ đi bách bổ hằng chỉ đến tòa lâu đài đồ sộ trước mắt mình mình còn nhớ những ngày chúng ta còn đi học không tôi nhớ đến cái ngày mà quân đem máy ảnh đến lớp học cái ngày mà mình nói là mình yêu tôi ấy à phải đấy thế mà thoáng một cái đã bây giờ, chóng thật, chóng thật, tôi bây giờ bị các nhà văn sĩ gọi là Xuân Xanh trạc độ tam tuần rồi. Mình, mình trông tôi đã già chưa? Việt Anh nhìn kỹ hằng rồi lắc đầu, còn đẹp, còn đẹp đến não lòng người, người yêu quý nhất đời của tôi à? Hằng mỉm cười, bây giờ tôi đã về tay mình, còn não lòng mình được ư? Anh đáp một cách có ý vị, nếu không não lòng tôi thì cũng não lòng người khác, Huỳnh Đức chẳng hạn, ư nhỉ huỳnh đức cũng là người đáng thương đức đến muộn việt anh cao mày thế tôi dễ thường tôi cũng đến muộn chắc hằng ra ý không bằng lòng ồ anh sao mình cứ nhắc đến những chuyện cũ thế bây giờ hằng không là vợ của mình rồi ư mình trái vô cùng thế sao tôi không lấy ngay được mình từ trước khi mình là một người đàn bà quá chồng mình đi mà hỏi trời bởi vì tôi nghèo nghèo cho nên đến sớm cũng hóa đến muộn hằng so vai đừng tưởng huỳnh đức nghèo hơn mình việt anh hai người đến đó im lặng lưỡng thượng đi hồi lâu anh mới nói hai thân của mình ra điều cậy của muốn bắt bẻ tôi nhưng mà tôi không bao giờ tôi thay đổi chi hướng tôi thề cứ giữ vững nghề cầm bút đến lúc chết làm chủ mỏ không phải là nghề của một người như việt anh hằng ngẫm nghĩ một lát rồi đáp ta sẽ bán mỏ thế là yên chuyện bán lại hết cho đức để rồi tậu một túp liều danh một túp liều danh với ái tình thế thì còn gì bằng nhưng mà tòa soạn một cơ quan ngôn luận lẽ nào lại ở một túp liều danh. Anh đăm đăm nhìn ra xa, sốt sáng nói, tôi sẽ làm việc, làm việc một cách ghê gớm, tôi mong rằng cưới tôi rồi thì mình không làm việc nữa. Ta sẽ tậu một dinh cơ ở vùng quê, ta sẽ lập một thư viện riêng, rồi ta đọc sách, rồi ta yêu nhau, rồi ta lại đọc sách. Còn nghề báo, hãy xếp tạm lại đấy. À, mà mình phải cẩn thận, mình có 6 tháng tù án treo phải không? được dịp giảm quốc mới xóa sạch rồi. Cuộc đại ân xá Libran, hai người quay gót lại theo con đường về, vì hàng chỉ được có nửa giờ thôi. Anh ra vẻ bất mãn, mình điên thật, đi vào nằm đó, cứ 9 giờ tối đã phải đi nghỉ không được tiếp ai nữa. Bao nhiêu đêm tôi không được trò chuyện, Hằng nhìn chàng rồi rũ rượi ra cười, mình làm như chúng ta đã qua buổi tân hôn rồi vậy. Hai nữa, chả nhẽ tôi lại có thể về dưỡng bệnh tại nhà mình. Mỗi ngày gặp tôi hai lần, thế mà mình vẫn chưa hài lòng ư. Anh cũng cười chữa thẹn nhưng lại đi nói thêm một cách khôi hài, dù sao tôi cũng cho đó là một sự vô lý. Người ta không cho phép mình được ăn một bữa cơm ở ngoài. Tôi muốn mời, không được, mà những lúc được gặp mình nó chóng hết làm sao, nếu cứ chiều chiều mình đánh xe 50 cây số về với tôi rồi đêm lại phải ra đi, tôi cho còn vô lý nữa ấy. Nhưng thôi cố kiên tâm vậy, tôi chỉ còn có hơn 10 ngày, thế thôi à, mạnh khỏe hẳn rồi tôi cũng phải sửa soạn thì vừa chứ, riêng phần mình, có phải tiêu đến số nghìn. Việt Anh lắc đầu, không, một người đã cực lực công kích những cái xa xỉ trong mọi cuộc hôn nhân xưa nay, bây giờ cũng thế, họ cười chết. Độ một nửa cũng đã dư giật, hằng vỗ vai bản, thôi thế cứ an lòng, anh gật đầu không đáp, chàng rất lấy làm hổ thẹn vì trước ái tình. Những điều về tiền tài có thể khiến chàng phải mang tiếng là con người chẳng thật thà về lòng yêu. Không nếu tiết hằng nghèo hèn, có lẽ chàng còn yêu hơn nữa. Trừ nay, bao nhiêu cử chỉ để tỏ lòng yêu dấu chàng đều phải gìn giữ dè dặt kẻo sợ mắc tiếng, vồ vập một đống tiền. Chàng khó chịu vì thấy như cái vô hình của kim tiền cũng có thể cứ hiện hình thành một bộ mặt nhỉa mai. Hằng không hiểu thế, lại nói, tôi cũng lấy làm bực cho mình, lúc nào cũng cứ phải luẩn quẩn về kinh tế. Người tài giỏi đến đâu cứ thế, cũng phải bước giật lùi lúc nào cũng khổ về chuyện tiền thì tài nào mà không mai một nhưng thôi chỉ còn vài tháng nữa chúng ta sẽ được yên rồi mình sẽ nghỉ vài năm để di dưỡng tinh thần bằng sự đọc sách hay là anh ạ à, ta nghỉ độ hai năm đi du lịch cho hết đông dương chứ trẻ trung như ta tội gì anh lắc đầu không nghỉ vài năm thế nào được phải làm kiếm tiền thôi đi mình đừng nói dối tôi mình làm chỉ có lỗ vốn còn nếu mình muốn lập một cơ quan to tát hơn trước thì cũng dễ tôi xin chiều ý nhưng dù sao ta cũng nghỉ vài năm để đi chơi và để và để có thời giờ yêu nhau cho thỏa thích việt anh hằng ham nhăm ham sáu tuổi rồi sắp ba mươi đến nơi rồi sắp già rồi anh lúng túng thế nhưng mà không nghe thấy hằng lại tiếp bây giờ ta đương có thời giờ đương có sức khỏe đương có tiền bạc tội gì chẳng hưởng ngay kẻo không mai sao lại vô số sự ngăn trở thí dụ tôi chừa, đẻ chẳng hạn. Hoặc nhỡ chết chẳng hạn, đừng nói dài, biết đâu đấy. Ở đời này, phải đề phòng những sự bất chắc của hạnh phúc mới được. Mà không nên để lại hôm sau những điều mình có thể hưởng được ngay ngày hôm nay. Việt anh cau mày, nhưng mà, hàng, những lời chân thực của mình làm tôi rất cảm động. Nhưng tôi, nhưng có lẽ tôi không nên biểu tình, vì rằng, tôi có quyền gì được hưởng những cái ấy nhỉ? tôi yêu hàng là vì yêu hàng chớ có phải vì hàng giàu có đâu. Mình chỉ nên cho tôi được hưởng lòng yêu của mình, đừng nên đồng thời cho tôi hưởng cả sự phú quý. Tôi chỉ muốn biết có ái tình, hằng ngạc nhiên đến nỗi phải đứng dừng lại, nàng trong chọc, chọc nhìn anh rồi, một cách chán nản, thật tôi không hiểu được mình. Hay là khi tôi yêu mình thì là vì tôi nhầm mình, hở Việt Anh. Những lý sự của mình làm tôi lạ lắm, không, không bao giờ Việt Anh muốn thừa hưởng cái của ấy. Hàng một cách cáo kỉnh, cái của ấy là của tôi. Mà của vợ là của chồng, của Tiết Hằng nhưng Tiết Hằng lấy Việt Anh thì là, chàng giơ tay ngăn, thôi, không cần nói thêm, tiền không do tay tôi làm ra thì tôi không muốn hưởng. Rồi tôi sẽ làm việc, rồi tôi sẽ kiếm ra tiền, rồi tôi cũng làm giàu. Bao giờ tôi giàu, lúc đó vợ chồng mình sẽ cùng hưởng, mình trái quá không ai có thể chịu được, vẫn biết rằng của ấy cũng một phần do đảo quân mà ra. Nhưng mình muốn gì quân bây giờ bất hạnh rồi mà vợ quân cũng về tay mình rồi mình còn ghen ghét với hắn đến thế nào nữa không ai lại đi ghen với một người đã chết mà cũng không ai lại đi ghen với tiền bạc của một người chết để lại mình nên lấy thế làm xấu hổ ồ nếu cần phải xấu hổ thì tôi sẽ xấu hổ trong sự hưởng cây phú quý không phải của tôi làm ra được mình mỉa tôi chăng mình muốn tôi đem cái phú quý ấy vứt xuống sông chăng nói chứ tôi thế mà ra tôi khốn khổ thật hằng muốn dùng làm gì mặc nhưng tôi tôi quyết không hưởng cái giọng lưỡi này bây giờ mới làm tôi phải kính phục biết bao khi khái quá này mà cái người bây giờ nói những nhời cao thượng này giá trước đừng đến lấy tiền nghìn của ai để làm việc thì cái cao thượng bây giờ mới có nghĩa lý việt anh trừng mắt sao mà ngu thế đã vay một người bạn đã chịu lụy bạn khi bạn sống thì đó là một nhẽ nên hưởng luôn thể cơ nghiệp của bạn khi bạn chết à? Hằng không đáp, cúi đầu vừa đi vừa nghĩ ngợi, suốt quãng đường dài qua nhà chứa thuốc súng hai người không nói gì với nhau. Sau cùng, Hằng hỏi, anh, Việt Anh, có điều gì khiến mình phải nghĩ ngợi? Điều gì vậy? Vì tôi rất lấy làm lạ về thái độ của mình, hay là trước khi Hằng làm vợ mình Hằng đã là một quả phụ? Mình đau đớn về nỗi ấy phải không? Không, thế thì vì nhẽ gì? Tôi chịu, xin chịu không đoán nổi nữa xưa kia còn là vợ người khác tôi lại thấy mình không nghĩ ngợi nhiều như bây giờ chưa có giọng chua chát như bây giờ bây giờ tôi là vợ mình đến nơi có thể bảo là giấc mộng đã đến lúc thực hiện thì lại thấy mình có cái tâm hồn bứt rứt của một người hối hận hay là mình có điều gì hối hận anh một cách mệt nhọc hối hận có lẽ nhưng mà thôi rồi ra sẽ nói sau cái việc hối hận ghê gớm ấy chưa cần phải nói bây giờ hằng sợ anh đã giận mình không dám hỏi nữa từ đó đôi bạn mất vui khi về đến gần bệnh viện hằng nói một mình quái chừa kia cái xe hòm nào như là xe của huỳnh đức anh để tay lên mắt rồi gật xe của huỳnh đức thật hai người bước mau chân khi còn cách mấy bước một người đẫy đà mặc bộ âu phục màu gỗ hồng bước lên xe đóng cửa đánh sập một cái xe đã trực chạy anh và hằng phải gọi thì một bộ mặt trắng trẻo như mặt người nhật bản ló ra quay lại rồi cười huỳnh đức xuống xe bắt tay việt anh xong đức nói tôi có lại tòa báo không gặp ông tôi lại đến đây thấy bảo cô hằng cũng đi dạo mát may quá tí nữa thì lại không gặp tôi ở hòn vây về trước khi về đây đã có tạt vào qua nhà thăm hai cụ hằng hỏi ở mò có gì lạ không cũng chả có gì lạ cho lắm thế rồi ba người đứng tần ngần biết chắc anh em người ta có chuyện riêng với nhau việt anh vội cáo thoái Thôi, tôi xin phép. Chốc nữa mong bác Tạt lại chơi. Vâng, vâng. Nhưng mà lại nhà riêng hay lại tòa báo? Nhà riêng, số 14B, phố Nam Tràng. Về ngà nào thế nhỉ? Gần Tây Hồ. Anh lên một cái xe tay, hằng đưa Đức vào bệnh viện. Đến phòng, nàng bảo đứa con đòi đi lấy nước nóng rồi mời Đức ngồi và hỏi. Thầy mẹ em có nhắn gì cho em không? Anh, ông bà hỏi cô có cần tiền không thì gửi. Mà gửi tên ai, thế nào? gửi cho thầy thuốc hay tên cô tiền à làm gì nhỉ tôi cũng còn nhiều đủ tiêu thế cô mạnh hẳn chưa em mạnh lắm rồi anh ạ à. ở mỏ có gì lạ không à vừa rồi có mấy cái cờ đỏ với mấy trăm truyền đơn sở mật thám hòn gay về bắt lung tung cả à chết tí nữa quên mất anh về lấy cho em sáu trăm nhé gửi biêu phiếu cho tên em ở đây việc cần lắm đây nhé anh nhớ đây nhé việc gì mà cần ngay thế rồi em sẽ cắt nghĩa cho thầy em xong hay là thế nào hay là tôi sẵn đây tôi ứng ra trước gửi biêu phiếu sợ phải đợi lâu chăng hay thế cũng được cảm ơn anh lắm có tôi phải cảm ơn cô thì có tôi không muốn giữ nhiều tiền trong mình được cứ việc gửi tôi đây thế tôi xin đưa ngay huỳnh đức dở ví đếm sáu mảnh giấy một trăm đoạn cung kính trao cho hằng nàng cầm rồi nói đùa hay là nhân dịp này anh mừng quách tôi cho xong rồi nàng cười khanh khách chợt nàng phải ngây người ra hơi biến sắc mặt đức đã đáp bằng một cái thở dài chàng buồn bã lấy khăn lau mấy giọt mồ hôi điểm lấm tấm cây trán bóng lộn mừng cho cô thì có nhưng chẳng đáng mừng gì cho tôi cô nên biết rằng việc cô lấy chồng tôi coi như cái chết của cả cuộc đời tôi vậy hằng đứng lên vẫn đang yêu mà vẫn có lễ phép thôi anh ạ à, biết làm thế nào biết nhau thì đã muộn hằng hy vọng rằng lấy chồng rồi cũng vẫn được anh yêu như xưa. Cái tình anh em, hôn nỗi tình anh em chỉ là tình anh em, thế không phải là không nồng nàn và đáng quý, cô không yêu, cô nói thế được. Còn tôi, tôi chỉ thấy đáng quý chớ không nồng nàn. Tôi không có phúc, ông bà đã bằng lòng nhưng cô, cô không, tại anh đến muộn quá, cuộc đời tôi thật là trống trải. Cuộc đời vô nghĩa lý, hằng cảm động, phải rền dĩ, tôi biết làm thế nào. Đức lau một vòng nước mắt, rồi đứng dậy, tôi điên rồi. Tôi đã phá hoại hạnh phúc của cô, tôi đã phạm phải một điều cấm của quan thầy thuốc. Cô tha lỗi, mà tôi chỉ xin cô nhớ, cô sướng là tôi sướng, thế thôi. Dục vọng của tôi là thứ dục vọng ôn hòa, rồi chàng ra đi, loạn choạng như say rượu, chơ ơn vầy, tòa báo Independent là một căn nhà tây vuông vắn theo kiến trúc cổ bên ngoài lớp tường rong sắt lại có dãy dâm bụt cành với lá um tùm leo lên trên rồi xọa xuống, lởm chởm lôi thôi như một cái đầu của người tóc đề nửa năm chưa xén. Ở vào một phố vắng như hàng cỏ, nhà báo đã vắng vẻ sẵn, lại càng tiêu điều hơn. Nếu không có cái bảng lớn quét sơn trắng kẻ chữ đỏ, khách qua phố phải cho đó là chỗ dưỡng lão của một nhà triết học có tuổi cao. Trông vào sân, ít khi thấy bóng người mà ai qua đó có tò mò chậm đá chân thì mới nghe thấy tiếng lách tách của một cái máy chữ nhàn việc. Tiết Hằng trả tiền xe rồi đến cổng bấm chuông, mãi không thấy người ra, nàng đi đi lại lại, ra vẻ nóng ruột lắm. Lúc đó đã xế chiều, dãy đèn điện ngoài đường đã bật sáng quắc mà trong báo quán vẫn thấy tối âm thầm. Việt anh lúc này có tại đây hay đi đâu? Sao nàng đã sắp ra bệnh viện? Chỉ còn dăm bảy ngày là về quê mà hai ba hôm nay, anh không thấy đến với nàng sự bứt rứt của một con hồ mới bị nhốt cũi thế nào thì lòng bâng khuâng của hàng lúc này cũng vậy. Nàng đau đớn vì thấy như trong tình yêu kia cứ có điều gì lừa nàng. Chồng chết, người nhân tình xem ý lại ra chiều muốn đổi thay. Do lẽ gì, mấy bữa nay, những lời ăn tiếng nói của Việt anh khiến nàng phải lạ. Cái tính gay gắt đó không tỏ hẳn sự phai lạc, nhưng cũng không tỏ rõ những sự ẻ huệ của ái tình. Hơn nữa, trong đời vẫn có hạng đàn ông khi yêu một người đàn bà nào là chỉ vì cái thích cướp lấy của một người đàn ông khác. Lòng ghen ghét nhỏ nhen vẫn thúc giục tới cái thú chiếm đoạt, nên sau khi chẳng còn phải nhọc lòng nghĩ cách chiếm đoạt thì ái tình ló dần dần cái bộ mặt đáng ghét là sự thờ ơ, thế thì tại Việt Anh thờ ơ hay bởi có điều gì não lòng chàng? Không, cần phải biết cho rõ trắng đen chứ hằng không còn can đảm nhẫn nại mãi thế được. Lần này là nàng phải hỏi cho ra, thưa bà hỏi gì? Hàng quay lại cũng hơi giật mình thấy người hỏi nàng ra vẻ là người thư ký nhà báo mà lại vừa tùm tỉm cười một cách tinh quái nàng sinh nghi vô phép như vậy họ coi nàng là hạng người thế nào già oai hàng lên giọng đài các hỏi xuống ông việt anh người thư ký vẫn tủm tìm, thế quý hiệu bà là gì hay là bà có sẵn danh thiếp không mà đam việt anh tức thì người thư ký biến sắc mặt vừa ngạc nhiên vừa ra ý hối hận cắm cổ vội vào vài phút lại chạy ra kéo cánh cửa, vẻ sợ hãi. Xong quay vào dẫn hằng qua mấy buồng giấy rồi trò cái thang gác mà rằng, ông chủ tôi ở trên gác, mời bà cứ lên. Hằng lên đến nơi thì anh vừa hé cánh cửa, chẳng như vừa ngủ dậy, thẫn thờ đón áo khoác của Hằng cất đi rồi trò ghế cho nàng ngồi, tôi vừa dậy, toan rửa mặt xong thì đi thăm mình. Anh nói vậy nhưng vẫn mải cất mấy cuốn sách vào tủ, gập đông báo chí bỏ lên bàn giấy, và dọn dẹp bộ quần áo cái mũ đâu vào đấy đã chứ không vội nhìn đến mặt người yêu còn về phần hằng thì cho lời anh vừa nói là để thoái thác nói dối nên nàng không đáp ừ thì bữa nay đã định đến nhưng cả mấy ngày hôm trước thì sao tôi đi rửa mặt một lát đã nhé anh nói xong ra ngoài phòng một cách vội vàng hằng nhìn theo thấy phản chiếu từ một miếng kính cửa mặt chàng hốc hác dưới mắt hãy còn ngấn lệ thế là quả tim nàng bắt đầu thình lình đập nàng hổ thẹn vì những ý nghĩ không tốt mấy hôm nay, khiến nàng hóa ra đề phòng và nỡ nghi hoặc tình quân, người đáng chỉ hưởng toàn mọi sự yêu đương. Nhưng mà, tại sao lại có điều gì có thể làm chàng đau khổ được? Hàng thần người ra mải nghĩ ngợi, chợt tầm mắt đặt đến một mẩu giấy xanh nhỏ, bên cạnh cái bổ giấy lộn, dưới gầm bàn. Tò mò, nàng nhặt lên thì đó là một mẩu thư có chữ ngòng nghèo non nớt của đàn bà, mấy dòng, ngay ngắn, phải tôi vẫn biết đã từ lâu là tôi chỉ là cái đồ chơi chốc lát của anh mà thôi. còn khốn nạn này đời nào lại dám cầu cái lòng yêu chân thật của anh một người có tư cách lấy vợ giàu như bà quá đào quân nguyên vũ thị tiết hằng nhưng anh phải biết mẩu giấy chỉ có thế nhưng tiết hằng đã thừa đoán nổi mọi chuyện đã xảy ra nàng cũng chẳng cần bới tìm nốt những mẩu khác chắc còn nằm trong sọt giấy rồi nàng mỉm cười tự nghĩ thầm nếu chỉ vì những lời khích bác chẳng đáng kể như thế này mà chàng phải bận lòng thì chàng thật là điên. Đến đây Việt Anh đã quay vào, hàng vội bỏ túi mảnh giấy, nàng thấy sung sướng lắm, nguyên do bao nhiêu sự khó hiểu của Việt Anh nàng đã khám phá ra nổi. Nhất là một lá thư như vậy mà bị vứt vào sọt thì cái ân ái của anh với ả à nào đấy cũng không bền gì. Một chứng cứ rõ rệt, anh đã xe giấy, chỉ còn nghĩ đến nàng, thì cần gì nàng còn ghen ai, mình hằng đứng lên chắn lối anh cười lả lơi nhìn chàng một cách âu yếm hết sức im lặng anh vịn tay vào cả hai vai hằng thì hằng lim dim cặp mắt ngửa cổ trên ngực chàng như mời một cái hôn nồng nàn mà nàng vẫn ước ao nhưng việt anh chỉ để cặp môi lên trán người vợ sắp cưới kính cẩn nhiều hơn âu yếm sau cả đôi díu nhau ra ngồi ghế trường mình bắt tôi chờ mình suốt cả mấy ngày hôm nay mấy bữa tôi bận quá lại hơi mệt mình cũng mệt à thế bây giờ ra sao cũng gần khỏi hình như mình thức đêm nhiều phải tôi có ngủ được đâu à thế vừa rồi huỳnh đức có đến với mình không có anh ấy có nói gì là đáng để ý không không đức chỉ tỏ lời mừng tôi mừng cho vợ chồng chúng ta thế thôi nhưng phải tình ý lắm mới có thể nhận thấy đức thường cười gằn cái vui gượng chắc đức đau khổ lắm hằng hấp tấp hỏi nữa đau khổ lắm sao mình biết được anh cười nhạt làm gì tôi lại không biết cảnh Đức bây giờ là cảnh tôi khi xưa, lúc đến mừng quân sắp cưới mình. Tôi đã đau khổ mãi, cho nên nay tôi cũng biết cho người khác cái nỗi đau khổ. Có lẽ để một người đau khổ thế cũng là không phải, khôn nỗi Việt Anh nghèo, Huỳnh Đức giàu, nên Việt Anh không thương, thế là phải. Mình thương mình chưa xong còn công đâu thương ai nữa. Anh, vẫn ra vẻ phẫn, chính thế, mình thương mình cũng chưa xong. Hàng vuốt mớ tóc rối loạn trên đầu anh, tha thiết hỏi chàng mình vẫn có điều gì buồn à? Anh lắc đầu một cách vụng dại, không, thế thì mình tươi cười lên nào. Mình thử nhìn tôi mà cười một cái cho tôi xem nào, nhưng mà tôi có gì buồn đâu. Hay là tôi sướng quá mà dối chi đó, không phải. Khi tiết hằng chưa là một quả phụ, mình lại chưa đến nỗi có cái bộ mặt đưa ma như ngày nay. Tất mình có điều gì, điều gì lo buồn mà muốn giấu tôi. Nhưng mà làm sao lại phải giấu, còn việc gì phải giấu nhau nữa. Anh hơi gắt, thì tôi cam đoan không có gì giấu hàng rồi cơ mà. Hằng khẽ hỏi, lâu nay tôi không biết công việc làm ăn của mình ra sao. Có nói cho tôi rõ bao giờ, hay mình buồn bực vì thiếu thốn đồng tiền, tiền thì bao giờ cũng thiếu, chẳng vì thế mà đến nỗi buồn bực được. Anh nói xong có ngay những nét hớn hở tươi cười, rồi thêm, nỡm thật, tôi sướng qua hoa lẫn, Việt Anh, tôi yêu mình, yêu mình một cách hàn học nữa, thấy hằng có những ngôn ngữ cử chỉ rất đáng cảm anh ôm nàng vào lòng, nhìn vào cặp mắt nàng đăm đăm. Dưới bóng điện xanh, khuôn mặt trái xoan trắng nõn nà với cặp môi trúng chím nụ hồng như là những tiếng gọi tha thiết của một sức mạnh huyền bí. Việt Anh ôm rõ chặt người yêu vào ngực mình, trong một phút vũ trụ đã hầu bị quên, chợt anh bỏ hàng ra, đứng thẳng lên mà rằng, không, không thể như thế được, rồi trước cái ngạc nhiên đến sợ hãi của Hằng, chàng để tay lên chán đứng thử ra hồi lâu mãi đến khi chợt nhớ ra rằng không nên gieo mãi sự ngờ vực vào óc người yêu, chàng mới lại cố ra vẻ tự nhiên, dịu dàng ngồi xuống ghế và nói, cái ngày ta phải nóng lòng chờ đợi chỉ còn vài tháng là đến, vài tháng nữa thôi. Tôi sẽ đẹp duyên với vị hôn thê chớ chẳng phải với một người tình nhân theo thói thường. Tôi muốn không đến nỗi sờm sỡ, sở. kính yêu chớ không phải chỉ yêu mà thôi. Hằng cười nhạt, sự cẩn thận ấy về phần mình thật lạ lùng lắm đấy tôi thật sự không ngờ anh vặn lại có gì là lạ hằng so vai nhìn anh mà cười rũ rượi không có gì lạ ồ sao mà mình thông minh và nhớ lâu thế nhỉ khi hằng là gái có chồng thì mình hết sức tìm mọi cách chinh phục lấy phần hồn tinh thần lòng yêu mình có rồi mình cũng chưa thỏa mình còn bao nhiêu lần lăm le chiếm cái xác thịt nữa đến bây giờ thì hằng đã phó thác cả thân hằng cho mình như cho một người chồng thì mình lại đảo ngược các địa vị mình lại dùng cái từ bi của một nhà tu hành mà lên giọng đạo đức, kính yêu chớ không phải chỉ yêu mà thôi. Như thế, bảo lại không lạ à, Việt Anh so vai đứng lên hát ẩm ý, lại rún rẩy theo lối Maurice Sevelier, L.A.D. Telen, quezer La Lê, A, talenton. Ton. Ton, Ton, Tông tên, mình hóa giải hay sao? Anh ngừng hát, ngạc nhiên rằng, hóa giải, mình cấm cả tôi lộ sự vui sướng ra à? Hằng lắc đầu một hồi, không không mình không sướng thế không tỏ ra cái sướng việt anh mình nên biết rằng nhiều lần mình bắt tôi lo mình vốn không phải là người như thế chưa bao giờ tôi thấy mình có những cử chỉ ấy mình đau khổ điều gì hở anh anh là kẻ rất sướng mà có lẽ hiện nay sướng nhất đời sao lại vẫn cái giọng lạ lùng nó vẫn tố cáo sự chua chát lần bên trong mình hãy nhìn thẳng vào mặt tôi mà nhắc lại thế tôi xem nào anh thẳng người nghiêm giọng à mình quá thật vì lẽ gì những lời căn vặn vô ý thức đến bực ấy dễ thường tôi là một đứa có tội gì trước mặt mình là một quan tòa chăng tôi cấm mình hỏi mãi như thế đấy hằng cũng to tiếng không kém bạn vì lẽ gì vì lẽ gì vì tôi đau đớn khi tôi phải nghi ngờ rằng người mà tôi yêu dấu vẫn cứ có một điều gì nói dối tôi đây này mình đã muốn không nói thì để tôi nói cho mà biết trước khi yêu tôi hoặc trong khi nói là yêu tôi chỉ yêu một mình tôi ít ra ông cũng có năm bảy cô nhân ngãi rồi anh cười sằng sặc à ghê thật ấy là chưa lấy nhau mà máu ghen đã đến thế phải vì ông đã nói dối vì ông là kẻ hèn một con đĩ nào đó đã mỉa mai ông do thế ông đau đớn hay là ông hối hận gì chăng việt anh đưa mắt đến sọt giấy rồi gật gù nhưng chàng vẫn thản nhiên hằng đã chịu khó nhặt những mẩu vụn chắp lại đọc cả cái thơ rồi à thưa không ạ à? tôi đâu thèm tò mò đến thế thấy một màu này thì tôi đọc chơi mà thôi, rồi nàng dơ màu giấy ra. Bây giờ ông nghĩ thế nào? Tôi không nghĩ gì cả, vì nếu tôi nghĩ vào đấy, thì tôi đã trả vứt nó vào sọt, thưa bà. Mà tôi mong rằng bà đừng hàn học với tôi về những việc xảy ra từ trước khi tôi là chồng bà. Cái giọng gắt gỏng của anh khiến Hằng phải sợ, nàng sợ chàng nhân đó lại có cớ nhắc đến đảo quân. Sau cùng nàng dịu giọng, hay là trong cuộc trăm năm của đôi ta, có điều gì ngăn trở? về phần mình. Hay là người ấy chửa đẻ gì chăng? Anh đỏ mặt mà rằng, ô hay, mình điên mãi à? Đối với một hạng đàn bà mà tôi vẫn giày xéo dưới gót chân thì đủ hiểu là hạng nào rồi. Còn chửa đè làm sao được? Mà lại nó vô lý, không biết phận nó đấy chứ. Ai coi nó ra gì mà nó đòi, nọ kia. Tôi thấy giọng thư mai mỉa mình dữ rồi, mà vì không để tâm nên tôi đã xé thư bỏ sọt. Đến đấy, Hằng lại phải ngẫm nghĩ sự quả quyết giọng hồn nhiên của anh đã tỏ ra rằng chàng đã thực thà về việc cây thư. Thế nghĩa là không có người đàn bà nào ngăn trở, mỉa mai hoặc đe dọa Việt Anh, khả dĩ bắt anh suy nghĩ, cân nhắc, khổ sở trong cuộc phối hợp mai sau này. Vậy thì chỉ còn hai nhẽ, hoặc Việt Anh vẫn giấu nàng một điều gì, hoặc nàng nhìn thế sự một cách khác người nên đâm ra nghi ngờ, thế thôi. Rồi hàng hối hận, sợ mình đã trái, nàng vứt màu thư vào bồ giấy chỉ tại cái mẩu thư khốn nạn này. Thôi, tôi lỡ một lần, mình có tha thứ cho tôi không? Anh cũng dịu nét mặt, mong hàng bẩn sau đừng nhẹ dạ. Nhưng chỉ vì yêu Việt anh nên tiếp hàng mới vô nghĩa lý thế. À quên, vâng có số tiền ấy rồi. Tôi đưa mình nhé, nàng nói vậy, đoạn với lấy cái ví, mở ra. Nàng lấy tập giấy bạc xong, một cách ý tứ, bỏ tay vào túi chàng. Nhưng anh lôi sáu tờ giấy bạc ra, nhìn mà nói, thế này đã đủ là một sự khốn nạn chưa? Hằng vờ nhìn ra cửa sổ, ô, cái tổ chim vành khuyên kia, nhưng anh không mắc, lại tiếp, không, không, mình không nên đưa tôi ngay bây giờ, sao, hết ngay mất, thì cần dùng gì, cứ việc tiêu. Sau sẽ hay, ngại gì, không, mình hãy giữ lấy, thế này là một cái nhục. Hằng, đã sắp sửa phát điên, thế nào, mình nói cái gì mà ngu vậy, của vợ không là của chồng à, thế sao gọi được là yêu nhau mình bây giờ vô lý quá, Việt Anh bây giờ khác hẳn Việt Anh ngày trước, Việt Anh nhại lại một cách rền dĩ, nghiến răng, ồ. Việt Anh ngày trước, rồi chàng ngồi phịch xuống ôm chán, 10 phút sau mới đứng lên, thật vậy, hằng à, tôi có một điều muốn giấu mình mà lại muốn nói rõ với mình. Mấy hôm nay chưa biết quyết ra sao, hằng đã đến, vậy bây giờ hằng về cho tôi suy nghĩ rồi tôi sẽ nói chuyện sau. Thế là anh đẩy nàng ra ngoài phòng tiễn khách đến cổng. Chương 8. Thưa bà, tôi vốn không quen thuộc bà nên chúng ta cùng có cái hạnh phúc không là kẻ thù của nhau. Song tôi yêu quý bà, muốn giúp bà một việc, người mà cùng bà sắp trăm năm kết nghĩa, đã có một cử chỉ đáng ngờ. Người ấy có lẽ đã gây nên cái chết của ông quân cũng nên. Nếu ngờ thơ này thì bà thử nghĩ đến cái địa vị giàu sang của bà rồi xét cái ái tình kia xem giả hay thật. Tôi không yêu nhưng cũng chẳng ghét gì ông Việt Anh, ông ta chỉ là một người đáng thương. Vậy có mấy dòng chữ này làm ơn cho bà? Trong cuộc hôn nhân không nên mắc lừa. Bà à một người đàn bà có mặt lúc xảy ra tai nạn. Xin miễn ký tên, cái thư này, Tiết Hằng đã đọc lại đến lần thứ ba. Lần đầu, mới đọc được một nửa thư, bao nhiêu máu trong người nàng hình như dồn vào cả hai thái dương. Cử chỉ thứ nhất là vò thư, toàn xé ra làm trăm nghìn mảnh, rồi đi tìm cho được người viết thư. Nhưng thư là thư nặc danh, nàng đành nén mọi sự xúc động, đọc nốt, người viết thư lại nhận đã có mặt lúc xảy ra tai nạn, vậy thì là người nào? Vô lý, lúc đó chỉ có Yvonne và mẹ nàng, tiết hằng không viện lẽ gì mà dám ngờ cái lòng tốt của hai người ấy được. Thế còn người đàn bà nào khác đã có mặt tại chỗ bãi biển hôm ấy mà nàng không để ý đến? Lục tìm trong chi nhớ, hằng mang máng thấy như là bữa ấy ngoài năm người ra, không còn một ai. Khốn nỗi, nàng chỉ nhớ mang máng thôi, ai lại đi tin một cây trí nhớ mang máng mà được? Hay là, tạm gác lẽ ấy ra, cứ cho rằng bữa xảy ra tai nạn, quả thật đã có mặt tại đó, một người đàn bà nào? Vậy trong cuộc hôn nhân này, người đàn bà đó tất phải bị thiệt hại. Ai, Tiết Hằng chợt nhớ đến cái cười tủm tỉm của người thư ký nhà báo. Chắc hẳn Việt Anh đã lôi thôi với một số đông bọn con gái giang hồ mà vị tất kẻ viết lá thư này đã không chính là kẻ đã gửi cái thư mai mìa Việt Anh mà nàng đã từng có trong tay. Nàng muốn trông bút tích dò cho ra người, ác quá, thư cho nàng lại đánh máy chữ. Tiết hàng mím miệng vò thư, căm tức những sự nhỏ nhen của loài người. Nàng hầu như nhọc mệt, cuộc đời chán nản lắm, không còn muốn sao nữa. Nàng nằm xuống giường, nhắm mắt những muốn tay không còn phải nghe một tiếng động, óc không còn bận về một ý nghĩ, mắt không còn phải thu nhặt một hình ảnh muốn sao cho tâm thần không còn vương chút nợ trần cứ được nhẹ lâng lâng không xong những ý nghĩ vẫn đến những ý nghĩ tối tăm ác nghiệt thoạt đầu nàng đã lập tức muốn làm thầy cãi cho việt anh nàng không muốn tin người viết thư mặc lòng là người nào nàng không muốn tin những lý luận trong thư mặc lòng xưa kia đã xảy ra những việc như thế nào song le đó là ái tình mà ái tình thói thường vẫn là mong manh cho nên cái lòng tự kiêu của nàng lòng tự kiêu của một người đàn bà hầu như bị thương nặng hằng không thể cho phép rằng bất cứ là người nàng yêu dấu đến bậc nào lại có thể đem ái tình ra dùng làm một vật bài trí được những sự vô lương tâm sự trong sạch của ý nghĩ nàng cái ngây thơ của cả mảnh hồn nàng bắt nàng không bao giờ được nghĩ thiên lệch hái hùng run sợ nàng thâu trong óc những trường hợp có thể khiến việt anh là đáng nghi việt anh người nàng yêu Việt Anh, vị hôn phu của nàng. Sao lá thư lại có những lời mà nếu ở ngoài cuộc, người viết không thể viết được đến thế? Sao cái giọng chua chát bất xứt của một kẻ đã làm điều gì đến phải hối hận đã đến úp lấy Việt Anh khiến chàng nay như con cá lúng túng trong lưới? Sao chàng lại vùng vằng sự phú quý của Hằng, phải nói trước là không thèm hưởng? Chàng, một người vốn theo cái hạng không cần nghe dư luận, làm việc gì đã cậy ở cứu cánh cắt nghĩa hết mọi phương tiện đã dùng mà thôi hết thầy những điều ấy, vì lẽ gì? Hằng tự căn vặn mình rồi lại đến lúc thấy cái cần phải cãi lý cho sự căn vặn trước. Nhưng, khốn thay, nàng chỉ là một trạng sư vô tài. Việt Anh không được bảo chữa cho, thầy kiện lúng túng không kiếm nổi lấy được một mẩu lý sự. Trong cái tòa án lương tâm của nàng hầu như xảy ra một sự rầm rộ của công trung keo cánh với công lý mà gào thét rằng việc đào quân chết, trách nhiệm ấy đè nặng chĩu vào vai Việt Anh, người yêu của Hằng. Mà chính nàng, nàng cũng hãi hùng bị mọi người coi là tổng phạm, trời ơi, sao lại có thể như thế được? Hằng ngồi lên bưng chán kêu lớn, giọng rền rĩ như con nhạn bị tên xiên mà vẫn cố bay, bay để kêu thương. Tâm hồn nàng xưa kia vẫn cho nàng được kiêu hãnh vì nó lâm lâm và rất sán lạn như một buổi lễ minh ngày hả, nay như bị bao nhiêu tầng mây phủ, tối tăm, âm thầm, mà cái vết thương độc địa của trái tim non gây ra bởi cuộc kết hôn với đảo quân kịp khi tới cái tình sự kỳ lạ với Việt Anh nó như đã được hàn lại ra sao, thì nay lại bị một bàn tay tàn bạo dứt mạnh những lần băng giữa thuốc nhi. Lần da non bị bóc tuột, nàng lại bắt đầu bị bệnh trầm trọng hơn xưa. Gian phòng rộng rãi trong bệnh viện, giữa lúc mùa đông tiết lạnh này, mà khiến hàng thấy chật hẹp, tức tối, không thở được nữa. Trước sự kinh ngạc của một bầy nữ khán hộ đẹp như tiên, nàng mở tung các cửa, như nóng nực giữa mùa hè. Nhưng các cô khán hộ chẳng để Hằng tự do hóa điên. Cả mấy cô súng quanh Hằng, rất lễ phép nhưng rất nhiệt, săn sóc nàng tựa hồ một đám cung tần nâng giấc một vị công chúa mới bắt được của địch quân. Họ đóng những cửa mà Hằng đã mở toang ra, kính cẩn mời nàng lên giường. Đưa một cốc nước suối mà họ kêu có sức bình được những gân cốt bị giã rời sau một cơn xúc cảm mạnh. Rồi họ ngồi một dọc dài ở ghế bên cạnh giường, mỗi cô tìm một chuyện hòng khuây khỏa, bà chú phải gai, ấy. Giữa một bầu không khí như vậy, Hằng tự xét là vô lý, nếu cứ chỉ mải nghĩ đến những nỗi thống khổ của mình. Đây, ri những người cũng đủ sắc tài, chưa chắc về phần đức hạnh đã kém gì Hằng, mà sự bất công của nhân loại đã tạo thành những kẻ phải quỵ lụy mới kiếm nổi mảnh áo, miếng cơm. Lòng chắc ẩn khiến Hằng tạm quên tâm sự riêng mà cũng đon đà nói cười với những chị em kém hạnh phúc ấy. Xong, vẫn tinh quái, hàng tìm những chuyện trời mưa nắng, dắt được các cô khán hộ phải cắt nghĩa dành mạch về một câu hỏi vẫn chiếm chỗ trong mọi sự suy nghĩ của nàng. Đó là những tai nạn xảy ra trong khi bơi lội, một cô nói, thưa bà, sự rủi ro rất nhiều, người ta sống chết đều có số mệnh cả. Như bọn thuyền trài chẳng hạn, còn ai phải ngờ họ là không biết bơi không? Ấy thế mà nhiều khi, sinh ư nghệ, tử ư nghệ, họ cũng đến nỗi chết đuối. Nào có khó gì, chỉ nhỡ ra bị chuột rút, chân tay không cử động được thì là toi mất đời. Hằng hỏi vẩn vơ, các bà các cô có ai biết những việc âm mưu hại người trong những cuộc bơi không? Cô khán hộ vừa nói lúc nãy bây giờ cao mày, vẫn chưa hiểu, phải hỏi lại, những cuộc âm mưu gì, thưa bà? Tức thì một cô khác, lanh lợi hơn, nói đón, à, tôi hiểu rồi. Tôi đã đọc qua một cuốn tiểu thuyết Tây trong đó có nói tới hai chàng kia cũng chỉ vì ghen ghét nhau mà một người chết đuối một người vì muốn chiếm giải đã nỡ phản bạn anh ta lúc mời bạn một cốc rượu đã bỏ vào cốc một thứ thuốc mà người nào uống phải sau vài giờ thì gân cốt tê liệt hẳn đi thế là người bạn chết mất xác giữa biển để cho anh chàng kia chiếm được kỷ lục nhưng sau vì hối anh ta cũng tự sát mấy cô khác phê bình đó là tiểu thuyết mà tiểu thuyết có phải hẳn là sự thực bao giờ song hàng nói Thế mà nhiều khi sự thực ở đời lại quá những điều khó tin được trong các tiểu thuyết đấy. Hằng nói rồi bắt tay ngang chán, cặp mắt lim dim. Mấy cô khán hộ vẫn chuyển, xong nàng chỉ ấm ừ, thôi, ta ra để bà ăn nghỉ. Một cô nói thế là cả bọn kéo nhau ra. Hằng nằm lại một mình, nào có ăn nghỉ được. Nàng nghĩ đến sự thay đổi đột ngột về tâm tính có thể sự thay đổi của cả tâm hồn của Việt Anh mới đây. Khi ở tòa báo lúc anh xua đuổi nàng thì anh quả nhiên đã có cái thần thái của một người đã làm việc gì đến nỗi phải hối hận nhất là câu chuyện tiền khi còn đào quân việt anh coi quân như một con bò vắt sữa được một lần nàng mỉa chàng rõ thật ghét người yêu của thì chẳng đay lại cái của ấy chẳng lôi ra làm việc cũng phí mà thôi đến nay việt anh hốt nhiên ghê tởm sự phú quý của nàng việt anh đã trở nên một nhà đạo đức cổ và nệ Ngần ấy trường hợp lại càng là những chứng cứ đè nặng chịu trên vai anh. Phải chăng anh đã dùng đến trước cửa nhà thi bơi mà cô khán hộ vô tình kia vừa nói cho hàng biết. Đã đành rằng cái ái tình có thể xui người ta làm những việc táng tận vô hạn. Song chàng không thể nào đi chịu rằng một người lại có thể hại bạn mà chiếm đoạt vợ bạn. Dẫu là vì tình. Nàng chẳng chịu rằng mối hận về tơ duyên của nàng lại có thể là một cớ chính đáng khiến đào quân phải chết oan được mặc lòng nàng tuy là vợ nhưng không yêu dấu thiết tha gì đến quân. Sự thực có đến nỗi như hàng phòng đoán chăng? Ôi oái oăm, nếu thực thế, ai sẽ trở nên vợ một kẻ giết người? Hai hàng lệ bỗng đầu ứa lên, lấp lánh cặp mắt hằng Nàng đau đớn vì đã phải trong cảnh bó buộc nghi ngờ người mà nàng yêu quý nhất đời, song còn lý nào cho nàng khỏi nghi ngờ được. Lòng căm giận và lòng thương xót Việt Anh lúc này giao chiến nhau kịch liệt trái tim nàng là bãi xa trường. Nỗi thống khổ của nàng thật chẳng biết lấy gì đem so. Cái đau tinh thần cũng khiến hằng phải tê tái trong lòng như cái đau xác thịt, thưa bà, có ông Việt Anh chờ bên ngoài, cứ cho tôi tiếp. Cô khán hộ trẻ quay ra, một lát sau, Việt Anh dè dặt tiếng giày bước vào. Chàng hãi hùng hỏi, chết, sao trông mình khác hẳn đi thế, vẫn nằm, chỉ ra hiệu cho bạn ngồi. Hằng khẽ nói, ô, cái thời giờ tôi phải đợi mình mới dài làm sao mỗi phút là một thế kỷ, bây giờ tôi thấy rõ nghĩa cái câu văn sáo của các nhà tiểu thuyết. Vậy mà trong bao nhiêu thế kỷ tôi đã phải áy náy về mình. Tôi đương lo cho cuộc sum họp của đôi ta, tôi ước sao điều mình đã muốn giấu tôi mà mình sắp nói với tôi đây không đến nỗi là sự ngăn rào cách bức. Trời ơi, tôi đã khốn khổ lắm rồi, chắc mình cũng thừa đoán nổi cái nỗi băn khoăn của một người bị tử hình chờ đợi tin về lá đơn xin ân giảm, có phải không? Xin coi chừng tôi cũng như người xấu xố ấy cái phút này là cái phút ghê gớm lời cắt nghĩa của mình sẽ đáng sợ cho tôi như lời tuyên án của một vị quan tòa xin đọc bản án đó cho nghe việt anh nghĩ ngợi hồi lâu rồi cầm hai tay hằng kể lể phải lắm nếu tôi không nói thì sau này sự hối hận sẽ vỡ lờ càng to đây này việt anh vốn nghèo song những sự khốn nạn của đời lại đi bắt việt anh say mê một người đàn bà ấy làm vợ do đó việt anh cái thằng vẫn chửi bới sự giàu có xưa nay, bây giờ bị coi là một thằng đồ tồi, một thằng lấy vợ thừa, một thằng hiếp mắt về tiền, một thằng đào mỏ. Mấy tờ báo khác đảng phái hiện giờ được thể chửi bới Hoài Việt Anh. Tiết Hằng có sẵn lòng làm vợ một người như Việt Anh thì phải đồng thời vui lòng nhận những lời chỉ trích đó mà nhận một cách vui vẻ, có thể hy sinh danh dự vì tình, không bao giờ được nghi ngờ cái lòng yêu chân thật của Việt Anh, không bao giờ quan tâm đến dư luận rồi đây anh sẽ là cái bia chịu cho ba mũi tên thù. Rồi còn nhiều sự đặt điều nói xấu và vu oan. Liệu rồi hằng có thể tin mãi mãi được tôi không? Được lắm. Thế sao nữa? Nếu thế ta mới nên lấy nhau. Còn không thì sao? Thì thả mỗi người tìm một con đường khác. Nên đề phòng nhất là cây hối hận. Hằng tươi bưởi, ngồi dậy, tưởng gì? Chỉ có thế mà mình làm tôi lo bao nhiêu đêm. Nói xong, nàng nhìn anh thì thấy chàng vẫn còn như bận về một ý nghĩ theo tâm lý lúc đó chàng phải sướng cực điểm mới hợp lẽ không anh chưa hẳn đã bày tỏ hết nỗi lòng hàng găng một lần nữa chỉ có thế phải chỉ có thế tôi tưởng còn gì nữa chứ tức thì anh phát khùng sao mình lại cứ muốn còn có gì nữa hàng vẫn bình tĩnh vì tôi tin mình thà có điều gì cứ bày tỏ hết cho nhau để sau khỏi phải hối hận không còn gì nữa mình à nói xong anh âu yếm hôn hai bàn tay lúc đó vẫn lạnh ngắt của Hằng gió bên ngoài thổi mạnh nhưng trong phòng tựa hồ như có sự ấm áp thật chợt con sen hấp tấp đưa một lá danh thiếp vào anh hỏi ai thế hằng cao mặt đáp huỳnh đức rồi bảo con sen mày ra thưa với ông rằng độ nửa giờ nữa ông quay xe lại bẩm vâng con sen ra rồi thì hằng và anh lại âu yếm nhìn nhau một lúc lâu chợt hằng hỏi à này minh hôm xảy ra cái tai nạn ấy có người đàn bà nào nữa tại đó không hôm nào tai nạn nào cái hôm quân lâm nạn ấy, ô hay. Sao tự nhiên mình lại còn nhắc đến việc ấy, tại sao thế, hờ, tôi tưởng chẳng nên nhắc đến việc ấy, giữa lúc này, không, không, tôi muốn biết rõ, mình cứ nhớ lại xem, hôm ấy không có người đàn bà nào lạ, thật không có ai, thật, trước khi đi tắm, hình như mình có uống rượu bia với quân, chính thế. Nhưng thôi, sao mình cứ nhắc mãi đến việc ấy, hằng im một lúc rồi lại hỏi, thế mình cứu quân ra làm sao? mình còn nhớ không lạ thật tôi tưởng lúc đó hằng cũng có ở đấy thì phải nhưng tôi quên rồi mình cũng quên mà lại đi bắt tôi nhớ hay sao hẳn chứ cứu hụt một người bạn ai lại chóng quên được việt anh đứng dậy trừng mắt lạ nhỉ sao tự nhiên mình cứ nói đến việc cũ hằng mình nghi ngờ gì tôi phải không sao mình lại bắt tôi nghi ngờ mình dễ thường tôi không cứu nổi quân khỏi chết trách nhiệm ấy ở tôi có phải không mình nói thế trước hằng lỡ lời khiến anh vớ được chàng chua chát mà rằng trước khi tiết hằng muốn nói thế hở thì gật đầu đi xem sao biết mình hớ hằng không đáp chỉ cúi mặt anh đi đi lại lại ra ý phân vua đây nhé tôi muốn yên mà hằng có để tôi yên đâu việc gì tôi lại không muốn yên thế thì sao tự dưng lục đến chuyện ấy hay lại có lá thư nào phải không đưa đây mong xem thư thế nào nào hằng nhấc gối anh vồ lấy thư đọc xong, chàng cười nhạt, lời buộc tội ghê gớm quá, tất mình phải biết người viết thư là ai. Trước khi biết người viết thư, tôi hãy hỏi mình do lẽ gì mình tin thư và nỡ nghi cho tôi đã. Sao thế, hở đồ khốn nạn, ô, đừng to tiếng vội, cái thái độ kỳ lạ của mình, việc dẫy đành đạch lên về tiền tài mà người chết để lại cho tôi, tất cả những việc ấy đã khiến mình ngờ, phải không? Nói đi, nói mong, anh nghiến răng bóp chặt hai tay hằng nàng giảng ra kêu lên bỏ ra trời ơi đau anh vẫn nắm chặt mình có muốn tôi nói tên cái đứa viết thư tôi chỉ mong có thế anh muốn nói nhưng lại ngập ngừng chính là 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 việc anh muốn nói to yvonne chàng chợt nhớ lại nét mặt tức tối của yvonne dưới ánh trăng bữa ấy song vì chưa chắc chắn mà dẫu chắc thì thư đó tỏ lòng yêu chàng chàng cũng chẳng nỡ nói ra anh đành nói dối một đứa giang hồ, nhân tình của mình, phải, có mặt lúc xảy ra tai nạn, không, vô lý. Không có mặt khi nào viết nổi thơ như vậy, thôi, đó là những chuyện nhỏ nhen của đàn bà. Mình không cần biết, tôi chỉ hỏi mình, có phải mình đã vì thế mà sinh ngờ tôi không? Thế thôi, tôi có quyền ngờ, vì lẽ gì, tôi đã nói cả. Anh, một cách đau đớn, xua tay, đủ rồi, Hằng đã nỡ ngờ vực một người mà Hằng yêu quý nhất đời, là tôi ngờ tôi hại chồng hằng để chiếm hằng, ngờ tôi phạm một điều đê hèn, một tội ác, nếu lời buộc tội là vô nghĩa thì mình cười đi, việc gì mà cáu, phải lắm, nhất là Huỳnh Đức đã đỗ xe từ ngoài kia, nếu không có Đức, vị tất mình đã phải ngờ, tôi hiểu lắm, thôi đi ông, đừng đổ vấy, ông ơi, anh ngồi xuống ghế, bình tĩnh nét mặt, thí dụ tôi có trách nhiệm thật về cái chết của quân, liệu mình có còn yêu tôi không? Hằng cao mày hồi lâu rồi mình đừng thí dụ nữa. Nếu thật, thà cứ thú thật, tôi sẽ có ý kiến sau. Tôi muốn chồng tôi phải là người thực thà, tôi không nói thật được, nói thế, cũng như thú tội. Cử chỉ ấy cũng đã đủ tố cáo, anh đập bàn, quát, tố cáo một tên sát nhân, phải không? Hàng, mình không đáp à, thôi, thế là hết, mình đã nỡ ngờ tôi thế là xong, không còn cách gì cứu vớt nổi nữa, mà mình ngờ là phải quả tôi đã có trách nhiệm về cái chết ấy thật tôi chẳng muốn hỏi mình nghĩ sao đến tôi nữa thôi ta xa nhau chúc hằng sung sướng đã có huỳnh đức yêu quý mình thôi tôi chỉ là một đứa khốn nạn thế là việt anh cầm mũ bước ra nhanh hằng chạy theo gọi thất thanh việt anh việt anh nhưng chàng không hề quay cổ lại hằng ngã dài dưới đất các cô khán hộ chạy đến bên nàng vào giường khi hằng mở mắt thì thấy huỳnh đức đã ngồi bên giường giữa lúc trời rét mà cây trán đức cũng thấy lấm tấm mồ hôi chương chín huỳnh đức đứng tựa bao lan vẩn vơ nhìn xuống đường tiết trời nặng nề oi ả à, một cách chưa từng thấy có cây cối đứng im lặng như trong một bức tranh đức kéo một hơi thuốc lá rất dài đặt ý nghĩ vào làn khói thuốc xanh chàng lại nhìn xuống con đường nhựa vắng tanh mà giữa là con đường xe điện hiện ra bằng hai vệt sáng dài bởi ánh đèn hai bên chiếu xuống chợt thấy tiếng lịch kịch một chiếc xe bò chàng chăm chú nhìn thì thấy một người đàn ông cởi trần trùng trục ngồi trên tuổi sáo rất vui vẻ để cho một người đàn bà làm bò thoăn thoát kéo đức bỗng phát lên một câu biết đâu cặp vợ chồng nghèo khổ ấy lại không sung sướng bằng vạn mình chàng liền quay vào phòng giấy vặn quạt và lấy ra một quyển vở nhỏ cầm bút định viết cầm bút lên nghĩ ngợi lại đặt bút xuống để mà thở dài sau chàng đứng lên đi đi lại lại trong phòng cái đầu cúi xuống cái đầu nặng chịu những ý nghĩ. Sau cùng, chàng cầm vở, ra nằm xuống ghế, quyển vở bìa ra, cạnh vàng, chàng muốn nhờ nó mà ghi thêm mọi sự đã xảy ra trong đời chàng bằng vài trang nhật ký nữa. Cho nên chàng phải đọc lại cả những điều đã viết từ xưa. Ngày mùng năm, tháng chạp, 1934. Thế mà nay tôi đã quyết định làm một việc xưa kia chưa hề nghĩ đến. Thật vậy, bây giờ tôi mới hiểu rằng những người viết nhật ký không phải toàn là dở hơi. Tôi, Huỳnh Đức, một người xưa nay ghét nhất những chuyện ngôn tình, mà bây giờ cũng viết nhật ký, vì tình. Tiếc rằng mình không viết ngay từ khi tưởng là được hưởng hạnh phúc. Đáng lẽ ra, phải viết ngay sau tối tân hôn với Tiết Hằng, người tôi yêu quý nhất đời, người làm cho tôi tưởng rằng cuộc đời vẫn là mới mẻ, mặc dù đến lần này tôi lấy vợ đã là lần thứ hai. Hiện giờ tôi không còn nhớ gì đến người vợ trước cả. Tiết Hằng đã xóa hết đoạn đời dĩ vãng nặng nề của tôi đáng lẽ ra tôi phải ghi chép ngay bao nhiêu tính tình bao mối xúc cảm ngay sau tối tân hôn hoặc ngay sau khi hàng bảo tôi rằng có thể kết bạn được với tôi vì việt anh là người nàng không thể lấy được buổi tối hôm ấy tôi thấy tôi sung sướng nhất đời vậy mà đến bây giờ mới bắt đầu chép nhật ký thật vậy khi người ta sung sướng thì người ta không muốn ghi nhớ gì cả người ta chỉ thấy cần ghi chép tính tình khi người ta muốn than vãn khi nào người ta nghi ngờ cái sung sướng của người ta mà thôi Ngày 11, đã 6 hôm nay tôi mới lại dở đến cuốn nhật ký này. Nếu chép cả thì cứ 5 phút lại chép một lần. Đường ăn cũng phải chép nhật ký. Đường ngồi xe hơi cũng phải chép nhật ký. Đường đi thăm mỏ cũng phải chép nhật ký. Đường tắm nữa, cũng phải chép nhật ký. Tôi không thể như người khác được. Và lại tôi sợ nhất những ý nghĩ lo buồn. Hôm nay tôi không buồn nên mới cầm đến bút. Là vì Tiết Hằng đã lành mạnh hẳn. Tiết Hằng, người tôi đã yêu quý nhất đời đã làm tôi đau khổ nhất đời vì một mối tình tưởng là vô hy vọng, mà bây giờ đã là vợ tôi hẳn hoi. Hơn một tháng nay, sau khi lấy hằng, tôi chỉ ra công mà nâng niu chiều trộm nàng, săn sóc thuốc thang cho nàng, mà chưa hề hỏi xin nàng một lời ái ân nào cả. Nay mai tôi sẽ hỏi, vì nàng đã được bình yên, chỉ yêu người ta, được cái quyền yêu người ta, thế đã là hạnh phúc đấy hẳn. Ngày 14, đã mấy hôm nay, tôi phải ngẫm nghĩ mãi về chữ hạnh phúc ở đời xưa kia tôi tưởng rằng say mê ai lấy được người ấy thế là hưởng hạnh phúc trong tuổi thiếu niên các bạn tôi vẫn nói với tôi đại khái anh ơi tôi mà lấy được người ấy thì là tôi nắm được hạnh phúc ở đời hồi bấy giờ lần nào tôi cũng đã gật đầu mà cho là phải nếu hôm nay ai đến nói như vậy thì tôi sẽ gắt lên rằng anh là đồ ngu dại liệu rồi người ta có yêu anh như anh yêu người ta không, mặc dù khi người ta đã là vợ anh. Ngày 15, cả ngày hôm nay, tôi hối hận, vì đã không viết nhật ký ngay từ khi Tiết Hằng là vợ tôi. Từ lúc bắt đầu tôi thấy tôi lấy được nàng, tôi đã sung sướng. Vậy mà, những ý nghĩ vui vẻ đã qua, tôi lại không chép, để cho đến ngày nay, chỉ phải chép những ý nghĩ băn khoăn, có khi lo buồn. Ngày 25, dễ thường Hằng không yêu tôi như tôi vẫn tưởng. Có khi vì không lấy được Việt Anh thì lấy tôi là hơn, lấy tôi để mà thương hại tôi cũng nên. Sự thương hại không phải là ái tình, mà tại sao tôi lại có những ý nghĩ này, là vì tôi đã để công trong năm ngày trời săn sóc nàng, luôn luôn nói, Hằng ơi, tôi yêu quý mình nhất đời, mà không bao giờ thấy nàng nói cho tôi lấy một câu đại khái rằng, tôi yêu cậu. Nàng chỉ đáp lại bằng một nụ cười có vẻ, cho phải phép, mà thôi. Tôi Huỳnh Đức, một người đứng tuổi cũng không ngu hèn gì mà tôi cứ phải nâng niu một người đàn bà đã thuộc quyền sở hữu của mình để mà mong một ngày kia người ta sẽ thốt ra những câu ân ái tha thiết với mình mà cách ngày kia ấy chưa biết bao giờ mới đến đã bao lần tôi muốn hỏi hằng rằng nàng yêu quý tôi như thế nào vậy mà cứ định hỏi thì lại thôi nếu vợ tôi quả thực yêu quý tôi thì rồi cũng có khi tự nhiên phải nói ái tình không phải là sự kêu xin mà có được nếu tôi hỏi vợ tôi phải gượng đáp là có yêu tôi thì còn quy hóa nỗi gì ngày hai mươi tám không Tết hằng là một người đức phụ là một người vợ gương mẫu không có điều gì trái đạo cả thế thì tôi oán giận thế nào được vợ tôi ngày bốn tháng riêng một nghìn chín trăm ba mươi lăm cái thái độ của nàng vẫn thế thôi không thay đổi gì cả nàng chỉ là một người vợ hiền tôi tôi muốn hằng thà là một người vợ có tinh xấu nhưng mà yêu tôi ngày mười tôi có nên cứ coi hằng như một người nhân tình không? Các nhà văn hào đều nói rằng ái tình là một món mỹ thuật. Người nào muốn đắc thắng trong tình trường, ít ra cũng phải có tư cách một nghệ sĩ. Hay là tôi đã vụng giải trong cuộc đi chinh phục lòng yêu của hằng? Dễ thường vì mình sốt sắng, si tình quá, khôn núng quá, nên người ta coi rẻ mình cũng nên. Ở đời này, nhiều khi có lắm việc không còn luận lý học nào cắt nghĩa nổi. Anh chồng kia, tư cách rất đáng bỉ lại được vợ yêu chiều. Chị vợ nọ, chỉ là hại và lừa dối chồng, mà được chồng kính nể cũng nên. Mình cứ tưởng hết cách bày tỏ lòng yêu của mình ra thì một ngày kia, không sớm thì chầy, sẽ được đáp lại, có khi mình lầm. Có lẽ tôi cứ lãnh đạm mà giữ địa vị một người chồng, nghĩa là một người mà vợ có bổn phận phải yêu, thì hàng mới yêu tôi cũng nên. Ngày 20, tôi đã dùng cái chính sách ấy trong 10 hôm mà không ăn thua gì cả săn sóc hay lãnh đạm, Hằng cũng vậy mà thôi, nàng đã lấy tư cách một người vợ đối với chồng thôi thì nàng còn phải phàn nàn gì? Không, tôi chỉ được coi là một người chồng chứ không phải được hưởng lòng yêu của một người nhân tình, nghĩa là của một kẻ trong khi yêu mình vẫn không quên bắt bẻ mình, Hằng chỉ là vợ tôi, hết chuyện. Ngày 22, người ta khi đã yêu một lần, thì lần sau không bao giờ có thể yêu như lần thứ nhất được. Vậy tôi có cần phải ghen với Hằng về đoạn đời trước của Hằng không? Tôi có cần đả động đến Đào Quân và Việt Anh, nhất là Việt Anh không? Tôi phải suy nghĩ lắm mới được. Ngày 29, trời ơi, tôi đã tưởng là sung sướng về ái tình. Tôi đã lầm mà sự nhận ra cái lầm ấy có thể giết chết mất bao nhiêu sức sống trong lòng tôi. Hằng không phải là yêu tôi, chính ra bằng lòng lấy tôi là vì bổn phận, mà tôi cứ phải nghĩ rằng có một người vợ đẹp, con nết, thế chưa đủ làm cho tôi sung sướng, cứ phải khao khát ái tình. Thật vậy, ái tình là một việc, mà hôn sự là một việc khác. Ngày 4 tháng 2, hôm nay, chúng tôi đã cãi nhau. Lần đầu tôi chạm đến lòng tự ái của Hằng và lần đầu, Hằng đã gắt tôi, dẫn tôi đã đả động đến đảo quân và Việt Anh. Điều nên nhớ, có yêu thì mới giận, tôi cũng sung sướng rồi. Ngày năm, dù sao đi nữa, từ khi tôi kết bạn với Tiết Hằng rồi thì cuộc đời tôi cũng thấy đỡ quạnh hiu. Dễ thường tôi không nên còn phàn nàn gì mới phải tôi đã lấy được một người đàn bà mà tôi kính mến và quả thật cũng là đáng kính mến hơn nhất trong tất cả các người đàn bà tôi cũng nên nhũn nhận, đừng hy vọng rằng người đàn bà ấy đem tấm chân ái tỉnh ra trao tặng cho tôi nếu ai hỏi vợ tôi không yêu tôi chăng thì tôi không biết nên đáp thế nào cả bảo là được yêu cũng chẳng phải mà bảo là bị ghét cũng không xuôi tai phải là chồng tiết hằng mới thấy như thế hình như nàng cũng đã cố sức tìm mọi cách cho tôi vui lòng chính ra hằng là đáng phàn nàn hơn tôi vậy mà hình như nàng lại muốn phàn nàn cho tôi nàng đã hết sức giấu kín bao nhiêu nỗi khổ tâm của nàng tôi không thể nào hiểu rằng vì những lẽ gì mà nàng vẫn âm thầm đau khổ như thế đã đủ khốn nạn cho tôi chưa ngày tám có lẽ tôi sắp hiểu rõ sự thực vì các cuộc sống chung với hằng mấy tháng nay đã khiến tôi phải nghĩ lại cái ngày mà hằng bảo muốn lấy tôi tôi ngu dại quá vì mãi đến bây giờ mới nghĩ đến cử chỉ của hàng hồi ấy. Chào ôi, buổi tối hôm ấy, tại bệnh viện ST, Pol, có ai trông thấy hàng run sợ nép vào ngực tôi mà thở hồng hục, mà khóc dưng dứt, thì mới rõ một người đàn bà trong lúc khốn khổ, không tự chủ, tự mình cũng không dám tin mình. Nàng đã hấp tấp nói, anh Đức, anh lấy tôi đi, vội vàng mà ai oán cũng như nàng kêu, ai cứu tôi với, vậy. Lúc đó, tôi choáng váng, tê mê cả người, cảm động hết sức, mặc dù chưa rõ căn nguyên. Tôi đã tìm mọi cách để hỏi han nàng, dỗ dành cho nàng nói để biết sự thực. Thì, Hằng đã nhìn tôi một cách như kêu van mà rằng, xin đừng bắt tôi công khai gì cả, xin đừng hỏi han gì tôi nữa. Anh chỉ nên mau mau cứu vớt tôi mà thôi, phải, anh mau cứu vớt tôi. Cho khỏi những tai họa tài đình gì, lúc ấy nào tôi có hiểu, và ngay bây giờ nữa, nào tôi đã hiểu. Tôi chỉ nhớ rằng buổi tối hôm ấy, Hằng đã có cái thần thái hãi hùng kinh sợ của một con chim gáy vừa tránh khỏi đạn mà bay vào nấp được trong một bụi tre rậm rạp, là tôi. Thật vậy, nàng đã có cái tâm thần bằng hoàng của một người vừa thoát chết, nhưng mà vẫn phải sợ hãi vì vẫn còn có thể bị chết được nếu không giơ tay cầu cứu về phía tôi. Chính là Hằng đã muốn cho việc Bách Niên phải thành ngay lập tức. Người ngoài nếu có biết tất cũng thấy rằng nàng vội vàng lấy tôi để tránh khỏi một sự nguy hiểm gì lấy ngay tôi cho xong chuyện đi, cho không thể nào gỡ lại, cứu chữa lại được nữa, hình như chính nàng, nàng cũng sợ là không lấy nhau ngay thì rồi nàng lại đổi ý, lại sai lời chăng. Anh mau cứu tôi, những lời nói run sợ một cách đáng lạ lùng kia, ngay bây giờ, ngồi viết những dòng này, tôi thấy như bên tai vẫn còn văng vẳng. Ngày 9, hôm nay, trong một cuộc hội họp, tình cờ chung quanh tôi, người ta đã nói đến Việt Anh. Máu tôi lúc ấy sôi lên, làm cho tôi chỉ muốn uống rõ nhiều rượu mà không thể nào ăn được những mỹ vị khác nữa. Tôi còn sống ngày nào thì tôi còn phải căm hơn Việt Anh ngày ấy, vì chính hắn đã làm khổ tiết hằng. Thàn ôi, tôi yêu quý hằng đến nỗi rằng giá hằng lấy hắn mà hưởng hạnh phúc ở đời thì tôi cũng xin vâng, tôi cũng sẵn lòng hy sinh. Tôi, tôi muốn quên tôi đi mà sống bằng cái hạnh phúc của người mà tôi yêu quý. Tại sao hai người đã đính hôn với nhau rồi mà việc đến nỗi ngang chờ? Việt Anh hối hôn hay là Tiết Hằng đã hối hôn, mà sao Việt Anh lại bỏ nàng mà ra đi biệt tâm hơi như thế? Tôi không biết một tí nào cả, tôi muốn biết lắm mà không sao được, Hằng chẳng bao giờ buồn kể lề gì với tôi. Ngày 10, nhưng tôi cần phải ghi rằng dù không biết về những đoạn đời trước của Hằng thì tôi cũng tin rằng không bao giờ Hằng đã là người yêu của Việt Anh, trước cũng như sự khi đào quân rủi ro thiệt mạng, về điều đó nàng đã thể với tôi, mà tôi cũng đã tin, phải, tôi tôi cũng đã tin việt anh là người bạn của quân sau khi quân chết đã hỏi nàng thấy người cũng khá nàng đã nhận lời ấy đầu đuôi hình như chỉ có thế sau khi dò la thăm hỏi những người biết việt anh thì tôi rõ rằng khi định kết bạn với hằng việt anh vẫn không thôi gian díu với một vài ả giang hồ tôi đoán rằng việc ấy khiến hằng lấy làm bất bình nên nàng mới trái ước cùng anh có lẽ nàng đã yêu quý việt anh cũng nên xong vì phải gìn giữ vì phải tự trọng Hằng đã bỏ Việt Anh và Thuận lấy tôi. Cái câu, anh mau cứu vớt lấy tôi, chắc cũng không có nghĩa gì khác. Ngày 11, mai, tôi phải đi hòn gai đến năm hôm mới về được. Mà vợ tôi, ngay hôm nay, cũng đã về cùng nhạc phụ tôi. Ngày 17, hôm nay tôi đã về quê đón vợ tôi ra. Nhạc phụ tôi xem ý vui vẻ lắm, tất nhiên Hằng đã khéo léo giữ gìn lắm. Vì nhạc phụ tôi sung sướng bao nhiêu thì chắc vợ tôi âm thầm đau khổ bấy nhiêu. Tôi cũng vậy, ngày 18, tự nhiên, hôm nay tôi nói với Hằng, mình ơi, tôi là một người bạn của mình, để giữ chọn một cái nghĩa cả đối với mình, một người cùng mình đi trong đời và cái địa vị tôi trời ơi. Tôi đã hiểu rõ chỉ là làm thế nào cho Hằng thấy rằng cuộc đời là dễ chịu, là có thể sống được, là cũng không hoàn toàn đáng buồn, là, nói tóm lại, thì tôi không làm cho Hằng phải bực mình, có phải thế không? Hằng đáp rằng, xin cảm tạ anh tôi hỏi cảm tạ vì lẽ gì thì hằng lại nói cảm tạ vì anh đã cứu sống được tôi bây giờ ta cũng nên nhắc lại chuyện cũ tôi tiết hằng khốn nạn này đương sắp chết đương bị đám đuối thì nhờ có anh giơ tay ra cứu và anh đã cứu khỏi chết một người đàn bà anh đức ơi suýt nữa thì tôi chết chết này tôi sống tôi như người vừa khỏi một bệnh nặng bây giờ tôi gần khỏi hẳn vì nhờ có anh là một ông thầy thuốc giỏi nói rồi nàng cúi đầu cảm động một lúc khá lâu sau chúng tôi lại hỏi nhau và đáp nhau nghĩa là giữ miếng nhau thế này tôi cam đoan là thầy thuốc sẽ đem hết lương tâm và tài nghệ ra chạy chữa cho mình nhưng mà mình nên biết giúp đỡ thầy thuốc trong cái cuộc khó khăn ấy mình phải kể lể hết cho thầy thuốc nghe nếu thầy thuốc không hiểu rõ được căn bệnh không hằng đã khỏi hẳn rồi bây giờ hằng đã như người ăn lại bữa nếu hằng khỏi rồi thì vì lẽ gì lại cứ phải giấu giếm tôi mình ơi Nói rõ cho tôi nghe đi, bảo cho tôi rõ là ai đã gây ra cuộc tơ duyên lỡ dở giữa mình và Việt Anh. Tôi không muốn nói, mà nếu có muốn, cũng không thể nói được. Và lại mình cứ nhắc lại chuyện cũ làm gì? Thôi đừng hỏi nữa, để cho tôi quên đi, quên mọi sự đi, để hoàn toàn yêu mình. Tôi tưởng những lời lẽ ấy cũng làm tôi sung sướng được trong một phút. Ngày 24 hôm nay tôi nhận được thư của Việt Anh, mà Việt Anh muốn vợ chồng tôi tiếp anh ta trong 5 phút tôi nên đáp thế nào có lẽ tiếp hắn là phải trước mặt hắn vợ tôi có những cử chỉ bình tĩnh hoặc rối loạn thế nào là tôi đủ khám phá nổi những ý nghĩ bí mật kia tôi cứ việc trả lời việt anh mà không báo cho hằng biết mới được nếu cho vợ tôi biết chắc vợ tôi chẳng bằng lòng nào đọc lại cuốn nhật ký mới viết có đến đấy huỳnh đức lại ngồi lên mặt bần thần và li bì như ngái ngủ chàng thở dài rồi rón rén sang bên buồng hằng Bóng điện xanh lồng trong tua xanh chiếu ra làn ánh sáng mát mẻ dễ chịu. Thấy vợ như đã yên nghỉ, Đức gión rén đến bên giường, để tay vào chán hằng thì vừa lúc nàng chợt thức giấc, dụi mắt và ngơ ngác nhìn quanh, mình chưa ngủ kia hả? Có, tôi đã ngủ được một lúc. Chợt thức dậy nên sang đây xem em có cần dùng gì, không, tôi ngủ đây. Mình cũng ngủ đi, mình có nóng không, không, tôi vặn quạt nhẹ nhẹ để mình nghỉ nhé, thôi. Tôi mệt lắm, mình đừng hỏi nữa, rồi hàng cửa mình, quay mặt vào tường. Đức đứng lại nhìn nàng một lúc rồi quay ra, khẽ khép cửa phòng lại. Chàng cầm cuốn nhật ký ra ngồi bàn giấy, lấy bút viết, ngày 25. Thôi, thế là xong. Sau một ngày nghĩ ngợi, tôi đã đáp thư cho Việt Anh, hẹn hắn mai cứ đến. Tôi đã kết bạn với tiết Hằng được mấy tháng trời rồi. Trong mấy tháng, cuộc đời sống chung kề cũng là bình tĩnh vì chưa có một cuộc phong ba nào đến làm gợn mặt bể tình dù là cái tình vợ chồng của chúng tôi vậy mà tôi đã táo tợn nhận lời cùng việt anh ngày mai tôi sẽ khỏi bị cái khổ là không hiểu biết gì cả tôi sẽ biết và tôi lo sau khi biết sẽ phải đau khổ từ mai trở đi huỳnh đức là người khôn ngoan hay là kẻ ngu dại thì huỳnh đức sẽ rõ nếu biết mà đau khổ thà biết còn hơn như thế này chỉ còn một ngày nữa tôi cố kiên tâm. Chương 10, mặt trời buổi sáng đã bắt đầu dòm dòi vào phòng ăn. Trên trần nhà có in bóng mấy cây hoa hồng ở bên ngoài cửa sổ. Lớp bóng đen của những hoa, lá, và cành lộn xộn không chật tự nào nữa, lại nhấp ngoáng rung động, thì quả nhiên đẹp hơn những hoa với lá đã vẽ sẵn trên trần nhà. Huỳnh Đức đứng thắt ca vát trước gương và cất tiếng gọi, Nguyên. Sau tiếng dạ dài, con đòi chạy lên thì Đức bảo, lên mời bà xuống điểm tâm đức ngồi vào bàn chờ độ vài phút thì vợ chàng đã xuống với cái áo màu hồ thủy mặc cầu thả không cài khuy với món tóc vấn tạm để rối loạn trên đầu hằng lại đẹp hơn những lúc trang điểm cho thật óng chuốt đức hỏi đêm qua mình ngủ ngon giấc vâng chốc nữa mình có cần bảo nó đánh xe lên hồ tây không thôi có gì lạ không hằng bật cười mà rằng mình gàn lắm lại còn có gì nữa đức cau mày mà rằng phải tôi chả gàn thì còn ai gàn tôi gàn vì tôi săn sóc đến vợ tôi quá chỉ vì thế mắc tiếng gàn hằng cười hỏi trêu chứ không ư đức để cốc sữa lên miệng uống một hớp rồi tiếp còn mình thì không bao giờ mình gàn một tí nào cả thật thế vì lẽ gì vì bao giờ mình lại thèm săn sóc đến chồng mà hỏi chồng rằng có gì lạ không hằng tùm tỉm cười dịu dàng hỏi thế mình có gì lạ không tôi thì còn có cái gì lạ được nữa thế thì còn cần gì tôi phải hỏi mình Hằng nói xong cũng nâng cốc sữa. Lúc đó, Đức cúi mặt nhìn xuống cốc, nói giản từng tiếng, nói chưa thế mà cũng có một sự lạ. Hằng không hỏi, chỉ dương cặp mắt ngạc nhiên nhìn chồng. Xong Đức cũng đăm đăm nhìn vợ, không chịu nói ngay, khiến cho sự im lặng trong một lúc hóa ra nặng nề khó chịu. Sau cùng, Đức nói tiếp, và trong khi nói vẫn không quên nhìn chồng chọc vào mặt vợ, Việt Anh có gửi cho tôi một bức thư yêu cầu vợ chồng chúng ta tiếp hắn một buổi mợ có muốn đọc lá thư ấy không thôi mình đã đọc rồi thì tôi chả cần gì phải đọc nữa mợ nghĩ thế nào cậu nghĩ thế nào nhận lời Hàng tái mặt cúi đầu xuống chân tay nàng run lẩy bẩy những hơi thở rối loạn làm cho cái ngực của nàng rung động phập phồng như ngực một người chạy thi lúc đã tới đích cái thìa bạc tự nhiên ở tay nàng rơi xuống thềm gạch là một tiếng canh nàng thất thanh hỏi như người sợ hãi gì, thì thào rằng, mình đã nhận lời đấy à. Đức căm tức nhìn cái thái độ đáng căm tức của vợ. Mãi mới đáp, tôi chưa trả lời, vì còn muốn hỏi ý kiến hằng, thế thì từ chối đi. Hoặc là mặc kệ, không trả lời gì cả, vì lẽ gì, vì lẽ gì. Mình lại phải hỏi à, Việt Anh xưa kia là bạn thân của Đào Quân, dù sao nữa, người ta cũng là chỗ quen thuộc cũ với mình. Và lại, người ta cũng đã quen thuộc tôi người ta muốn đến chơi, việc gì tôi lại không tiếp, nhưng mà người ta đã hỏi tôi. Rồi chúng tôi lại không lấy nhau, tôi không muốn giáp mặt người ấy. Đức thản nhiên căn vặn, việc gì mà sợ, nếu mình xưa kia không có tình gì với, đến đây thì hàng không còn chịu nổi nữa. Nàng gắt, nhưng mà tôi không muốn thì sao? Xong le chồng nàng vẫn còn dịu giọng sao lại không muốn? Hàng ơi, cái thái độ khó hiểu của mình, sự im lặng của mình làm cho người chồng đáng yêu nhất đời. Hiền lành nhất đời, cũng phải nổi ghen. Bây giờ mới đến lúc tôi nói rõ ra với vợ tôi là tôi không thể nào chịu nổi nữa. Tôi đã đến lúc bực tức đến cực điểm rồi. Tôi cần phải biết hết mọi sự. Việt Anh với mình đã có những điều gì mà mình cứ giấu mãi tôi. Hở hằng, chả có gì cả, nhiều lắm. Mình giấu tôi nhiều điều lắm. Mà tôi, tôi lại muốn biết rõ. Và tôi tưởng tôi cũng có quyền biết rõ. Tôi, hiện nay là chồng mình. Hàng, Việt Anh đã là tình quân của mình có phải thế không? Tôi tưởng đã nhiều lần tôi nói với mình rằng không thì phải, bây giờ thì không thể tin được mình nữa rồi. Hằng chỉ bình tĩnh mà rằng, cảm ơn. Đức đứng phát lên, đẩy hát ghế ra sau lưng, to tiếng, à, thế thì dễ thường tôi phải xin lỗi mình đấy nhỉ. Nhưng đến lúc nãy, Hằng mà là tôi thì Hằng sẽ trông thấy Hằng có những thái độ kỳ lạ. Khi chợt nghe thấy tôi nói đến tên Việt Anh thôi, mặt mày mình cũng đủ biến sắc, chân tay mình cũng đã run lên lập cập. Vậy mà mình tưởng tôi mù à? Mình đã là người yêu của Việt Anh, im đi, mình im ngay đi, mình đã là người yêu của Việt Anh, rồi thì mình vì một tai họa gì, đã không lấy được Việt Anh, cho nên mình đến nay cũng vẫn đau khổ, cho nên mình mới sợ phải gặp mặt người ấy, ô hay. Mình có im đi không, được lắm, mình không chịu thú thật gì cả thì để tôi, chính tôi, tôi sẽ hỏi thẳng Việt Anh. Hằng cũng đứng lên, là một hồi, tôi cấm mình đây. Tôi cấm mình giáp mặt Việt Anh đấy, coi chừng đấy, được hả? À? Cuộc xung họp của chúng ta rất là mỏng mảnh, mình chỉ vô lý một tí, nhỡ tay một cái, là có thể chúng ta đoạn tuyệt nhau, mình nên coi chừng. Khi tôi nói rằng mình không nên tiếp người ấy chính là vì tôi lo sợ cho cuộc tình duyên của chúng ta. Người ấy là một người tai hại, mình nghe ra chưa? Tai hại cho hết thầy mọi người, có thể làm dợp mất hạnh phúc của mọi người. Đây mình xem, bởi với người ấy tôi chỉ ghê sợ, phải, ghê sợ. Đức quắc mắt lên, nghẹn ngào mà rằng, tôi tưởng đó chỉ là lòng căm hơn. Mà lòng căm hờn thì vẫn còn là lòng yêu, nếu tôi yêu Việt Anh thì tôi lại lấy Huỳnh Đức à. Tôi lại phó cho mình cả cuộc đời tôi à, cả cuộc đời. Mình muốn nói gì, hàng, mình muốn nói gì, cả cuộc đời mà tôi không hề biết mình có những ý nghĩ gì, mình đau khổ vì lẽ gì à. Hàng, hay là tôi phải nói dối để cho mình sung sướng phải thật thà. Bao giờ cũng phải thật thà, vào trường hợp nào cũng phải thật thà, dù sự gì đã xảy ra nữa, cũng phải thật thà. Chỉ có sự thật thà là đáng quý, tôi biết bịa đặt gì bây giờ để cho mình yên tâm, hằng cứ việc nói thật. Không thì Việt Anh cũng nói, tôi sẽ hỏi hắn và chắc hắn sẽ nói, tôi cấm mình nhận lời tiếp hắn đấy, tôi đã nhận lời rồi, mình đã nhận lời rồi à? Để hỏi Việt Anh về tôi đấy à, mà Việt Anh sắp đến ngay bây giờ đây này trời ơi. Không ngờ chưa, tôi tưởng tôi không nói thì mình khỏi phải đau khổ, vì nói ra, rồi mình sẽ hối hận là đã bắt tôi nói rõ. Nếu mình muốn Việt Anh nói rõ thì thà để vợ mình nói còn kín chuyện hơn. Mình hứa là sẽ không hối hận đi, tôi sẽ nói lập tức, tôi không hối gì cả. Hằng ngồi xuống ghế, Hằng học tiếp, phải, tôi, tôi đã là người yêu của Việt Anh. Đức thở dài một cái ra vẻ hà lòng hà dạ lắm, biết mà hàng phát điên lên nói rất nhanh và to tiếng chính thế tôi đã là người yêu của việt anh từ trước khi đào quân chết nữa tôi đã lừa chồng tôi mãi 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 một cách khôn ngoan một cách đáng bỉ từ khi còn đi học với nhau chúng tôi đã đem lòng yêu quý nhau vậy mà tôi không lấy nổi việt anh vì bố mẹ tôi giàu đào quân cũng giàu mà việt anh thì lại nghèo thế nghĩa là khi gần là con gái ngây thơ và sau khi đã lấy chồng tôi cũng là tình nhân của Việt Anh mãi mãi. Tôi đã lừa dối đào quân mãi, mình hiểu rõ chưa? Bây giờ thì mình đã trông thấy rõ cái hình thù của Tiết Hằng là một con đàn bà ghê tởm mà mình yêu quý nhất đời, hay là chưa? Mình muốn biết đến đây thôi hay là mình còn muốn biết thêm nữa, muốn biết rõ hơn nữa? Bị thương nặng, Huỳnh Đức ngã ngồi xuống ghế, chân và tay của chàng đều run bần bật lên, hai tay chàng bưng lấy thái dương như choáng váng vì say nắng vậy nhưng mà Hằng cũng không tha, nói luôn thêm một thôi một hồi, phải, Việt Anh là tình quân của tôi. Chúng tôi yêu nhau, quân quyết nhau, tưởng không lấy nhau thì không sống được. Vậy mà rồi tôi bỏ chàng, không phải, chính ra tôi nhầm, vì ấy là Việt Anh bỏ tôi. Bỏ tôi vì một người đàn bà khác, nghĩa là quả tim tôi vẫn còn dấu vết nỗi đau xưa. Thế mà chồng tôi muốn bắt tôi phải họp mặt với kẻ đã phụ tình tôi. Thế mà chồng tôi tưởng hễ tôi trông thấy bạc tình lang thì tôi mới được sung sướng trong lòng. Nhưng mà bây giờ thì chồng tôi đã biết rồi, chắc là đã đủ sung sướng rồi. Từ bây giờ chắc là hết những tấn kịch ghen tuông nhau, căn vặn nhau, tra khảo nhau. Từ bây giờ trở đi, chắc là tôi được nằm yên một mình mà khóc. Nói đến đó, nước mắt ứ ra giàn rùa, Hằng chỉ kịp lôi vạt áo lên lau mặt, đứng nức nở một lúc rồi choáng váng đi ra ngoài phòng, lên gác tiếng dép nặng nề vỗ bình bịch vào những bậc thang. Còn Đức thì vẫn ngồi, ngồi ngây người ra như tượng gỗ vậy. 5 phút, 10 phút, Huỳnh Đức vẫn cứ ngồi ngây ra như thế thì chợt từ bên ngoài giàn lý. Một hồi còi điện kêu ran lên, người làm vườn ló đầu vào, thưa ông, có một ông vào, mời vào. Đức nói xong vội đứng lên, ra soi gương, sửa sang lại nét mặt. Một hồi gót giày nghiến trên đường cuội lạo xảo, thì rồi. Việt Anh nhưng mà đó là Việt Anh khác chứ không còn là Việt Anh ngày trước nữa. Má chàng hõm lại, da chàng tái đi, trông già hẳn đi như đã sống thêm 10 năm nữa vậy. Hai người đứng nhìn nhau một lúc lâu rồi Việt Anh cất tiếng, kính chào ông. Đức trỏ ghế mà rằng, anh ngồi chơi, chúng ta đã quen thuộc nhau, việc gì còn khách sáo thế? Rồi chàng nhìn vào phía trong nhà, phán rằng, bồi đâu, dọn bàn đi mày. Chờ khi người bồi mang khay cốc tách ra ngoài phòng rồi, Việt Anh mới nói với Huỳnh Đức, cảm ơn anh đã sẵn lòng tiếp tôi. Cảm ơn cả chị ấy nữa. Tôi mong chị ấy cũng sẵn lòng tiếp tôi như anh. Đức ngồi ngay ngắn lên mà rằng, nhà tôi không bằng lòng gặp anh. Việt Anh sừng sốt hỏi, vậy mà trong cái thư của anh gửi cho tôi. Thì Đức cắt lời, về sau, nó lại đổi ý. Nghe đến đó, Việt Anh buồn rầu, nhìn vào gầm bàn, Đức thêm, và tôi mong rằng từ nay trở đi, anh đừng nên tìm cách gặp mặt tiết hằng anh lại nên tránh sự gặp mặt cả tôi nữa tức thì việt anh đứng lên chỉ vào mặt đức mà rằng tôi tôi rất vui lòng gìn giữ cho tiết hằng khỏi bực mình mà thôi còn ngoài ra lời yêu cầu của anh nghe không thể lọt tai được tôi xin phép anh mà nói rằng lời lẽ trong thư của anh với cái thái độ bây giờ của anh làm cho tôi rất ngạc nhiên tôi muốn đi đâu thì đi đến đâu thì đến mà nếu anh không có thư trả lời tất nhiên tôi đã không đến Tôi dịu dàng yêu cầu anh sao anh lại sừng sộ thế? Thế còn anh? Thế cái giọng ôn tồn một cách giả dối, dịu dàng mà rất hách dịch của anh vừa rồi. Một người đắc thắng một cuộc đời, một người gặp đủ mọi sự may mắn, là anh, mà như anh thì là một người kém lịch sự. Anh cho phép tôi nói thế, vì tôi tưởng rằng hình như bây giờ anh hưởng hạnh phúc thế này là do việc anh, là tôi, mà nên. Đáng lẽ ra, anh phải tiếp đãi tôi như một ân nhân mới phải tôi cấm anh nói nhảm, thôi đi. anh là một đứa vô ơn, anh là chồng tiết hằng rồi mà chưa là đủ hay sao? ái tình làm cho anh đến nỗi xấu thói đến thế hả? nếu tôi vào địa vị anh thì trời ơi, tôi tưởng rằng anh sẽ sung sướng cực điểm, say sưa cực điểm, kiêu ngạo cực điểm, tử tế cực điểm. ấy thế mà chính anh, anh đã cướp mất tiết hằng của tôi. thật là một sự khốn nạn cho tôi. anh nên đi đi vì anh hiện là một người điên đáng thương hại. Việt anh rền dĩ, anh nhầm lắm, anh còn phải ghen với tôi hay sao? Anh thử nhìn anh trong gương xem, anh thử nhìn tôi xem, anh giàu có, sung sướng, là chồng tiết hằng. Hằng đã về tay anh, còn tôi, tôi, bò lê trên mặt đất, cô độc khổ sở ốm yếu, không lấy gì được nữa. Tôi không ao ước được gì nữa, không biết hy vọng gì nữa. Tôi muốn chết mà không chết được ấy là tôi đã cực kỳ chán đời tôi muốn kiếm ngày hai bữa cho no bụng cũng không xong anh đức tôi đã như thế mà anh nỡ đuổi tôi như xua một con chó à anh đức anh nỡ cấm tôi không cho tôi gặp một lần cuối cùng nữa à tôi không muốn anh gặp hằng nhưng mà tôi rất sẵn lòng làm những việc khác cho anh giúp đỡ anh việt anh xua tay mà rằng không không phải thế dù tôi chết đói tôi cũng không đến đây xin tiền nhưng mà anh yêu cầu một điều không ai thuận được anh mơ mộng quá tôi không thích khôi hài anh sợ à anh đức anh còn sợ gì nhưng mà tôi không muốn làm một thằng ngu đức đáp xong đứng lên khoanh tay sau lưng đi đi lại lại việt anh bằng một giọng đầy những căm hờn dọa rằng anh không thể cấm tôi gặp mặt hàng đâu sao lại không anh không cấm được tôi nói với hàng vài lời đâu anh cứ thử đi xem nào thật đấy vì anh nên nhớ rằng tối thứ bảy nào cũng vậy tại dạp chiếu bóng nọ đều có mặt vợ chồng anh anh nên biết rằng tuần lễ nào tôi cũng đến đó ngồi ở hàng ghế cuối cùng chờ những lúc đèn sáng mà nhìn lên ngắm cái hạnh phúc của anh của vợ chồng anh cái hạnh phúc tôi có thể đập vỡ tan ra được nếu tôi muốn đường đi đi lại lại như hóa điên mà nghe đến đó đức cũng phải tức giận đến cực điểm cũng phải đứng dừng lại chàng đỏ mặt lên như đã rót đến mấy chai rượu mạnh vào đáy lòng chàng xăm xăm định lên gác gọi ngay hàng xuống nhưng vừa đẩy cửa thì đã thấy hàng đứng đờ người ở bên trong. Đức hỏi dịu dàng một cách đáng sợ, mình nghe chắc đã đủ đấy chứ. Hàng so vai mà rằng, tôi tưởng không phải chính tôi mời, người ấy đến đây, thế thì mình còn chờ gì mà không ra tiếp người nhân tình cũ. Việt Anh sừng sốt hỏi, anh Đức, anh nói gì càn rỡ thế? Đức gắt, thôi anh không phải đóng kịch, chính vợ tôi đã thú tội với tôi rồi, thú tội là tình nhân của tôi ấy à, chứ gì? hai người đã nhân tình với nhau đã chỉ non thề bể với nhau nói thế cho gãy nghĩa chữ nhân tình việt anh nhìn trừng trừng tiết hằng rồi quay lại với đức ồ hay sao chị ấy lại nói thế cần gì chị ấy phải bịa đặt ra như thế lạ thật chị đức sao bỗng dưng chị lại vu oan cho chị như thế tiết hằng là nhân tình của việt anh à đây ba mặt một nhời thì chị hãy thử nhìn thẳng vào mắt tôi mà nhắc lại thế để tôi xem để tôi xem Tiết Hằng có can đảm nhận liều đã là nhân tình của Việt Anh không nào. Đến đây thì Hằng cúi gằm mặt xuống, anh phân bua ngay, ấy đấy, rõ có phải chị ấy đã theo dệt ra để buộc tội tôi và tự buộc tội mình một cách vô nghĩa không? Đức ngạc nhiên mà rằng, thế này là nghĩa lý gì? Trong hai người, người nào đã nói dối, tôi không tin được ai cả đâu. Nhưng mà hiện giờ thì tôi có cả hai người trước mặt tôi, tất là tôi phải biết rõ sự thực, nhưng mà anh Đức muốn biết gì? Tôi muốn biết tại sao anh lại không lấy Tiết Hằng? Tại sao sắp lấy nhau mà anh lại bỏ đi? Đó, điều tôi muốn biết, mà tôi mong ở lòng lương thiện của anh, mong anh thật thà mà nói ngay cho tôi nghe, ô hay. Thế vợ anh chưa nói gì với anh hay sao? Đức so vai một cách nhọc mệt, nó lại có nói gì với tôi bao giờ? Hằng vội cãi rằng, chỉ có việc anh biết, mà lại không nói thì tôi có quyền tố cáo anh ấy hay sao? Và lại, tôi cũng chưa biết đích xác thế nào đáng lẽ thú thật thì anh đã bỏ tôi ra đi như người đi trốn anh đã hổ thẹn với lương tâm mà tôi tôi cũng xấu hổ thay cho anh nên chỉ đáng lẽ nói thật với chồng tôi tôi cũng đã câm miệng hến thành thử vì muốn bảo toàn danh dự cho anh tôi đã vô tình trở nên kẻ tòng phạm với anh bây giờ thì chúng ta không ai thua kém ai nữa cái hèn nhát của tôi đã bắt tôi cùng hàng với anh rồi anh cứ việc thù tôi đi và đồng thời cáo cả tôi đi Đức hỏi thế là nghĩa lý gì hở hằng anh đỡ lời không cứ để yên chị ấy chị ấy không hiểu gì cả nên chị ấy nói nhảm Ô hay thế thì việc gì mà bí mật đến thế anh nóng biết thế kia Coi chừng đấy anh Đức khi biết sự thực rồi thì anh sẽ như mắc một bệnh lây đó là một bệnh tinh thần anh thử nhìn mặt tôi xem thử nhìn mặt chị ấy xem liều thuốc độc cho tinh thần đã hại chúng tôi đến như thế rồi nó sẽ hại đến anh lúc nãy tôi bảo nhờ tôi anh mới lấy được hằng thì anh đã so vai lên rồi anh sẽ chịu điều đó là thật xưa kia hằng đã tưởng tôi gây ra cái chết của đảo quân hằng đã tưởng việt anh là một kẻ có tâm địa hại người nào phải đâu vì tôi mà quân chết đuối có phải thế không anh đức anh có tin được việt anh là kẻ giết người không không chứ ấy thế mà tôi cũng đã làm một việc ghê tởm cũng gần như việc manh tâm hại người tôi tôn đã để cho đào quân phải thiệt mạng. Đức Dương tròn cặp mắt hỏi, thế anh đã? Hằng cũng thở hồng hộc mà hỏi, thế anh đã làm gì? Đến đây, Việt Anh đứng sát vào cái bàn phân địa thế bằng hai tay đặt lên bàn để cắt nghĩa rõ cái lúc đào quân chết đuối. Tôi đương dạo chơi trên bờ, thình lình bể nổi sóng lớn, giữa lúc quân và Yvonne đương bơi thì. Thế là tôi đã nhảy xuống vớt được Yvonne lên, rồi tôi lại nhảy xuống để cứu đào quân. Tôi đã ôm được ngực anh ấy, một làn sóng qua, tôi lại phải bơi theo dìu anh ấy một lần nữa, thì, lại một lớp sóng nữa. Tôi đã chìm lìm, rồi tôi lại ngoi lên. Tôi trông trước nhìn sau chẳng thấy quân đâu cả mà tôi chỉ trông thấy ai, anh có biết không? Tôi, lúc ấy, tôi chỉ trông thấy Tiết Hằng. Tiết Hằng, phải, Tiết Hằng đứng ở trên bờ nghĩa là Tiết Hằng quá chồng và tự do. Tiết Hằng, sự cam dỗ, lòng ham muốn, sự mê muội ngần ấy điều nghĩ của tôi bảo tôi là có thể lấy Hằng làm vợ thì tôi khỏi phải đau khổ khỏi phải cô độc ở đời thế là đáng lẽ bơi đến diều quân thì tôi thôi tôi giơ tay vẫy cầu cứu chính ra lúc ấy tôi còn đủ sức cố cứu quân khỏi chết nếu không có sự cám dỗ kia nếu tôi không trông thấy tiết hằng đứng một mình trên bờ tôi tôi đã không để bạn tôi thiệt mạng hằng nức nở lên mà rằng trời ơi khổ chưa sao từ trước anh không nói ngay ra việt anh so vai buồn rầu đáp về sau Tôi mới hiểu rằng thế là xong, tôi không còn hy vọng gì nữa. Tôi không thể lấy được người đàn bà mà tôi yêu quý, nghĩa là vợ hóa của quân. Tôi, tôi không thể lợi dụng được cái chết của quân, cái chết mà tôi cũng có chịu một phần trách nhiệm. Anh Đức ơi, tưởng anh cũng tin được rằng dù sao đi nữa thì tôi cũng là một người, có một lương tâm, mà đã có lương tâm thì phải tự sư. Thế là hết, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu điều mơ mộng, hết sạch đức bỗng ngậm ngùi đỡ lời chính ra thì có phải vì anh mà quân chết đâu việt anh hấp tấp đáp phải việc của tôi trước mắt anh không ghê tởm như một việc giết người đã đành nhưng đối riêng với tôi thì khác hẳn tôi không thể cầm đến bút mà hô hào nhân đạo với công lý gì nữa vậy mà tôi vẫn làm cái nghề kêu đòi công lý với nhân đạo thật vậy khi người ta đã làm một việc như tôi làm rồi thì người ta không có quyền nói đến nhân đạo nữa có phải thế không hằng lau nước mắt hỏi thế bấy lâu nay anh sống bằng cách gì việt anh lắc đầu rồi ngồi phịch xuống ghế mà đáp tôi có sống nữa đâu tôi có sống cái đời của tôi như xưa đâu tôi bây giờ sống vì quân bài lá bạc hôm nào vận đỏ thì có tiền uống rượu và hút thuốc phiện mà hôm nào thua thì nhịn Và lại tôi cũng không thấy đói bao giờ có tiền thì một ngày bốn năm bữa tiệc cũng được mà hết tiền thì hai ba ngày nhịn ăn cũng chả sao trời ơi những điều anh kể ra nghe thảm hại quá, tôi không ngờ một người như anh mà nay đến nỗi hết nghị lực, nghị lực để làm gì, để kiến thiết lại cuộc đời. Anh rền dĩ, kiến thiết lại cuộc đời, cuộc đời không cùng với hàng ư. Anh Đức, anh tha cho cái lỗi tôi nói thế trước mặt anh, tôi đã đau khổ quá. Phải, không có hằng thì sống nữa mà làm gì, thôi, tôi không hy vọng gì nữa, hiện giờ thì tôi vẫn sống để thỉnh thoảng tự hỏi, sống làm gì. Việt anh nói xong, sang sạc cười ra nước mắt. Hằng cũng ngồi bưng mặt khóc nức nở, không còn nhớ đến chồng là ai. Sau Việt anh đứng lên, thôi, không việc gì phải sót tôi. Tôi chẳng đáng thương tí nào, có phải thế không, anh Đức? Anh im lặng đấy à? Phải lắm. Anh muốn biết thì bây giờ anh được biết. Những ý nghĩ u ám làm khổ chúng tôi mãi, bây giờ đã bắt đầu làm khổ anh. Tôi đã để chết một người để anh sung sướng. Hằng kêu van cùng chồng mình ơi xin mình cố cứu vớt lấy việt anh thì việt anh cầm mũ đứng lên rất chán trường muộn mất rồi còn gì còn ai cứu sống nổi một cái xác chết nữa tôi bây giờ cũng như mảnh ván mục của một chiếc thuyền bị bão đập tan nát vậy mảnh ván ấy muốn giạt vào đâu thì giạt muốn trôi đi đâu thì trôi và lại chính tôi tôi cũng không muốn cứu tôi nữa thì ai cứu tôi nữa mà làm gì thôi tôi chúc anh sung sướng chúc hằng sung sướng nói xong Chàng bước ra, Đức giơ tay gọi, Việt Anh. Thì anh quay vào, bắt tay rất chặt rồi mới đi hẳn. Hằng đã đứng trông theo người có bộ y phục bẩn thỉu, nhầu nát ấy, mãi cho đến lúc khuất bóng sau bức tường bằng hoa hồng. Chương 11 Trước cái khổ chung của ba người, ngày, giờ cứ thản nhiên qua. Quả đất quay tuy chậm mà chậm nhanh, vì chưa chi. Phải, hình như người ta mới kịp nhìn đi rồi ngoảnh lại một cái thôi, thì chưa chi mùa đông đã lại đến. Tháng 1, hình như sẵn những lúc không ai để ý cứ mỗi hôm một thêm nhuộm tím ra trời. Lá ổi bắt đầu vàng, lá bằng ngả màu cánh kiến, mà lá hồng thì thêm to, thêm đẹp, cứ chờ buổi sáng để hứng được những giọt sương lạnh đọng lại như thủy ngân. Đó là mùa mà dân quê cùng đi ngủ một lúc với mặt trời, lại cái mùa ổ rơm chăn bông, lại cái mùa đêm nay chưa để cho sáng mai có những con đường đọng bùn và lầy lội. Buổi chiều hôm ấy, trong căn nhà xây theo kiểu biệt thự ở con đường Quán Thánh, bên cạnh lò sưởi ngoài vợ chồng Huỳnh Đức lại còn có mặt một người nữa là Yvonne. Bên ngoài lác đác mưa, trong gian phòng ấm cúng, cả ba đương chuyện trò, Đức đã đưa ra những sổ sách cho Yvonne xem, và cả hai đều được bằng lòng, vì những công việc ngoài mỏ đều có lợi, mặc dù kinh tế khủng hoảng riêng hằng vẫn ít nói ít cười cứ nhìn vào đám khói ở mấy chén nước trà như muốn kiểm soát lại cây dĩ vãng no đã đi xa lắc xa lơ chợt đức lên xin lỗi là có việc cần phải xuống phòng giấy trước lò sưởi còn có hai người đàn bà yvonne ngắm nghía hằng một lúc lâu rồi hỏi nàng tôi tưởng dạo này chị không có điều gì trong lòng thì phải hằng uể oải đáp như trong khi giờ thức giờ ngủ tôi có điều gì buồn nữa đâu con chó nhật rất xinh xắn lúc đó len lén và nằm dài trước lò sưởi dần dần một cách không cho ai nghĩ đến sự uể oải đến úp lấy cả hai người đàn bà tiếng lách tách củi nổ cái giọng âm thầm của con họa mi khẽ hót ngoài hành lang tiếng một chiếc xe hơi văng vẳng đằng xa ngần ấy tiếng động mà người ta thấy trong khi người ta không để tai nghe làm cho sự im lặng có một giá trị khó tả mà giữ nhịp cho những tiếng động ấy là những cái tí tách trong một chiếc đồng hồ lớn để dựng đứng như một cái tủ ở một góc phòng. Hằng vẫn mãi nhìn những ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi. nàng thấy cái lò sưởi cũng giống với cuộc đời con người ta. miệng lò là sân khấu mà ngọn lửa là những vai trò trong tấn bi kịch. Ngọn lửa trước to, sau nhỏ dần và sau cùng thì bao giờ cũng chỉ là một nắm do tàn khói lạnh, là hình ảnh đích xác về cái cứu cánh cuộc đời con người ta. Cặp mắt đầy những vẻ hối hận, Yvonne nhìn Hằng một lúc lâu rồi lại hỏi chị Hằng ơi, thật ra thì chị có sung sướng hay không? Hằng, như chợt tỉnh giấc mê, cười khanh khách mà rằng, bảo vì lẽ gì mà tôi lại không sung sướng. Tôi tưởng chị cũng đã khuê khỏa dần dần, chị cũng nên cố quên đi, không quên mà được à, Yvonne? Trong khi đau khổ, người ta cứ tưởng người ta chết mất, vì người ta không quên được. Chính ra dần dần rồi người ta cũng quên, nếu không có sự quên, làm gì còn có được loài người trên mặt đất này, thật đấy ít lâu nay tôi thấy chị đã khá lắm chỉ có anh ấy là già đi xấu đi hằng ngậm ngùi cắt nghĩa nhà tôi lúc nào cũng lo sợ về tôi về sức khỏe của tôi săn sóc tôi y như một người mẹ săn sóc đến sự ấm lạnh của đứa con mới đẻ vậy thật thế chính vì tôi mà anh ấy quên ăn bỏ ngủ vì vợ mà quên cả cái sức khỏe của mình có khi đương đêm chợt tỉnh dậy tôi thấy chồng rón rén đến bên giường tôi nằm để lại cái gối đắp lại một nếp chăn Thật là người đáng kính phục một cách lạ. Tôi không hề tưởng tượng được rằng trong đời này lại có người yêu tôi đến như thế, lại có người kiên tâm như thế. Mỗi ngày, mỗi phút, anh ấy đều phải chiến đấu, không lúc nào nghỉ, chiến đấu để chinh phục lòng yêu của tôi, một người đã là vợ anh ấy rồi. Phải được trông thấy anh ấy kiên tâm ra sao thì mới tin lời tôi nói là thật được. Một người chồng mà yêu quý vợ như quý nhân tình thì cũng là người chồng đáng yêu. Chính thế, cho nên bây giờ tôi ao ước có một mụn con, một đứa con bất cứ dai hay là gái, con của chúng tôi. Có một đứa con cũng như là có sự an ủi rất cần thiết những khi đau đớn về phần hồn, cũng như là có một cái nghĩa cho sự sống. Xưa kia, đào quân không bao giờ nghĩ đến sự sinh con đẻ cái, và cả tôi nữa, hồi ấy cũng chưa hề nghĩ đến đường con cái. Hồi ấy, tôi có nhiều tư tưởng rồ dại trong óc tôi. Bây giờ thì tâm tính tôi đổi hẳn bây giờ tôi thấy sự trống trải của một cuộc đời vô nghĩa lý rồi. Tôi này cũng như một con tàu đã dày dạn gió sương, đã vượt trùng dương, nay đến ngày cập bến vậy. Tôi đã giật mình nghĩ đến những buổi chiều đông lạnh lùng, cái già cái yếu nó đến ngày mai. Cho nên tôi rất nóng ruột, có con, một đứa con cho vui vẻ cửa nhà, cho vợ chồng phải yêu quý nhau, cho cuộc đời có thêm một bổn phận để gánh vác, thêm một mục đích để theo đuổi. Yvonne cầm tay hàng nói một cách cảm động. Yvonne sung sướng lắm chị ạ, à. nếu chị đau khổ thì Yvonne lấy làm buồn giàu lắm. Chị có muốn biết hành tung của Việt Anh độ này ra sao không? Không. Độ này người ta không thấy mặt Việt Anh trong cái xã hội thượng lưu nữa. Có người thấy Việt Anh ở hàng tuần lễ tại xóm ả đào, lại có người thấy Việt Anh đi hút thuốc viện với lũ gái nhảy trong những ngõ hẻm tối tăm. Hằng buồn giàu mà rằng, thế à? Thế rồi là sự im lặng. Hằng và Yvonne trong một lúc lâu không ai nói gì cả. Vừa lúc đó, Đức cũng quay lên, thì Yvonne đứng dậy, thôi, tôi xin phép vợ chồng ông bà, kìa, sao lại vội thế? Hằng cũng ngạc nhiên hỏi, Yvonne có việc bận gì à, không? Nhưng mà tôi đi đã lâu, sợ về me tôi gắt. Hằng vội bảo chồng, thế mình cầm xe đưa chị ấy về tận nhà, thôi, không phải phiền thế, để tôi đi xe tay, trời mưa mà phú vắng, chả sẵn xe đâu. Mà đi xe tay thì ướt hết mắt, yvonne vừa bước ra vừa khanh khách cười mà rằng thế thì tôi lại cướp mất anh ấy của chị trong 10 phút ngồi chi kỷ với nhau trước lò sưởi hằng cũng cười cũng chả sao đức cùng yvonne xuống nhà dưới khi tiếng máy xe hơi đã xa hẳn hằng đứng lên bật đèn vì ngoài đường đèn cũng đã sáng choang nàng thấy khó chịu trong mình như nhức đầu chóng mặt nàng gọi bằng chuông điện thì con nguyên chạy lên nhà có gì là của chua không bẩm co chanh nhưng mà để lâu lắm rồi, sợ ủng, hay mày lấy vào cái đĩa cho tao mấy quả dưa chuột ngâm giấm lên đây nhé, vâng. Một lát, con Nguyên lên thưa rằng, bẩm có một ông xương danh là Việt Anh muốn nói với bà một câu chuyện can hệ lắm. Hằng nghĩ một lúc rồi bảo, mày xuống bảo hôm nay tao mệt, không tiếp ai, vâng. Còn ở vừa tất tả chạy đi thì Hằng lại gọi, Nguyên. Nguyên, dạ, và vào gì nữa à, mày mời ông ấy lên phòng trên này, tao chờ nói thế rồi nàng ngồi xuống nghĩ ngợi băn khoăn nàng sắp làm một điều càn rỡ nàng sắp tự quyết lấy điều sinh tử gì cho mình và cho ai hằng bất giác lại hối hận xong đã muộn mất rồi đến đây đứa ở đã dẫn việt anh vào ngồi ngay xuống chàng đội mũ dạ đen đi giày đen khoác một cái áo tơi trắng đã ngả màu vàng trên cái áo tơi có những nốt lấm tấm nước mưa hai cặp mắt chàng quắc lên như mắt người điên Giọng nói của chàng nghe ghê như giọng nói của người hấp hối. Hằng, tôi xin lỗi mình, kính chào anh, phải, tôi đã có lỗi lắm. Đáng lẽ tôi không còn được bước chân vào nhà này, nếu anh đến chơi vào lúc chồng tôi có nhà thì phải hơn, hồn nỗi những điều tôi muốn nói thì lại không thể nói trước mặt đức được. Tôi đã phải đứng chờ mãi ở đầu phố cho anh ấy đánh xe với Yvonne ra đi. Không nên để đức biết là tôi có vào đây, còn đối với bọn gia nhân thì sau khi tôi đi rồi Hằng chỉ việc dặn chúng là có một người em họ đến xin tiền, không được nói cho ông chủ biết thế là đủ. Và lại, Việt Anh nói đến đó thì nghẹn lời, mình mẩy run lên, Hằng phải nói. Chết chừa. Anh làm sao thế, không, không hề gì. Đứng chờ mãi ngoài đường nên hơi lạnh, nhưng không hề gì, anh sơi một chén trà nóng nhé. Anh ngồi xuống ghế mà sưởi đi, để tôi bảo nó pha. Việt Anh lắc đầu, thôi, tôi không ngồi lâu và hằng cũng không sợ tôi nói dài dòng hằng ơi tôi sắp đi xa đây cho nên tôi lại từ biệt hằng thế anh định đi đâu xa lắm đi khỏi xứ sở khỏi đất nước này nhưng mà hằng không cần biết rõ vô ích nói đến đây anh đưa mắt nhìn khắp gian phòng rồi đặt mũ xuống ghế vịn hai tay vào thành ghế như nhọc mệt lắm hằng tần ngân hỏi thế anh đi xa thế để làm những việc gì à tôi làm công cho một thương đoàn của người hoa kiều một việc khá to tát nhưng mà việc can hệ chỉ là xa cái đất này để tìm sự quên thật đấy anh cũng nên đi xa có phải thế không đi là phải lắm chứ vì đất hà thành chỉ làm hại anh mà thôi trông anh bây giờ thảm hại quá tôi cũng không lấy gì làm lạ vì nhiều người vẫn nói đến cái đời vô trật tự của anh trong mấy tháng nay họ nói anh ngày nay đã ngã hẳn xuống một đống bùn tửu sắc yên đổ thôi thì đủ cả phải không trời ơi mặt mũi anh tiểu tụy đến thế kia kia Việt Anh, đêm hôm qua anh ngủ ở tiệm thuốc phiện nào? Tôi thật không ngờ một người có học thức như anh, có chi khí như anh, mà bây giờ mất nhân cách đến như thế. Việt Anh so vai đáp bằng giọng oán hận, thôi đi, Hằng không cần xỉ nhục tôi đến như thế nữa. Tôi tưởng tôi đến thế này, không có gì là khó hiểu. Nếu tôi ngày nay hóa ra bê tha, đê tiện, là vì tôi giao thiệp với cái đám xấu xa. Sự đau khổ, sự túng kiết cái nghèo đói nếu tôi đến nỗi mất nhân cách như hằng vừa nói là bởi vì tôi tôi đã yêu một người đàn bà nói xong anh ngồi bịch xuống ghế đăm đăm nhìn lửa đỏ trong lò sưởi hằng cũng oán hận mà rằng người đàn bà ấy cũng đã yêu anh nếu anh không biết cách làm cho người đàn bà ấy về tay anh thì là tại ai tưởng anh đã biết mà nếu không lấy được người đàn bà ấy nữa thì anh cũng phải làm thế nào cho xứng đáng lòng yêu của người ta thì hơn Ngày nay, anh đã lăn lóc khắp mọi chỗ của bọn đãng tử. Việt Anh, như thế là xứng lòng yêu của Tiết Hằng đấy à? Việt Anh đứng lên, lại gần nàng, khẽ gọi, Hằng ơi. Hằng, nàng đứng lánh ra, cau mày, gớm, anh sặc lên những mùi thuốc phiện. Anh đã nghiện chưa? Chưa nghiện nhưng thỉnh thoảng vẫn hút. Ồ, thuốc phiện làm cho người ta khuây khỏa lắm. Hằng biết sao được, rõ, khốn nạn chưa, Hằng ơi, trước khi ra đi, trước khi từ biệt. Mình, tôi muốn hỏi mình một điều. Chắc Hằng còn nhớ hôm chúng ta cãi nhau ở bệnh viện ST, Paul, sau khi Hằng nhận được lá thư của Yvonne. Hằng giật mình lên, vội hỏi, lá thư nào của Yvonne, lá thư chữ đánh máy, tố Tô cáo tôi có trách nhiệm, trời ơi. Yvonne là kẻ có cái tà tâm ấy à, chứ gì, thôi đi, anh đừng đổ oan cho người ta, không, không, không. Việt anh không bao giờ nói nhảm, và lại Yvonne đã thú thật với tôi rồi hằng nên biết rằng năm sáu tháng trước đây không mấy tối là Yvonne không đi lùng các cao lâu các nhà khiêu vũ các tiệm thuốc phiện để tìm tôi nó yêu tôi con bé đáng thương ấy mà vì nó yêu tôi quá nên nó mới làm cái việc càn rỡ để hại tôi thôi tôi cũng chẳng oán trách gì nó sao hai người không lấy nhau đi việt anh bất bình lắm cao mày tôi tôi không muốn lòng người dễ quên dễ yêu thế được vả lại chắc gì mà nó đã bằng lòng nhưng mà thôi, mặc chuyện ấy đấy, cho tôi nói nốt đã, tại bệnh viện bữa ấy, nếu tôi đã thú tội cùng Hằng, đã nói rõ sự thực, liệu Hằng có tha thứ không, sao lại không? Tôi tưởng anh đã dìm chết mất quân chứ có phải chỉ ngờ anh không cứu quân đâu. Ấy thế mà tôi, tôi lại cho rằng vì có đức cũng muốn lấy mình nên mình kiếm chuyện ruỗi tôi ra, nghĩa là anh đã là một kẻ ngu dại, phải lắm. Hơn nữa lúc ấy lòng tự ái của tôi đã bị thương nặng tôi cảm tức rằng đến hằng mà cũng lại nghĩ tôi đã hại chồng của hằng tôi đã ghen hằng lắm giận hằng lắm cho nên tôi đã không cắt nghĩa rõ đã không thú tội hằng ứng nước mắt kể lể thành ra tôi cứ tin rằng anh đã ám hại quân mà không biết anh đã dùng những cách gì lúc ấy tôi vẫn yêu anh lắm nhưng tôi sợ nếu lấy anh thì là đồng phạm với anh một người đàn bà cùng nhân tình âm mưu ám hại chồng là một con quái vật vậy mà tôi vẫn yêu anh một cách xót xa cho nên muốn khỏi mang tội với trời, tôi đã nghĩ không còn cách gì hơn là vội vàng nhận lời với Đức. Việt Anh đứng ngây ngất như bị thương nặng trên đỉnh đầu, trời ơi, vậy nếu tôi đã thú thật thì Hằng cũng đã lấy tôi đó ư. Hằng rền dĩ mà rằng, chứ gì nữa, anh buông xuôi hai tay xuống, thở dài, lòng kiêu ngạo. Trời ơi, lòng kiêu ngạo của tôi đã hại cả một đời tôi. Tôi đã muốn có Hằng, vậy mà tôi đã đánh mất hết cả. Hằng quay về phía lò sưởi chất mấy thanh củi và bảo, thôi, sự đã rồi. Mình đi đi, đừng làm khổ tôi nữa. Nhưng mà anh bàng hoàng tỉnh giấc mộng, như điên như giải, hấp tấp mà rằng, à, nhưng mà bây giờ thì tôi lại không thể nào rời bỏ cái đất này mà đi được nữa. Không, tôi không đi. Những lời Hằng vừa nói thật như là ngọn đuốc cho con đường đời u ám của tôi, thật như một liều thuốc bổ cho cái thân thể ốm yếu của tôi. Từ hôm ở bệnh viện ST. Bồn đến nay chỉ mới là một năm thôi cái tình của mình với tôi đã đến thế thì trong một năm chưa phai nhạt được lúc ấy hằng yêu tôi thì bây giờ hằng cũng còn yêu tôi nhưng hiện giờ tôi là người đã có chồng nhưng mà không yêu chồng mình không yêu đức anh làm thế nào anh biết tôi biết nếu mình yêu đức mình lại bằng lòng tiếp tôi thế này hay sao mình lại phải khóc vì tôi hay sao những giọt lệ chưa khô đấy kia tiết hằng hằng đứng lên dầu dĩ mà rằng anh nên đi đi, không, những cơn giận dữ của mình, những giọt lệ lã trã của mình đã đủ nói rõ là mình yêu tôi. Hằng ơi, Hằng nhớ lại những ngày ta còn đi học với nhau. Những lời mình thề thốt với tôi, mình đã lừa dối tôi mà kết duyên với một người khác, tôi đi, anh im đi, không, trời sinh ra Hằng để mà yêu tôi, Hằng vẫn đau khổ vì là vợ một người không phải là tôi, cũng như tôi. Tôi đương khô héo cả tâm can bởi không được là bạn trăm năm của Hằng hằng chạy ra hẳn một góc phòng cách xa anh chàng lại gần nằn nì này hằng ơi những điều đau khổ của ta chưa phải là đã hết phương cứu chữa nếu hằng thương xót tôi thì hằng rất còn có thể cứu vớt được tôi mình có muốn cho tôi lại được như xưa lại là người có can đảm có chi khí một người xứng đáng hay không xin cứu tôi khỏi chết hằng run sợ thất thanh hỏi nhưng mà tôi làm gì được đi trốn ta cùng nhau đi trốn tôi vẫn biết hằng không ưa gì sự phản chắc nhưng mà dư luận thì cần gì đó không phải là việc của dư luận mà là của bổn phận việt anh nhìn vào tận mặt nàng mà rằng bổn phận của người ta là yêu liệu hồn rồi thì mình sẽ sống một cuộc đời vô vị rỗng tuếch tôi đã nói là tôi đi xa sang tân gia ba làm ăn mình có muốn cùng đi không hạnh phúc ở bờ biển bên kia đã như giơ tay sẵn đón chúng ta việt anh và tiết hằng ở nơi đất khách quê người thì sẽ cùng sung sướng hằng nghĩ thế nào hờ tiết hằng bưng mắt khóc mà rằng mình làm tôi khốn khổ quá đi mất nếu mình muốn hy sinh tính mệnh vì mình thì tôi cũng hy sinh ngay vì tôi thấy tôi có trách nhiệm lớn trong cái đau khổ của mình nhưng mà mình lại muốn bắt tôi phải hèn hạ phải phản chắc tôi chỉ muốn bắt mình có can đảm không chính thế là hèn hạ đó mình à mình muốn gì muốn tôi chết ư không mình lại hứa hạnh phúc cho tôi trời ơi tôi còn biết nghĩ ra làm sao nữa việt anh đi đi lại lại nghiêm giọng nói không tôi không bắt ép hằng tôi để cho hằng có toàn quyền quyết định cuộc đời của hằng cuộc đời của tôi thật đấy chỉ một mình hằng gánh lấy cái trách nhiệm ấy mà tôi không muốn hằng đi theo tôi vì thương hại tôi đâu không nếu hằng không đi thì hằng không phải lo ngại gì cả không phải hối hận gì cả tôi đi ngày mai hoặc ngày kia trong lòng chứa chan hy vọng sẽ quên được sẽ khỏi đau khổ vì người yêu quý này đã tha thứ cho tôi rồi đấy hằng xem tôi có cố ý làm cho ai phải thương xót tôi đâu nếu tôi ra đi một thân một mình đi biệt tâm biệt tích thì đó là do ý muốn của hằng thế là xong chuyện thế là hay lắm vì hằng sẽ không bao giờ không bao giờ còn nghe thấy ai nói đến việt anh này nữa thật đấy không bao giờ hằng còn phải nghe chuyện đến tôi nữa Hằng hái hùng vội hỏi, mình muốn nói gì thế? Việt anh cười cho nàng yên tâm và thêm, chỉ có thế. Hằng quyết định đi thôi, tôi ở đây lâu rồi, chắc Đức cũng sắp về. Tôi sẽ xuống đứng dưới đường kia mà chờ mình, tôi sẽ đứng nấp vào một chỗ nào đó để đợi mình. Nếu Hằng còn yêu tôi, dám hy sinh danh tiết vì người yêu thì mình sẽ lẻn ra đi, tôi xin chờ mình, chờ mình mãi mãi đến đêm khuya. Từ dưới đường, tôi sẽ nhìn lên cái cửa sổ phòng này nếu đèn còn sáng cửa còn mở thì tôi còn chờ hàng mãi mãi thật thế tuy mưa tuy rét tôi cũng đứng chờ đợi được vì bây giờ tôi đã có can đảm lắm mình muốn ra đi cùng tôi thì mình chỉ cần gói ghém một ít quần áo vẫn dùng thôi tôi đã có đủ tiền hai suất tàu hằng ấp úng mà rằng tôi tưởng là nếu nhưng việt anh ngắt lời nàng thôi tôi phải xuống đây nếu mình đã suy nghĩ kỹ quyết ở lại thì mình chỉ có việc đứng lên ra đóng cửa sổ lại nếu tôi thấy đèn tắt cửa đóng thì tôi đi trời ơi nếu vậy thì ác quá nhỉ thôi hoặc là chốc nữa hoặc là không bao giờ ta thấy mặt nhau nữa tôi chờ hằng đấy hằng ngẫm nghĩ đi quyết định đi tôi van hằng nói xong anh nhanh nhẹn cầm mũ ra khỏi phòng xuống một lúc lâu hằng ngồi bưng đầu ngẫm nghĩ rồi hằng đứng lên ra cửa sổ nhìn xuống đường trời giả rích mưa gió thổi ảo ảo Vặt đường nhựa đầy những ánh sáng đèn điện. Lá rụng phủ lác đác khắp mặt đường. Một lát, nàng quay vào gọi con Nguyên và bảo, đem cho tao cái vali con vào đây. Bẩm con đã lấy dưa ngâm giấm, thôi, đem cho tao cái vali. Vừa lúc đó chợt thấy tiếng còi xe hơi gọi mở cổng. Hằng thấy mồ hôi toát ra đầm đìa khắp mình, nàng thấy chóng mặt như muốn ngã lăn xuống đất. Vừa lúc đó, Đức Huệ oải bước lên, chàng hỏi, mợ chưa đi nghỉ kia hả? Hằng bảo con Nguyên, thôi cho mày xuống dưới nhà. Đức lại hỏi, từ lúc tôi đi đến giờ, Hằng vẫn ngồi yên một chỗ. Hằng gật đầu, Đức nhìn vợ một lúc rồi quay ra, thôi, tôi để mình đi nghỉ. Hằng nhìn theo chồng, bâng khuâng hồi lâu chợt khẽ gọi, mình ơi mình. Đức quay vào, vồn vã, mình cần giúp gì, không? Vừa rồi, lúc mình đi vắng, nhà có khách, thế à, tôi vừa tiếp Việt Anh một lúc lâu. Đức gật gù một hồi, khoan khoái mà rằng tôi biết đã lâu rồi cảm tạ hằng đã nói thật cho tôi rõ tôi chờ hằng có nói rồi tôi mới nói lúc đánh xe ra tôi thấy việt anh nấp sau một gốc cây lúc về tôi lại thấy việt anh đi về mạn trên chợt trông thấy xe tôi thì lại vội nấp sau một gốc cây bất đắc dĩ mà tôi phải tiếp hằng tiếp anh ấy là phải lắm chứ tôi có dám phàn nàn gì tôi chắc mình đã khuyên bảo anh ta được nhiều điều hay hiện giờ thì việt anh là người rất hỏng, việt anh chỉ là người đáng phàn nàn. Ơ ừ hay, thì chính tôi, tôi cũng vẫn ái ngại cho anh ta, mà vì thế cho nên đáng lẽ vào bàn giấy làm việc thì tôi lên qua phòng này. Tôi không biết mình với việt anh đã chuyện trò với nhau những gì, song riêng tôi, tôi cũng có một chuyện muốn nói đấy. Mình à, gì vậy? Cái tự do của hằng. Cứ để tôi ôn tồn nói cho có đầu có đuôi. Hằng nên biết rằng hiện giờ huỳnh đức là một thằng chồng đã chán nản lắm đã nhọc mệt lắm thật đấy hôm nay thì tôi xin cất bỏ cái mặt nạ của tôi ra mình vẫn thấy tôi cười nói bông đùa chính ra ấy chỉ là đóng kịch vì rằng tôi đã định chiếm lòng yêu của hằng cố làm cho hằng phải quên đau tôi đã phải làm ra cái vẻ sung sướng mãi mà thật ra tôi đau khổ lắm tôi đã phải chiến đấu mãi nhưng nay tôi ngã lòng mất rồi tôi không thể được nữa Tôi tưởng Hằng đã yêu tôi, đã hoàn toàn về tay tôi. Chào ôi, tôi nhầm, bây giờ tôi mới biết là tôi mơ ước hảo, mình vẫn còn yêu Việt Anh, tôi đã làm gì cho chồng tôi, khoan, Hằng cứ để tôi nói nốt. Bao giờ mình cũng yêu Việt Anh, cuộc đời của mình chỉ có thể sung sướng nếu mình cùng sống chung một cuộc đời với Việt Anh. Tôi biết rõ mình lắm rồi, tôi đã ngẫm nghĩ chán chê ra rồi, bây giờ đã đến lúc tôi quyết định, đến đây, Đức chững chạc ngồi xuống ghế. Hằng cũng nghiêm nét mặt mà thản nhiên rằng, "Tôi rất vui lòng nghe. Được quả quyết tiếp, tôi bây giờ không dám nghĩ đến tôi nữa. Tôi phải quên tôi đi mà nghĩ đến Hằng, mình lấy hai đời chồng rồi, cuộc nhân duyên thứ nhất phải âm thầm đau khổ thì cuộc nhân duyên thứ nhì không lẽ lại cũng thế được. Chính ra Hằng cũng đáng hưởng hạnh phúc ở đời vì ái tình. Trời ơi, tôi yêu Hằng quá, không thể để Hằng cứ đau khổ như thế mãi được." Hằng là vợ tôi thì tôi có lợi hơn gì đâu. Tôi chỉ khổ hơn xưa thôi. Tôi được mọi người mách rằng Việt Anh sắp rời xứ sở ra đi. Hằng có muốn cùng đi với người yêu chăng? Nàng dương to cặp mắt nhìn chồng, ngạc nhiên hết sức. Đức cũng đăm đăm nhìn nàng rồi nói tiếp. Không, chả có gì lạ đâu. Tôi cũng chỉ là một người như mọi người. Bắt trả được thì tha đi, lại được cái tiếng làm phúc nữa hằng chỉ cần gật đầu một cái là tôi xin chịu nhận hết mọi điều lầm lỗi của một người chồng không ra gì để hằng có thể được tự do tôi xin dàn lòng ký một chữ nếu mình yêu việt anh thì tôi khuyên mình nên cùng ra đi với anh ấy cùng sống chung một cuộc đời với mình việt anh chẳng bao lâu lại trở nên một người giỏi giang hữu ích và anh hùng nữa rồi thì nào hai người cũng sẽ sung sướng cả hai trời ơi anh đức thật đấy mà hằng không cần nghĩ đến tôi đâu tôi có nhiều việc lắm tôi sẽ quên đi tôi chỉ xin có một điều là khi hằng sung sướng rồi thì đôi khi cũng nên chợt nghĩ đến tôi là một người bạn tốt nhất đời của hằng chỉ có thể lòng yêu hằng bằng cách nhường hằng cho kẻ khác nói rồi đức đứng lên quay ra phía khác để giấu hai dòng lệ đã sắp tuôn rơi hằng thổn thức nói mình nói thật đấy à tôi lại dám nói đùa như thế à hằng gục đầu xuống bàn khóc mà nói đức ơi thế thì tôi xấu hổ lắm tôi không dám nhìn mình nữa thật vậy lúc nãy hằng đã tính bỏ hết cả danh tiết bỏ chồng mà đi theo dai nhưng may sao cho hằng là nay đức đã nói đến những lời tha thiết đến thế cảm động đến thế cái lòng quân tử vô cùng của mình đã ngăn ngừa được sự sa ngã rất tai hại của vợ mình là tôi lúc nãy tôi đã định trốn đi mà bây giờ thì tôi lại không thể nào bỏ mình mà đi được nữa tôi chưa yêu mình nhưng mà tôi phải nhớ ơn mình từ giờ trở đi mình không những là người chồng đáng quý nhất đời quân tử nhất đời mà lại còn là ân nhân của tôi hằng vẫn nói nhưng vẫn gục mặt xuống bàn đức đến ngồi cạnh nàng nâng như đỡ nàng lên thất thanh hỏi thật không em hằng hằng ngẩng đầu lên vén lại mấy mảng tóc rũ xuống chán và gáy rồi đăm đăm nhìn ngọn lửa đỏ trong lò sưởi nói tiếp thật đấy anh đức ạ à, từ nay trở đi tiết hằng có bổn phận phải hầu hạ dưới gối anh đạo trời đã muốn như vậy hằng có muốn cưỡng cũng không nổi thật đấy từ nay trở đi thì có một sức mạnh thiêng liêng huyền bí trói buộc tôi gần mình trời ơi đức xanh mặt vì hằng đương nói bỗng ôm bụng nhăn nhó chàng luống cuống hỏi chết nỗi mình làm sao nhưng hằng xua tay rồi lại bình tĩnh nói tiếp không tôi hơi chóng mặt và thấy lợm giọng một chút mình ạ ít lâu nay tôi còn bán tín bán nghi nhưng bây giờ thì tôi đã đến lúc dám cả quyết báo tin cho mình biết là dễ thường tôi đã bắt đầu tôi đã bắt đầu có thai thật thế cho mình tôi hình như có sự chuyển động sự thay đổi trời ơi nếu sẽ là con trai thì sướng quá nhỉ đức ôm chặt vợ vào lòng áp mặt mình vào mặt vợ hằng hỏi mình khóc đấy à đức thổn thức đáp thật thế khóc vì sung sướng trời ơi ta sẽ quy hoa nó biết bao nhiêu nó sẽ là cái nghĩa sống cho chúng ta đó hằng tôi thấy lạnh lắm mình ạ à? mình đi kiếm những cái gì cần dùng cho tôi đi đức buông vợ ra hấp tấp xuống nhà dưới hàng gượng đứng lên lần ra đến cửa sổ nhìn xuống đường gió thổi mười lúc một mạnh hơn mặt đường nhựa ngập lụt đầy lá rụng tại một gốc cây nọ thấp thoáng như có bóng một người mặc áo tơi hàng thồn thức khép cửa chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa